Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc Bách Luận Sớ, quyển trung. Thích Cát Tạng biên soạn. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description, sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc Bách Luận Sớ, quyển hạ, phần 1, phẩm thứ 7, phá trong nhân có quả. 6 phẩm, 3 cặp, 2 cặp đã nói xong, ở đây là phá thứ 3, có quả, không quả. Nhưng, một, khác, tình trần gồm thâu pháp đều cùng tận. Đại hữu là vật một thể, khác thể. Phá, một, khác, này thì pháp ngoại điển là không. Tình, trần là 12 nhập. 12 nhập gồm thâu tất cả pháp. Tình, trần đã không thì tất cả, không. Nếu vậy, trên đây hai cặp phá pháp đã hết. Nay lại phá nữa, gồm có hai nghĩa, chung và riêng. Về nghĩa chung có 4. Một, trên dù phá pháp cùng tận, chỉ vì độn căn chưa ngộ, cho nên lại lập để phá nữa. Hai, được ngộ không đồng. Quán môn đều khác nhau. Ở trên, đã nói hai thứ quán môn, nghĩa là chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải nội, chẳng phải ngoài. Ở đây, kế là nói chẳng phải có, chẳng phải không, không phải nhân, không phải quả, ngộ nhập thật tướng. 3. Soạn luận, để giải thích kinh, kinh có các thứ thuyết khác. Ở trên dùng hai môn để giải thích, này các kinh đại thừa, như phẩm sư tử hống trong kinh Niết Bàn, phá nghĩa trong nhân có quả, không quả. Nay vì muốn giải thích các kinh này nên nói phẩm này. 4. Luận này chính phá ngoại đạo, phụ phá nội giáo. Sau Phật diệt độ 800 năm, các dòng phái thành 500 bộ, chấp nhân có quả, không quả, che mờ kinh Phật. Nay vì phá tăng khư, vệ thế, rửa sạch cả thượng tọa, tăng kỳ, nên mới có phẩm này. Kế là sinh khởi riêng cũng có 4 nghĩa. 1. Phẩm thần phá, người, 4 phẩm phá, pháp. Này nêu nhân quả để bào chữa chung về, người, pháp. Nhân trong nhân, gọi là tác giả, nhân trong quả gọi là thọ giả. Pháp trong nhân, tức là thiện, ác, pháp, trong quả gọi là khổ vui vân vân, đã có nhân quả thì nhân pháp chẳng phải không? 2. Bào chữa tình, trần ở trên. Tình, trần đều có nhân, quả, như từ trần sinh đại, từ đại thành căn, nghĩa là nhân, quả của tình. Vi trần thành sắc, sắc thành bình, gọi là nhân quả của trần. Đã có nhân quả thì tình trần chẳng phải không? 3. Pháp hữu vi có thể, tướng, nhân, quả là thể của pháp hữu vi. 3. Tướng là tướng của người chủ trương hữu vi. Đã có thể, tướng là có các pháp, đâu không có tình trần. 4. Kế là sinh nhau từ phẩm trần mà khởi, ở văn luận có nói. Lại, sinh khởi hai phẩm này, ngoại đạo nói là, một, khác, trong ngoài đều không thật có nhân quả là nghĩa chúng. Đại tông lập căn bản cho niềm tin, chẳng thể nói là không. Nếu không có tức là tà kiến, nếu là tà kiến thì khi chết sẽ đọa địa ngục, cho nên phải có nhân, quả. Có nhân, quả thì có trong, ngoài, chung, riêng. Có pháp trong, ngoài, chung, riêng thì có người, cho nên tất cả được thành lập. Trước, phá, có, kế là phá, không, nghĩa là trong, ngoài hơi đồng nhau. Về trong, chưa có thượng tọa chấp ba đời là có. Kế là đại chúng chấp hai đời là không. Trước. Có tỷ đàm cho rằng hai đời là có. Kế là thành thật cho hai đời là không. Ngoại đạo cũng thế, chưa có tăng khư ra đời chấp có. Kế đến thế sư chấp, không. Thứ lớp 4 câu của hai nhà cho rằng, có, thứ nhất, không, thứ hai. Nói phá trong nhân có quả, phần lớn nói 96 thuật sở chấp có 3. 1. Chấp không có nhân, không có quả, như một trong 6 vị giáo chủ ngoại đạo cho rằng không có nghiệp hắc nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp ác. Bạch vân vân cũng thế. 2. Chấp không có nhân, có quả. Trong 6 vị giáo chủ ngoại đạo cũng có người này. 3. Chấp có nhân, có quả, y cứ có nhân, quả, lại có 4 sư. Tăng khư chấp trong nhân, có. Thế sư chấp, không, trong nhân. Lạc xa bà chấp, vừa có, vừa không. Nhã đệ tử chấp, chẳng phải có, chẳng phải không, trong pháp Phật có tiểu thừa, đại thừa đều có nói nghĩa nhân quả. Trong tiểu thừa có số luận. Người số luận cho có 6 nhân, 5 quả. Nói 6 nhân là 1. Tương ưng 2. Cộng hữu 3. Báo 4. Biến 5. Tự phần
6. Sở tác. Nói năm quả là, quả giải thoát từ đạo đế sinh. Nếu duyên do hữu vi nói, thì cũng từ nhân sở tác mà có. Nhưng 6 nhân chính là sinh hữu vi. Quả giải thoát là vô vi, không phải do 6 nhân sinh. 4 quả khác từ 6 nhân sinh. Nhân tự phần, nhân biến, sinh ra quả y. Nhân báo sinh ra quả báo. Nhân tương ưng, cộng hữu sinh ra quả công dụng. Nhân sở tác sinh ra quả tăng thượng. Luận thành thật cho 3 nhân, 4 duyên có 2 thứ nhân quả. Nếu 2 nhân tập báo trước, sau sinh nhau, thì nhân quả lại có nghĩa, đồng thời. Như nhân quả về nghĩa niệm tối sơ của vô minh, nếu dựa vào quả của các nhân có cùng một lúc, thì nhân quả duyên nhau. Như nằm ấm hình thành con người, 4 vi thành cột, đồng một lúc mà có. Nói một cách phán quyết, người số luận chấp nghĩa có của 2 đời, trong nhân có quả. Người luận thành thật nói trong nhân vô nghĩa của 2 đời không có quả, không. Đại thừa nói về nhân quả, như luận địa trì nói 10 nhân, 5 quả. 5 quả đồng với danh của số luận. Về 10 nhân như luận nói, chỉ người đại thừa hiểu nhân quả xuất thế có 2 thường đương lai, hiện tại, nói rằng trong sinh tử đã có đầy đủ thể, dụng của pháp thân. Nghĩa hiện thường gọi là có, vì bị vọng che lấp nên không hiển hiện, gọi là không có quả. Về nghĩa thường đương lai, nghĩa là sẽ có ở tên quả, gọi là nghĩa có tức khi chưa có, thì gọi là không có quả. Hỏi, nay phá nhân, quả bên ngoài, vì sao phân biệt nhân, quả vân vân của thế, xuất thế ư? Đáp, phẩm sư tử hống đã dùng sữa, lạc để nói về Phật tánh. Nào ngại gì để bà dựa vào đất sét, bình mà nói về nhân quả của pháp thân. Chính là tất cả thế gian đều chính là, xuất thế tức là Phật tánh. Phật tánh chính thì tránh Phật tánh. Tánh Phật chánh thì tam bảo chính, cho nên nhân quả sự đại, cho nên nói đó. Hỏi, vì sao phá riêng trong nhân có quả, không quả? Đáp, vì, có, không làm, chứng ngại trung đạo, là gốc của các kiến chấp. Vì chúng sinh chấp nhiều, thịnh hành ở đời. Lại tăng khư chấp trong nhân, có, quả của 25 đế, làm tông chỉ. Vệ thế sư chấp trong nhân, không, quả của 6 đế làm tông. Này phá tông chỉ lớn của họ, thì mọi chi tiết phụ đều tự phá vỡ. Phẩm chia làm 4. 1. Phá nghĩa có không mất của người ngoài. 2. Phá nghĩa nêu nhân làm chứng cho chứng có quả. 3. Phá đều lấy nhân làm chứng cho có quả. 4. Phá lỗi ngang trái, luận chủ dứt nghĩa chấp đoạn diệt. Ngoại đạo cho rằng các pháp chẳng phải không dừng. Lập có 3 ý. 1. Chỉ trích luận chủ. 2. Tự lập tông. 3. Bác bỏ vệ thế sư. Cuối phẩm trên nói các pháp niệm niệm sinh diệt, không có lúc nào dừng. Nay ngoại đạo vì chỉ trích lời nói này của nội giáo, nên nói rằng chẳng phải không dừng trụ. Vì có không mất, nên thứ hai, là tự lập tông nghĩa. Chuyển nhân làm quả mà không mất nhân. Sở dĩ nói không mất là vì tăng khư lấy 25 đế làm tông chỉ lớn. Luận trí độ nêu ra nghĩa ấy rằng từ, nói, mở tối, sinh, giác, cho đến từ đại sinh ra căn. Nghĩa là từ tế sinh thô. Khi căn tan rã trở về đại, cho đến từ giác trở lại minh. Nghĩa là từ thô trở về tế. Dù từ tế sinh ra thô, từ thô trở về tế mà đều không có mất. Cho nên lập nghĩa, có, không mất, lại, nêu, có, không mất để làm chứng nói chẳng phải không dừng trụ. Vì chẳng phải bất sinh nên phá vệ thế. Ở đây không giải thích, chẳng phải không dừng trụ. Văn chú thích giảng giải 2 câu sau, chia ra 4 khác nhau. Trước giải thích, có, không mất. Nhằm chỉ trích cái mất của nội giáo. Nếu trong nhân không có quả trở xuống, là bác bỏ thế sư. Chỉ nhân biến thành quả, là ngăn ngừa vặn hỏi của 2 nhà đề bà và thế sư. Nhân đã không mất thì quả làm sao sinh, cho nên giải thích rằng nhân biến thành quả. Cho nên có quả sinh mà thể của quả tức là thể của nhân, nên cái có, không mất. Cho nên, có các pháp, là thứ tư, chứng nói, có, tình trần và, một, khác, vân vân. Nội giáo nói rằng trở xuống là phá, có, không mất ở trên. Bổn kệ có 2. 1. Nếu vì quả sinh, nên, có, không mất, là nhắc lại nghĩa ngoài. 2. Vì nhân mất, nên, có, mất, là phá nội giáo. Vì quả sinh nên có quả, nếu có quả không mất. Vì nhân mất nên không có nhân, nhân có lẽ ra mất. Lại, nhân quả đối với nhau mất, không mất đối nhau. Quả đã không mất, thì nhân mất, lại. Nhân đều nếu không mất, thì quả sẽ không sinh. Nếu sinh ở quả thì nhân lẽ ra mất. Lại, nhân đều đã không mất, nhân lẽ ra không biến đổi. Lại là thì đã không mất, nhân lẽ ra không biến đổi,
nếu biến đổi thì mất. Lại, nếu không mất thì nhân quả không, khác, nhân quả đã có khác nhau thì lẽ ra phải mất. Chú thích, trước nhắc lại cái không mất của ngoại đạo. Bình tức là cục đất sét, chính là đã phá, gồm có bốn vạn hỏi. 1. Tạo tác tức là vạn hỏi. 2. Nếu quả của bình sinh, vạn hỏi mất nhân thứ hai. 3. Nếu cục đất sét không mất trở xuống, là nạn thứ ba, tạo tác không có khác nhau. 4. Nay, lúc thật sự thấy hình dáng thì sức, biết, tên vân vân có khác nhau, nạn thứ lớp, nêu năm việc khác nhau để xét nghiệm cái mất. 5 việc là 1. Hai hình dáng đất sét và bình khác nhau, nghĩa là đất sét thì hình dáng diệt, còn bình thì hình dáng sinh, nghĩa là hình mất. 2. Lúc đất sét diệt là lúc bình sinh. 3. Năng lực đất sét diệt thì sức bình sinh. 4. Biết đất sét thì chí diệt, biết bình thì chí sinh. 5. Tên đất sét diệt, tên bình sinh. Ngoại đạo cho rằng như ngón tay co duỗi, là bào chữa cho nghĩa nhân mất ở trên. Ngoại đạo không cần phát ra lời nói, chỉ nhúc nhích ngón tay. Như Pháp Sư Luận Trí Độ nói năm giới, quốc vương nêu vạn hỏi mà đưa ngón tay để đáp lại lời vua hỏi. Này cũng như thế, dù ngón tay có co duỗi, hình dáng có khác nhau, nhưng thể của ngón tay thì không mất. Như đất sét và bình, hình dáng khác nhau, mà tánh có, không khác. Lại nữa, ở trên dùng năm việc khác nhau để chứng tỏ nhân mất. Ngón tay cũng có năm việc khác nhau mà ngón tay không mất. Hỏi, vì sao ngoại đạo nêu ngón tay để giải thích? Đáp, có ba nghĩa. 1. Hiện sự có thể thấy. 2. Không cần nói bằng miệng, chỉ trò thẳng ngón tay mà thôi. 3. Nói rộng, có, không mất có hai pháp. Từ nói đến đây là nói bình của ngoại đạo đều có không mất. Từ đây trở đi, là muốn nói cái, có, không mất của nội giáo. Trong nội pháp có hai. 1. Pháp ngón tay riêng. 2. Thiếu niên tráng niên, lão niên, con người chung. Hai pháp này thâu tóm tất cả sự việc của nội giáo cùng tận. Nội giáo cho rằng không đúng, vì nghiệp có thể khác nhau, nghĩa là cử động co, duỗi là nghiệp của nhà chấp ngón tay, năng, là thể của ngón tay. Cho nên ghi nhận thể là, năng, vì ngón tay có thể co, có thể duỗi ra, nên gọi, năng. Nhưng ngón tay và sự co, duỗi là khác nhau, tánh có của ông với đất sét, bình không khác nhau. Vì thế ông không nên lấy cái khác để dụ cho cái không khác. Nếu sự co duỗi không khác với ngón tay thì đại khái có 7 vạn hỏi. 1. Lấy co duỗi từ ngón tay 1 thì co duỗi 1. 2. Lấy ngón tay từ co duỗi, sự co duỗi đã 2, ngón tay lẽ ra cũng 2. 3. Ngón tay 1, sự co duỗi không phải 1, vì ngón tay khác với co duỗi. 4. Sự co duỗi 2, ngón tay không 2, thì co duỗi khác với ngón tay. 5. Vì muốn cho thể là 1, mà không từ nhau thì rơi vào, vừa 1, vừa khác, ở trên đã nói rồi. 6. Co duỗi và ngón tay là 1, khi co vào không còn duỗi ra, lúc co lẽ ra không có ngón tay. Nếu lúc co vào, vẫn có ngón tay thì khi co vẫn có duỗi. 7. Co duỗi với ngón tay là 1, ngón tay là 1, co duỗi là 2, lẽ ra cũng co duỗi với ngón tay là 1, ngón tay là 2, co duỗi là 1. Ngoại đạo cho rằng như thiếu niên, niên tráng, lão niên, bào chữa phản hỏi về nghiệp có thể khác nhau ở trên. Dù có thiếu, tráng lão khác nhau chung quy là một người. Dù có cử chỉ co duỗi khác nhau, nhưng cuối cùng là một ngón tay. Dù có đất sét, bình khác nhau nhưng chung quy là một thể. Sư luận thành thật cho rằng đầu cuối nối tiếp nhau, cuối cùng là một người. Cho nên mới gá vào thai, gọi là người danh sắc. Kế đến gọi là người nam ấm, cho đến con người còn nhỏ, người lớn và người già. Lại như tâm thần chính gọi là chủ, đến địa vị Phật không khác nhau mà danh tự khác nhau. Bà Sa nêu ra hai thứ luận. 1. Luận vật tánh biến, nghĩa là biến đổi trẻ thành già, nên đầu cuối là một người. 2. Luận hữu vật tánh vãng lai, nói rằng không biến đổi trẻ thành già, chỉ tuổi trẻ đến ở trong già, cho nên người già nhớ lại chuyện mình từ hồi còn trẻ. Bà Sa chép, trên đây đều là nghĩa của tám tà, chứ không phải nghĩa Phật nói. Nội giáo cho rằng vì không phải, một, nghĩa là phá già, trẻ một thể ở trên, nghĩa là năm việc hình, trẻ, tên, sức, biết, thời gian, diệt, lão trước, năm việc sinh sau, há một thể ư. Nếu một thể thì già lẽ ra đủ năm việc của trẻ, thế thì ở trẻ đâu gọi là già ư. Lẽ ra cũng có năm vạn hỏi, ba lớp cửa. 1. Trẻ,
già với người là một, con người, một, thì già trẻ là một. Hai, người với già, trẻ là một, già trẻ khác, thì người khác. So với trên có thể biết. Ba, lại nữa, nếu có không mất, thì đây là phá có hai sinh gần xa. Sinh xa nghĩa là y cứ ở nghĩa tông lớn kia để phá. 25 đế của ông đều là pháp có, dù từ tế đến thô, từ thô đến tế, mà tánh có, không mất. Có, đã không mất, hư không là pháp không thật có, không có mất trong không thật có. Nếu vậy, thiên hạ đều không có mất, vốn đối với mất mà nói được, ở mất đã không có, nên được cũng không có. Hai, từ trên đến đây nói riêng về pháp trong, ngoài không có mất đã xong. Này nói chung lỗi không có mất của trong, ngoài. Ba, tiếp theo phá già trẻ sinh ở trên. Lúc già không mất, đây là pháp, có, không mất. Không có cái không có mất, trong cái không có già. Ý phá đồng với trước. Chú thích rằng cục đất sét không nên biến thành bình, đây cũng được gọi là đều không mất, thì không biến đổi, nếu biến đổi, thì sẽ mất. Lại đối nhau để phá. Có đối không mất, đối chẳng mất, có, đã không mất, thì, không, lẽ ra mất. Ngoại đạo cho rằng không mất có lỗi gì. Tánh có, của 25 đế không mất, là tông lớn của họ nên không cho là lỗi. Chú thích rằng cục đất sét không biến thành bình. Phùng sư nói, thiên thân và ngoại đạo tạo ra nghĩa thái quá. Ngoại đạo kia chỉ nói vì, biến đổi, nên không mất, chứ chẳng phải vì, không biến đổi, nên không mất. Nay nói một nghĩa. Một, trên, lấy không biến đổi đều không mất, ngoại đạo gặp trở ngại, đều thay đổi tông để so sánh. Hai, biến đổi có hai thứ. Mất, diệt gọi biến đổi. Chuyển biến gọi biến đổi. Này nói không biến đổi, nghĩa là không có mất, biến đổi của diệt, nên văn nói rằng không có vô thường. Suy nghiệm biết như thế. Nội giáo cho rằng nếu không có vô thường, thì không có tội, phước vân vân là phá nghĩa không mất ở trên. Tội đã không mất thì vì thường là tội, nên không có phước. Phước cũng như thế. Lại nếu không có vô thường, cũng không có thường thì tất cả là không. Lại nếu không có mất thì phiền não sẽ không bao giờ mất, không được giải thoát. Lại nữa, nếu tội không mất, phước cũng không sinh, thì tất cả pháp cũng như hư không, không sinh, không diệt. Ngoại đạo cho rằng trong nhân trước có quả trở xuống. Từ trên đến đây, thứ nhất, là phá đại tông nói về nghĩa có không mất trong 25 đế kia. Này thứ hai, chính là phá trong nhân trước có quả. Này ngoại đạo trước nêu nhân, có, để chứng minh trong nhân có quả. Nếu không có quả thì không khác với chẳng có nhân. Này đã có nhân, chẳng phải nhân khác nhau. Chẳng có nhân đã không có quả thì nghiệm biết trong nhân đã có quả. Như người số luận nói rằng nhân có tánh quả, nói về lý nhân có quả, khác với lý không phải tánh. Nội giáo cho rằng trở xuống, có hai, nhắc lại và phá. Nếu trong nhân trước có quả, cho nên có quả, là nhắc lại nghĩa của ngoại đạo. Vì quả là không, nên nhân không có quả, kế là phá. Ông thật không thấy trong nhân có quả, chỉ thấy quả từ nhân sinh, rồi cho rằng trong nhân trước có quả, lẽ ra cũng thấy quả của bình sẽ bị hoại trong thời gian sau, lẽ ra nói là trong nhân không có quả. Nếu thấy quả hư hoại, không nói là trong nhân, không, cũng thấy quả thành không nói trong nhân, có. Lại so sánh đều nói nếu thấy thời gian sau là không, mà có trước trong nhân thì cũng thấy có sau, lẽ ra trong nhân, không có. Lại, chẳng phải trong như nhân không có, mà là không có ở lúc sau thì không có tự nhiên, hay là cũng sẽ có là tự nhiên có. Lại, nếu trong nhân vốn, không, thì cái, không, này về sau mới, không, nghĩa là cũng vốn, không, trong nhân thì cái, có, này về sau tự có. Ngoại đạo cho rằng vì nhân quả, một, nên bào chữa cho nghĩa trong nhân không có quả ở trên. Thể nhân quả của ta là một, nhân hư hoại là quả, đã chẳng phải không có nhân. Này quả hư hoại, há là không có quả. Như đất sét biến thành bình, bình không mất đất, bình biến thành đất, cũng mất đi bình. Dù là thành, hoại khác nhau mà thường là nghĩa, có, cho nên trong chẳng phải nhân không có quả. Nội giáo nói rằng nếu nhân quả là, một, thì sẽ không có phá nghĩa nhân quả là, một, ở vị lai. Nói lúc đất sét, vốn lấy bình làm vị lai, vì đất sét tức là bình, nên không có vị lai. Nắm cả bình đối với đất sét là quá khứ. Chỉ bình là đất sét, cũng không có quá khứ. Lại nắm cả đất sét đối với đất của bình, gọi là quá khứ vị lai. Vì đất bình tức đất sét, nên không có quá khứ, vị lai. Ngoại đạo cho rằng danh vân vân mất thì sinh, do danh mất danh sinh nên có ba đời giải thích vạn hỏi của nội giáo.
vì thể vô sinh mất, nên nhân quả không khác, tông của mình liền thành. Chú thích rằng đất bình ở yên, thể của đất bình an nhiên tồn tại, nghĩa là thể không mất thì hữu tông liền thành, chỉ gọi là có mất, vì sinh, nên có tồn tại, không tồn tại ở lập ba đời. Nội giáo nói rằng nếu vậy, không có quả, phá danh trên có mất, thể không mất sinh, gồm có hai vạn hỏi. Một, nắm cả danh, vạn hỏi thể, vốn lấy danh gọi thể, lấy thể ứng với danh. Nếu trước kia có thể của quả, lẽ ra trước đó có tên của quả. Nếu trước kia không có tên của quả, thì trước kia cũng không có thể của quả. Hai, nếu trước kia trong nhân không có tên quả, tên thể là một vật. Trong nhân, trước kia đã không có tên quả, tức là không có quả trong nhân. Ngoại đạo nói rằng vì không nhất định, cho nên bào chữa vạn hỏi, trong nhân không có quả nói trên. Sở dĩ trong nhân trước có thể của quả, chưa đặt tên quả, là vì trong nhân không nhất định ra ngoài một đồ đựng. Cho nên chưa được đặt tên cho quả, vì thế dù không có tên, mà vẫn có thể của quả. Nội giáo nói rằng nếu đất sét không nhất định, thì quả của nó cũng không nhất định. Nếu đất sét không nhất định định, là nhắc lại nghĩa của ngoại đạo. Quả cũng không nhất định, chính là phá. Ông nói vì không nhất định tạo ra một vật nào cả, nên không đặt tên được cho bình, nên không có tên. Lẽ ra cũng không được nhất định tạo ra một vật thể có nghĩa lẽ ra cũng không nhất định. Sở dĩ có không nhất định là vì thứ đất sét này hoặc nắn thành chiếc bình, hoặc nắn ra vật dụng khác. Ngoại đạo cho rằng vì vi hình có, nghĩa là vì trong đất sét nhất định có hình dáng nhỏ, cho nên có nghĩa nhất định. Mắt thịt thì không thấy, thiên nhãn đã thấy ở vị lai, tất nhiên sẽ thấy hình dáng nhỏ trong đất sét. Phần chú thích được chia làm ba. Một, giải thích bổn kệ, nói có nhất định. Hai, có hai thứ không thể biết, ngăn ngừa vạn hỏi thứ hai. Nạn rằng đã là hình dáng nhỏ nhoi, thì do đâu có thể biết, mà đã không thể biết thì đâu được nói là có. Cho nên nay nói có hai điều không thể biết. Ba, vì không có nên thể biết, như không biết sừng thỏ. Có mà không thể biết, đồng với tám duyên. Như thế, bình trong cục đất sét vân vân trở xuống, là thứ ba, đơn cử chẳng phải nhân để suy nghiệm rằng trong nhân, có, là do phải từ nhân ra. Hay không từ phi nhân ra. Chẳng phải nhân đã không có, thì biết nhân có. Nội giáo cho rằng nếu trước có hình nhỏ mà trong nhân không có quả, thì đây là thả tế, đoạt có. Trong nhân có tế, mà không có thô. Phải biết rằng quả thô xưa, không, nay, có. Lại có tế, không có thô, thì, vừa có, vừa không, đồng với nghĩa của lạc sa bà. Lại trong nhân không thô, thì quả thô sẽ từ chẳng phải nhân sinh. Lại nghĩa có của ông đã nhất định tế, lẽ ra cũng là nhân nhất định. Trong có tế, lẽ ra lại sinh ra quả tế. Lại nếu thô tế không nhất định, thì có cũng không nhất định. Lại trong nhân có quả thô tế đều có, tức lẽ ra đều sinh. Lại nếu sinh thô, không sinh tế, thì thô có, mà tế không. Ngoại đạo nói rằng trong nhân nên có quả, mỗi quả đều chấp nhân. Cho nên thứ ba, là phá người ngoài đều dùng nhân để chứng nói có quả. Khác với lượt phá thứ hai ở trước, nghĩa là trước nói thẳng, nhân, có, nên chứng nói quả có. Ở đây phân biệt, nhân, chẳng phải nhân, khác nhau. Này nói mỗi quả đều lấy nhân, nghĩa là y cư nhân, phân biệt nhân, lấy các nhân, do quả sinh đều khác thì nghiệm trong nhân có quả. Nếu trong nhân không có quả, thì các nhân bèn sinh loạn. Lại quả cũng từ loạn, mà nhân không loạn sinh quả không theo loạn, thì nghiệm biết trong nhân nhất định có quả. Chú thích rằng đất nhào thành đồ đựng, vì có thể chịu đựng nung đốt. Nghĩa là kinh bổn khởi nói rằng đất nhào dính, mềm dẻo, nghĩa là trộn đất sét. Ngoại thiên của sách Trang Tử, Thiên Mã để nói rằng mềm dẻo trị đất dính. Từ Mã Biêu chú thích rằng, điền là đất, có thể dùng làm đồ đựng. Thượng thư Vũ Cống giải thích đất đỏ cũng là đất, dính là trộn, dùng tay nhào nắn, bánh xe gọi là móc sắt. Nội giáo nói nếu sẽ có thì có. Nếu sẽ không có thì không có, là phá. Các quả đều lấy nhân để chứng tỏ trong nhân có quả. Cách phá này khác với cách phá trên, nghĩa là ở trên nói rằng mắt thấy bình từ đất xét ra, xét nghiệm trong nhân có quả, cũng phá mắt thấy bình lẽ ra trong nhân không có quả. Đây là y cứ ở thành, hoại hiện tại, nghiệm biết, có, không, trong nhân. Này y cứ nghĩa, sẽ, để phá. Quả của ông chẳng phải hiện có, hẳn là sẽ có. Bình trong đất sét có nghĩa, sẽ thành, lại có nghĩa, sẽ phá. Nếu về, nghĩa sẽ thành, của bình trong đất sét, mà nói trong nhân có quả, thì cũng là nghĩa sẽ phá bình trong nhân, lẽ ra cũng sẽ không có quả. Hai là ở trên y cứ thể thành,
hoại để phá. Này ý cứ tướng để phá thành, hoại. Ngoại đạo nói rằng thư lớp của sinh, trụ, hoại, vì có, nên không có lỗi, bào chữa phản hỏi, sẽ không có trên. Bình trong đất xét dù cho có, sẽ thành, sẽ phá, chỉ, sẽ thành, ở, sẽ phá, trước, sẽ phá ở, sẽ thành, sau, là lấy, sẽ thành, ở trước. Nay vì từ trước nên nói là trong nhân sẽ có, sẽ phá đã ở sau, thì đâu được vượt qua từ sau mà nói trong nhân không có quả. Như sanh, trụ, hoại theo thứ lớp, mà có nghĩa là dẫn tướng để so sánh với pháp thể. Phải trước là sinh, kế là trụ, sau là hoại. Lúc sẽ có bình sinh, thì chưa có thành hoại. Đem vật nào đến để phá hoại bình để cho bình hiện nay không có ư? Bộ thí dụ nói ba sát na là ba tướng, ngay khi sát na đầu sinh, thì chưa có trụ, hoại, đồng với nghĩa này. Sư thành thật cho rằng pháp thật có ba tướng, một niệm 60 sát na. 20 sát na trước là sinh, 20 sát na kế là trụ, 20 sát na sau là diệt, cũng đồng với nghĩa này. Nội giáo nói rằng nếu sinh trước không phải sau, thì đồng với không có quả, là phá thứ lớp sinh, trụ, diệt ở trên. Bình trong đất sét chỉ có sẽ sinh, chưa có sẽ trụ, sẽ diệt. Cho nên hai tướng không có trụ, diệt trong nhân, sẽ đồng với không có quả. Hai tướng trụ, diệt này tức là ở quả. Đã không có hai tướng, cho nên gọi là không có quả. Lại bình trong đất sét có đủ ba tướng. Ông chỉ từ có, sinh ra tướng, mà nói trong nhân có quả, nghĩa là không có hai tướng trụ, diệt thì lẽ ra trong nhân không có quả. Lại nữa, ba tướng đối đãi nhau đã không có trụ, diệt thì đợi cái gì mà nói sinh. Cho nên không có sinh, do không có ba tướng thì không có pháp thể, cho nên trong nhân không có quả. Lại lúc sẽ có sinh chưa có trụ, diệt thì pháp thể không đủ ba tướng, nên không phải pháp hữu vi. Nếu chẳng phải hữu vi, cũng chẳng phải vô vi, thì sẽ không có vật này, lại là trong nhân không có quả. Chú thích có hai. Một, phá ba tướng cùng một lúc, là phá nghĩa của tỳ đàm, vân vân. Nếu nói bình trong đất sét có ba tướng đồng thời ở vị lai, thì vì sao phải sinh trước, hoại sau, không trước hoại sau sinh? Hai, ông nói vì chưa sinh trở xuống, thứ hai, phá ba tướng trước sau, tức phá nghĩa của phái thí dụ vân vân. Ngoại đạo nói rằng vì ông phá trong nhân có quả, nên có lỗi, đoạn, thứ tư, là luận chủ phá lỗi chấp ngang trái của ngoại đạo. Nay lỗi của ngoại đạo trước nội giáo. Một, thấy lý nhân quả chẳng ngoài, có, không. Đã thấy nội giáo phá, có, liền cho rằng nội giáo chấp, không. Hai, trên mượn, không, để phá, có, nghĩa là nội giáo chấp, không. Nếu trong nhân không có quả, thì quả không sinh. Quả đã không sinh thì sẽ không có quả khởi nối tiếp nhau, nên gọi là đoạn. Ba, kinh Niết Bàn nói chúng sinh khởi chấp gồm có hai thứ, đoạn, và thường. Trước chấp có thành thường, nay bỏ, thường, nhập, đoạn, vì có tâm sở đắc thì sẽ nương dựa. Nội giáo nói rằng vì nối tiếp nên không đoạn, hoại, cho nên chẳng thường. Vì nối tiếp không đoạn là phá trừ, đoạn kiến kia. Vì hư hoại nên không thường, là phá chấp, đoạn kia. Vì trước kia chấp đoạn, nên trước phá đoạn, bỏ đoạn, lại nhập thường. Cho nên kế là phá thường. Hỏi, xưa cũng nói rằng thật diệt bất thường, nối tiếp không đoạn. Có khác gì với nghĩa nay không? Đáp, nghĩa kia thật diệt không thường, cũng là nghĩa đoạn. Vì nối tiếp không đoạn, cũng là nghĩa thường nên bèn chấp thường là đoạn, chấp đoạn là thường. Đây là đoạn, thường tồn tại lẫn nhau, vẫn là nghĩa đoạn thường mà thôi. Nay nói rõ vì là bác bỏ cả hai chấp, nói chẳng phải thường kia, nghĩa là nói chẳng phải là thường kia. Chẳng phải, là chẳng phải thường, không đoạn cũng thế. Lại, thường, nói rằng diệt thật, không thường, nối tiếp giả, không đoạn, chính là không có đoạn, thường mà vẫn có sinh diệt. Này nói rằng đã không đoạn, thường thì không sinh diệt. Cho nên trung luận nói rằng tìm sâu bất thường, bất đoạn tức là không sinh, bất diệt. Lại, xưa dù nói bất đoạn, bất thường mà vẫn chấp hai đời không có nghĩa. Bất đoạn, bất thường của người số luận, là chấp nghĩa hai đời có. Này nói bất đoạn, bất thường, tức chẳng phải không, chẳng phải có, là hiển bày rõ ở văn chú thích. Hỏi, vì sao luận chủ tạo ra sự nối tiếp vì không đoạn, hoại nên bất thường? Đáp, nếu luận từ đầu đến cuối, sẽ có hai phá. Một, ý cứ duyên để phá, như ý cứ theo quan niệm chấp có để tìm cái, có chẳng có từ đâu. Hai, đối duyên để phá, chỉ đối duyên phá có hai. Mượn, không, để phá, có, mượn tà để phá tà.
bảy chánh để phá tà, chính là văn này. Do ngoại đạo giải thích chẳng ngoài, có, không, trong nhân. Có tức là thường, không tức là đoạn. Nay, đối với, có, không, đoạn, thường, nói, chẳng phải có, chẳng phải không có, không đoạn, không thường, là trung đạo, tức đối lập với nghiêng lệch, mã nói chung. Hỏi, nay, vì nối tiếp nên không đoạn hoại, nên bất thường, thế nào là, chẳng phải có, chẳng phải không có? Đáp, vì nối tiếp, không đoạn, nên phá trong nhân, không, vì hư hoại, không thường, nên phá trong nhân, có. Phái tăng khư chấp trong nhân, có, vì nhân không mất, hoại. Phẩm thứ 8, phá trong nhân không quả. Căn bản của hai nhà trong, ngoài là hai chấp, có, và, không. Tăng khư chấp, có. Sư vệ thế chấp, không. Thượng tọa bộ của nội giáo, chấp có, đại chúng bộ chấp không. Trước chính phá cái có của ngoại đạo, phụ phá cái có của nội giáo. Nay tránh phá cái không của ngoại đạo, phụ phá cái không của nội giáo, vì lẽ có, không, chính là gốc của mọi kiến chấp gốc gây trở ngại cho trung đạo, cho nên phải rửa sạch. Lại, trước phá cái có của tăng khư, nay, thay đổi tông, nắm cả cái không, thế nên phá không. Lại, trên đây mượn không, để phá, có, thì, có, là sở phá, không, là năng phá. Ở trên phá, sở phá, đối tượng bị phá còn bây giờ thì phá, năng phá. Lại, phá vô vi, trở thành loại trừ, có, vì có, không, là pháp đối đãi nhau. Nếu không phá, không, sẽ lại sinh ra chấp, có, cho nên phá, không, để cho tâm, có, đều dứt. Lại, phẩm này chính là phá về, sinh, không tránh phá, không. Chỉ vì đối với cái có của tăng khư, cho nên phá, không? Hỏi, vì sao phá, sinh? Đáp, để bà soạn luận, để phá pháp hữu vi, gồm có 4 môn. 1. Môn phá, 1. Rốt ráo, phẩm nhân có quả, là phá thể của hữu vi. Phẩm này là môn phá, tướng, hữu vi. Thể, tướng đã loại trừ, thì pháp hữu vi tiêu hết. Cho nên phá, sinh. 2. Luận chủ phá ở hai pháp từ. Một khác đã xong. Nhân có quả phá ở pháp riêng, nghĩa là các nhà chấp không đồng nhau, cũng là pháp thể sai biệt, là khác. Nay, kế là phá pháp chung, vì tướng chung của ba tướng là hữu vi, nên gọi là chung, cho nên phá, sinh. 3. Vì muốn chỉ bày các pháp vốn tự, vô sinh, nay cũng, vô diệt, khiến cho ngoại đạo ngộ vô sinh nhẫn, cho nên vô sinh. 4. Về phần cuối phẩm trên, luận chủ đã mượn quả, sinh. Nhân, diệt, để phá, đoạn, thường. Kiến, đoạn, thường, dù chữ bệnh sinh diệt, bèn khởi như người khác nói rằng diệt thật, bất thường, nối tiếp giả, không đoạn. Dù không có, đoạn, thường, mà có sinh diệt. Cho nên nay nói rằng đã không có, đoạn, thường, tức không có sinh, diệt, cho nên kế là phá sinh diệt. Ở trên phá, đoạn, thường, là phá nghĩa của ngoại đạo, nay phá giả, thật, sinh. Diệt là phá nghĩa của nội giáo, cho nên có phẩm này. Phẩm này có 5 đoạn. 1. Phá nghĩa, năng sinh, của người ngoài, để chứng nhân quả có thể sinh. 2. Phá có thể sinh, của người ngoài, nhằm chứng nói có nghĩa, năng sinh. 3. Phá nghĩa người ngoài nêu cả 2, sinh, có thể sinh, để chứng nói có các pháp. 4. Phá nghĩa nêu diệt để chứng nói có sinh. 5. Phá nghĩa dẫn nhân quả để chứng minh có, sinh, có thể sinh. Ngoại đạo cho rằng vì sinh có, nên, một, sẽ thành, vì sinh, có, vì luận chủ đã nói sự nối tiếp ở trên, nên nói là, bất đoạn. Vì nhân diệt nên, quả bất thường, sinh vì thế nên, không đoạn. Chính vì ông không lập, đoạn, thường, mà lập có sinh diệt. Nếu lập có sinh diệt thì đồng với ta. Đây chính là số luận và người đại thừa có sở đắc đều nói rằng pháp hữu vi không có, đoạn, thường. Mà có sinh diệt, cho nên nói là sinh có. Một, sẽ thành, nghĩa là trước kia đã lập tướng, sinh, nay lập pháp thể. Đã có tướng, sinh, thì trong 4 câu trong nhân, có quả, không có quả, vừa có, vừa không, chẳng phải có, chẳng phải không, tất nhiên sẽ phải có. Một, nội giáo cho rằng sinh, vô sinh, bất sinh trước dùng sinh diệt để phá, đoạn, thường. Nếu người khéo ngộ, đã không chấp, đoạn, thường, cũng không chấp sinh diệt. Nhưng kẻ độn căn chung, hạ dù không chấp, đoạn, thường, vẫn còn chấp sinh diệt. Nay kế là phá sinh diệt, bài kệ này vốn có 2 nghĩa. 1. Nói sinh, nghĩa là trong nhân trước có quả. 2. Vô sinh, nghĩa là trong nhân trước không có quả.
hai nghĩa này nhắc lại một sẽ thành. Bất sinh, là nói tướng, sinh, không thể sinh, có quả, không quả, cho nên có quả, không quả đều bất sinh, tức phá lời nói, sinh hữu kia. Giải thích này là thế phá, chẳng phải ý của chánh văn. Lại, đối với giải thích ở dưới, sinh, nghĩa là đã có pháp thể của. Vô sinh, là chưa pháp có thể. Bất sinh, nghĩa là tướng sinh bất sinh. Hai thứ pháp thể này đã có tướng không cần sinh chưa có thì tướng sinh không thể sinh. Kế là nói sinh, là nói đã có tướng sinh. Vô sinh, là chưa có tướng sinh. Bất sinh, là đã có tướng sinh, cùng với chưa có tướng sinh 22 đều không thể sinh ra pháp thể. Ông đâu được nói rằng vì sinh có nên, một sẽ thành. Giải thích này là đúng, do người ngoài chính thức nêu tướng sinh, để chứng nói rằng có pháp thể. Cho nên chính là phá tướng sinh, để chứng minh rằng tướng sinh không thể sinh ra pháp thể. Lại, sinh nghĩa là rời ngoài pháp thể, có tướng sinh riêng, như phái tỷ đàm. Vô sinh nghĩa là lìa pháp thể, không có tướng sinh riêng, như trường hợp. Tức pháp sa môn, lại, sinh, là chấp tướng sinh là hữu vi. Như phái số luận cho là vô sinh, nghĩa là chấp tướng sinh là vô vi, như dòng tỳ bà xà bà đề. Đây là tức pháp, lìa pháp, hữu vi, vô vi, đều không thể sinh ra pháp thể. Văn bao hàm ý phá này. Chú thích có hai. Một, ý cứ ở tướng sinh, có, không, chẳng thể sinh ra pháp thể. Kế là nói pháp thể có tướng vô sinh không thể sinh. Vì thiên thân có hai ý này, nên trước lập ra hai nghĩa để giải thích. Hai. Nếu có sinh, đây là nêu lên chữ, sinh, trong bổn kệ. Trong nhân trước, có, trong nhân trước, không, đây là giải thích chữ, bất sinh, trong bổn kệ. Nếu ông có tướng sinh, trong nhân trước có quả, thì không cần sinh ra sinh nhau. Trong nhân trước không có quả thì tướng sinh không thể sinh, cho nên không có tướng, sinh. Huống chi không có sinh trở xuống, là giải thích chữ vô, sinh, trong bổn kệ. Do có tướng, sinh, đối với có quả, không quả. Còn không thể sinh ra pháp thể, huống chi tướng vô sinh lại có khả năng thể sinh ra pháp thể. Nếu ông có bình sinh trở xuống, là thứ hai, y cứ pháp thể đã có, chưa có tướng sinh, không thể sinh. Y theo trong đây có hai lần, lại nữa, y cứ bình có hai phần đầu, đất sét có hai phần sau, nhằm chứng minh pháp thể có, không, nói tướng, sinh, không thể sinh. Bình có hai phần đầu. Một, bình đầu thành xong, gọi là bình ban đầu. Đây là, đã có, không cần tướng sinh sinh ra. 2. Bắt đầu tạo ra phần đầu bình, gọi là ban đầu. Đây là khi chưa có tướng sinh, thì không thể sinh. Đất sét có hai phần sau. 1. Dùng đất sét hết xong, gọi là đất sét sau. Đây là, đã có, thì không cần tướng sinh sinh ra. 2. Là nhồi đất sét mới xong, gọi là đất sét sau. Đây là khi chưa có tướng sinh, thì không thể sinh, mà, lại nữa, của văn ban đầu. Là nói một đầu, một sau, nghĩa là bình đầu tiên hình thành và tạo ra đất sét mới bắt đầu xong. Y theo hai môn này, xem xét vô sinh là sinh của bình. Lại nữa, của phần thứ hai, là y cứ sau khi tận dụng đất sét và bắt đầu nắn phần đầu bình, đây là một phần, đã, một phần, chưa, nghiệm xét vô sinh là sinh của bình. Y cứ phần đầu lại có ba, nhắc lại, quyết định, phá. Nếu ông có bình, sinh, nếu, sinh. Là nhắc lại người ngoài hữu sinh là sinh của bình. Phần đầu bình, thời gian bình trở xuống, là chia ra hai cửa để quyết định, phần đầu của bình, nghĩa là nắn bình, thành phần đầu. Thời gian của bình, bình đã hình thành rồi, tức là thời gian bình. Là khối đất sét sau, nghĩa là tạo ra đất sét bắt đầu xong, gọi là đất sét sau, không phải thời gian của bình, nghĩa là đã là khối đất sét, vì lúc chưa có bình, nên nói rằng không phải thời gian của bình. Nếu phần đầu bình trở xuống, là thứ ba, vạn hỏi cả hai cặp nạn tức là hai khác nhau. Phần đầu lại có bốn. Một, nhắc lại. Hai, việc này không đúng trở xuống, là bác bỏ chung. Ba, vì sao trở xuống, chính là vạn hỏi. Bốn, đã là bình xong, thì đã có, không cần tướng sinh sinh ra. Nhân cộng tướng của đầu, giữa, sau đối đãi nhau, là giải thích thành vạn hỏi. Đây là dùng miệng bình trở thành là nắn phần đầu, bụng bình hình thành chính là giữa, đáy bình hình thành là sau, nếu không có giữa, sau thì không có phần đầu, nghĩa là không có phần đáy, bụng bình, thì sẽ không có miệng bình. Nếu có phần đầu của bình, thì sẽ có phần giữa, và sau. Nghĩa là đã có miệng bình, thì sẽ có đáy, bụng. Cho nên, bình đã có trước, là thứ tự, kết vạn hỏi.
Nếu cục đất sét ở sau, là giải thích phần thứ hai cũng có 4. 1. Nhắc lại. 2. Là cũng không đúng, bác bỏ chung. 3. Vì sao trở xuống, chính là vặn hỏi. Nếu bình không có phần đầu, giữa, sau, giải thích thành vặn hỏi. 4. Đất sét đã mới hình thành, chưa có miệng bình, đáy bình, bụng bình. Nếu không có bình trở xuống, là thứ tư, kết vặn hỏi. Lại nữa trở xuống, là thứ hai, ý cứ phần sau của đất sét, phần đầu của bình để trách cứ không có bình sinh. Lại có 3. 1. Nhắc lại, năng sinh. 2. Nếu cục đất sét ở sau, là quyết định. 3. Cục đất sét ở sau, nghĩa là sau khi dùng hết đất sét. Thời gian của bình, nghĩa là sau khi dùng đất sét đã hết thì vì bình đã thành, nên nói rằng thời gian của bình. Nếu phần đầu của bình là thời gian của cục đất sét thì vì bắt đầu muốn nặn đáy bình, nên gọi là giai đoạn đầu của bình, cũng là cục đất sét này gọi là thời gian của cục đất sét. Sau cục đất sét trở xuống, là thứ ba, lập vặn hỏi để phá, hai, tức hai văn dễ thấy. Ngoại đạo nói rằng lúc sinh vì sinh, nên không có lỗi. Ở trên, ý cứ hai môn để phá, đã chưa? Một, ý cứ tướng, sinh, đã, chưa, không thể sinh ra pháp thể. Kế đến, nói về tướng sinh, đã, chưa, không ngoài, năng sinh. Nay tránh hai thứ, đã, chưa, lúc lập sinh, có sinh. Người tránh lượng bộ phần nhiều áp dụng nghĩa này. Hai, nội giáo nói rằng lúc sinh cũng như thế. Lúc điểm, sinh, trở lại đồng với, đã chưa. Khi sinh bắt đầu khởi chưa hoàn toàn. Bắt đầu khởi, nghĩa là phân nửa có. Chưa hoàn toàn thì phân nửa không, cho nên lại đồng với, đã chưa. Vì sinh ngoài rằng thành một nghĩa, từ trên đến đây có hai hỏi đáp. Một, một hỏi đáp phá, đã chưa, sinh. Hai, hỏi đáp cái đó, phá thời gian sinh sinh ra, đều phá ba thời sinh đã xong. Nói về có sinh, không ngoài ba đời. Ba đời đã không có nghĩa sinh cùng tận, lý của ngoại đạo chịu khuất, đối lý, không còn bào chữa gì được. Chỉ y cứ theo mắt nhìn thấy rồi lập là thấy bình hiện thành, tức là sinh. Nội giáo nói rằng nếu vậy, sinh sau, phá một nghĩa sinh thành. Ba phần, đầu, giữa, sau đầy đủ, mới gọi là thành. Nếu thành là sinh, thành đã ở sau, thì, sinh, cũng ở sau. Về phần đầu và giữa đã không có thành, tất nhiên đầu giữa không có sinh. Nếu phần đầu, giữa không có sinh thì sẽ không có đầu, giữa. Vì phần đầu giữa không có, nên cũng không có thành. Nếu phần đầu giữa có sinh thì đầu, giữa có thành. Đây là chưa thành mà nói là thành, gọi là điên đảo. Nếu chưa thành là thành thì lẽ ra thành là chưa thành, cũng là ngược ngạo. Lại phần đầu, giữa có thành thì trái với lời nói trước, vì ở trước nói hiện, thành, là, sinh. Lại, ông cho rằng bình không thể tự sinh mà là cần có sinh, mới sinh ra bình, tức, sinh, lẽ ra phải ở trước bình lẽ ra ở sau. Nhưng nay bình đã hình thành rồi, mới gọi là, sinh, đây là bình ở trước, mà sinh ở sau. Điều này chứng tỏ rằng, bình sinh ra, sinh, nào dính dấp gì đến, sinh ra bình. Lại, nếu bình hiện thành mà nói là, sinh, thì bình hiện thành là, đã. Ông trước đã tránh né về, đã, chưa, vì sao lại lập, đã. Ngoại đạo nói rằng phần đầu, giữa và sau vì sinh theo thứ lớp cho nên không có lỗi. Đây là ngoại đạo đã âm thầm hối tiếc về lời nói trước, nhằm thông qua vặn hỏi, sinh, sau ở trên. Người ngoài nói sinh. Là chung cho ba phần, chỉ vì y cứ ở phần thành tựu sau cùng, mà nói là, sinh, thôi, cho nên không có sinh ở lỗi sau. Lại, phần đầu vừa, sinh, vừa thành, phần sau cũng vậy, như đáy bình sinh, tức đáy bình thành, cho đến miệng bình, sinh, tức là miệng bình thành, cho nên, sinh, chung cho cả ba phần, thành, cũng như vậy. Vì thế không có lỗi ở sau. Phần chú thích được chia làm hai. Một, lập ba phần có sinh, chẳng phải cục đất sét. Trở xuống, là nêu ba thứ không phải làm rõ nghĩa, sinh, thành, vì phần đầu không phải chưa có pháp thể, mà đã có ở, sinh. Cũng không phải thời gian bình, trở xuống, không phải đã có pháp thể mới có tướng, sinh. Cũng chẳng phải không có bình trở xuống, chẳng phải đều không có pháp thể, mà có, sinh ra bình. Nội giáo nói rằng phần đầu, giữa, sau không phải sinh theo thứ lớp. 30 tâm của thập địa và tất cả thứ lớp phần đầu, giữa. Sau cũng dùng văn này để trách cứ. 2. Bổn kệ phá phần đầu, giữa và sau, đó là theo nghĩa thứ lớp, phần đầu, là y cứ trước, sau để phá. Kế đến là phá cùng một lúc.
phá trước, sau, như chung luận phá đối đãi nhau, trước nhất định có pháp nào. Nếu nhất định trước có phần đầu thì phần đầu không nhân phần sau, làm sao có phần đầu? Nếu phần đầu không nhân phần sau, lẽ đương nhiên phần sau cũng không nhân phần đầu. Nếu phần sau nhân phần đầu, mà phần sau gọi là sau, thì phần đầu nhân ở phần sau, lẽ ra 26 phần đầu cũng gọi sau. Đã nhân lẫn nhau thì phải làm phần đầu, phần sau lẫn nhau, chỉ là thứ lớp. Đã không có thứ lớp, sao lại nói là theo thứ lớp sinh ư? Chú thích có 3. 1. Vì người ngoài lập ra nghĩa đối đãi nhau. 2. Nếu lìa thì làm sao có trở xuống, là thứ hai, chính thức phá người ngoài. Lúc có phần đầu, chưa có phần giữa và sau, tức là lìa nhau. 3. Cho nên trở xuống, là thứ ba, kết, kế đến phá cùng một lúc, nghĩa là một lúc thì phải đều là phần đầu, đều là giữa, đều là sau. Lại cùng một lúc thì đều có, không có tên đầu, giữa, sau. Người ngoài nói rằng như sinh, trụ, hoại, nhằm bào chữa hai vạn hỏi ở trên. Ba tướng đã là thứ lớp trước, sau, phần đầu, giữa, sau cũng vậy, thì sẽ không có lỗi của phần đầu. Đã thành lập trước, sau, không lập đồng thời, cho nên không có lỗi đồng thời. Cũng được thể đồng thời, dụng trước sau. Vì thể đồng thời, nên tránh khỏi lỗi ở phần đầu, vì dụng trước sau, nên thoát khỏi lỗi thứ hai, cũng được dụng trước, sau nên xa lìa lỗi ban đầu. Thể đồng thời tránh khỏi lỗi lầm ở sau. Theo thứ lớp ba tướng của thí dụ bộ. Tát bà đa, tức pháp, thể của sa môn thì đồng thời mà dụng lại có trước, sau. Vì dụng có trước, sau nên mới có thứ lớp. Nội giáo nói rằng sinh, trụ, hoại cũng như thế. Sở dĩ phá ba tướng, là vì sáu phẩm phá pháp thể của hữu vi, cho nên giờ đây phá ba tướng, tất nhiên thể, tướng đều mất, hữu vi đều dứt hết. Nội giáo có hai bổn kệ, đồng thời nghĩa của ngài thiên thân kết hợp phá, có ba phần. Một, so sánh với đồng phá. 2. Phá vô cùng. 3. Phá lấy ý. Phá loại đồng, nghĩa là đồng với hai thứ trên. Ba tướng không được trước sau. Cũng chẳng phải cùng một lúc. Chẳng phải trước sau, là phá thí dụ. Chẳng phải cùng một lúc là phá tỳ đàm. Lại, chẳng phải cùng một lúc, là phá thể đồng thời. Chẳng phải trước sau, là phá dụng trước sau, văn rất dễ hiểu. Lại nữa, tất cả xứ, có tất cả, là thứ hai, phá vô cùng. Tất cả xứ, nghĩa là nhắc lại nghĩa ngoài. Vì ba tướng khắp cả pháp thể hữu vi, nên nói rằng tất cả xứ. Có tất cả, nghĩa là trong tất cả này lại có tất cả tức nắm cả pháp thể để phá tướng. Pháp thể cần phải đủ ba tướng, mới là hữu vi. Nếu không đủ ba, thì không phải hữu vi. Tướng cũng như thế. Nếu trong sinh không đủ cả ba thì chẳng phải hữu vi. Nếu sinh có đủ cả ba, thì sẽ có hai lỗi, hại nhau vô cùng. Nếu ông cho rằng trở xuống, là thứ ba, nói về nghĩa của ngài thiên thân. Về phá lấy ý được chia làm ba. Một, lấy ý. Hai, bỏ chung. Ba, chính phá. Sinh sinh cộng sinh, sinh là, đại sinh, kế sinh là, tiểu sinh. Vì đại, tiểu lại sinh lẫn nhau nên nói là cộng sinh. Do tiểu sinh đại, là giải thích vạn hỏi vô vi, do đại sinh tiểu, nên tránh khỏi lỗi vô cùng. Như cha. Con trở xuống, là thuyết thí dụ. Việc này không đúng, là thứ hai, bác bỏ chung. Như thế, sinh sinh, trở xuống là thứ ba, tránh phá, trước phá pháp, kế phá thí dụ. Xanh xanh như thế, các sư bách luận nói rằng riêng nhắc lại tiểu sinh. Nay cho rằng, không đúng, nhắc lại cả hai sinh đại, tiểu, nên nói rằng, sinh sinh. Hai, sinh, đại, tiểu này đều có, thì không cần sinh nhau. Nếu hai sinh đó đều không có. Thì sẽ không thể sinh nhau, bởi nửa có, thì đồng, có, nửa, không, thì đồng, không. Lại, đều có, chỉ, năng, chứ không phải, sở, đều, không, chỉ là, sở, chứ không phải, năng, hai phân nửa lại đồng với hai trước, mà văn nói rằng trong nhân, trước có đối đãi nhau, nghĩa là đại, tiểu làm nhân quả lẫn nhau, đối đãi lẫn nhau. Đối đãi nhau tức là sinh nhau, cho nên phá đối đãi nhau, tức là phá, sinh. Lại nữa. Như con trước có là thứ hai, phá thí dụ, có hai bổn luận. Như đứa con có trước, phùng sư đời Tống áp dụng, văn này lẽ ra là bổn cũ. Phùng sư nói rằng con là chúng sinh đã có từ vô thì. Tiểu sinh thì không như vậy, cho nên chẳng phải dụ. Nay nói phá này có hai nghĩa. Một, như phùng sư, con là chúng sinh, vì từ trước đến nay đã có,
nên nói rằng có trước. 2. Con sinh con, phải là trước có con, sau, lại sinh con. Như thế gian, con sinh con, thì phải trước có con, sau đó lấy vợ, lại sinh con. Tiểu sinh của ông vì không còn sinh, tiểu sinh, cho nên chẳng phải dụ. Là cha, lại có cha, nghĩa là trước phá thí dụ con ở tiểu. Này phá thí dụ cha ở, đại, cha lại từ cha, vì, đại, không từ, đại, nên cũng chẳng phải dụ. Hoặc có bổn luận nói như cha có trước, văn này cũng thế, vì sao biết như thế? Vì ngoại đạo kia lấy con để dụ cho, tiểu sinh, cha dụ cho, đại sinh, chỉ đứa con này có thể sinh con, tức là vì nghĩa cha, nên nói rằng, như cha có trước. Ngoại đạo nói rằng nhất định có, sinh, có thể, sinh, vì pháp có. Từ trên đến đây, phá, năng sinh, chứng nói có, sở sinh, xong. Này thứ hai, là phá, có thể sinh, của ngoại đạo nhằm chứng nói có, năng sinh. Ngoại đạo lập hai nghĩa. Một, nêu, có thể sinh, mà chứng nói rằng có, sinh. Hai, thấy nội giáo dùng, sở, để phá, năng, bèn cho rằng có, sở, cho nên nói, sở, để chứng nói cho, năng. Nội giáo nói rằng nếu có sinh không thể sinh, nghĩa là nội giáo có hai phá. Một, phá có, không, hai, phá ba môn. Phá có, không, nghĩa là người ngoài nêu, sở tướng, để chứng nói có, năng tướng. Nội giáo lại nắm cả năng tướng, có, không, để phá khả tướng. Nếu có tướng sinh thì sinh không cô lập, tất nhiên sinh bình xong, sau đó mới sinh tên. Giờ đây đã có sinh ra bình thì đã thành, không gọi là có thể sinh được. Cho nên nói rằng nếu có sinh thì không, thể sinh, giờ đây có tướng sinh, còn bình thì, đã sinh, nên không gọi, có thể sinh. Phá vô môn, nghĩa là đã có tướng, sinh, còn không có, có thể sinh, huống chi không có tướng sinh, mà có thể sinh, ư. Lại nữa, tự, tha, cộng cũng như thế, thứ hai, là phá ba môn. Ba môn này phá trung thể, tướng, phá tướng sinh tự sinh không xoay vần, nếu tự, tha sinh, phá xoay vần. Thì cộng sinh, sẽ kết hợp phá cả hai nhà. Phá pháp thể tự sinh, tức pháp có nghĩa tướng. Như lìa pháp thể, thì không có tướng riêng, tức lấy pháp khởi làm, sinh, gọi là tự sinh. Phá pháp tự tha sinh, phá ngoài pháp thể khác, có tướng sinh riêng có thể sinh ra pháp thể. Cộng sinh, nghĩa là kết hợp phá hai nghĩa. Ngoại đạo nói rằng nhất định có sinh có thể sinh, vì chung nhau thành lập, nên thứ ba là đều lập sinh có thể sinh. Nếu có, năng sinh, thì có thể sinh. Nếu có thể sinh, thì có, năng sinh, cùng một lúc đối đãi nhau mà có. Sở dĩ một lúc là vì trong, ngoài đồng nói thể, tướng, hẳn là đi chung. Như pháp ở vị lai, thì tướng ở vị lai. Hai đời cũng như vậy, cho nên cùng một lúc. Nội giáo cho rằng sinh, có thể sinh, không thể sinh. Nội giáo có hai cách phá túng đãi, phá đoạt đãi. Phá túng đãi. Nghĩa là giả sử năng, sở đối đãi lẫn nhau. Thì năng, sở không nhất định thì không có năng sở, đồng với, nếu pháp có đối đãi thì trở thành kệ của trung luận. Văn luận này nói sinh, có thể sinh, không thể sinh, nghĩa là do, có thể sinh, mới có, năng sinh. Tất nhiên, năng sinh, sẽ trở thành, có thể sinh, cho nên, năng sinh, không phải, năng sinh. Vì cho nên nói rằng sinh, có thể sinh, không thể sinh. Đã, năng, thành, sở, thì chẳng phải, năng, nữa. Sở, thì thành, năng, tức là không phải, sở, nữa. Cho nên không có, năng, không có, sở, thử hỏi lấy tướng gì để đối đãi. Lại nữa, tướng, có, không, đối đãi nhau là không đúng, là phá đoạt đãi thứ hai. Năng, sở, là nghĩa, có, không, không được nói là đối đãi. Như dài, ngắn đều có thể được đối đãi với dài, nói là ngắn. Đối với ngắn, nói là dài. Nay, năng sinh, là, có thể sinh, là, không. Một, có, một, không, thì làm sao đối đãi? Hỏi, năng sinh làm sao có? Đáp, như mẹ sinh con, tất nhiên vì trước kia đã có, năng sinh, nên, năng sinh, là, có, thì, sở sinh, chưa có cho nên, có, không, chẳng được đối đãi. Hỏi, nay đối với, có, nói là, không, đối với. Không, nói là có. Vì sao, có, không, chẳng phải đối đãi nhau ư? Đáp các sứ bách luận nói văn này là phá, có, không, đối đãi nhau. Việc này không đúng, đây chính là nắm cả có, không, để phá, năng, sở, đối đãi nhau.
Ngoại đạo cho rằng có, năng, thì có, sở, có, sở, thì có, năng, cho nên năng sở đồng thời đối đãi nhau. Này nói, năng có, sở, không có, thì làm sao đối đãi cho được? Như chiều dài, có chiều ngắn, không, lớn có, nhỏ không có, thì làm sao đối đãi nhau? Hỏi, phá, có, không, đối đãi là thế nào? Đáp, phá ba môn. Một, hai thể, có, không, đều lập thì không cần đối đãi nhau. Nếu hai thể không thành, thì sẽ chẳng thì dùng vật gì để đối đãi. Hai, có, không, là do đối đãi mà thành, hay là thành đối đãi? Nếu có, không, đã thành, mà còn đối đãi, thì sẽ có lỗi vừa có, vừa, không. Nếu đối đãi mới thành thì biết khi chưa đối đãi, sẽ không thành, dùng vật gì để đối đãi? Ba, như trước phá ba môn trong một phẩm để trách cứ trong, có, chẳng phải có, cũng chẳng phải trong, không, cũng không ở hai chỗ, thì làm sao đối đãi? Ngoại đạo nói rằng, sinh, có thể sinh, vì đối đãi nhau nên các pháp được thành bào chữa hai cách phá trước. Vì, sinh, có thể sinh, đối đãi nhau, nên muôn pháp được thành. Giờ đây hiện thấy muôn pháp thành, cho nên biết, sinh, và, có thể sinh, đối đãi nhau, vì sao trước kia nói rằng, sinh, và, có thể sinh, không được đối đãi nhau. Lại đâu được nói rằng, có, không, đối đãi nhau là không đúng. Nội giáo cho rằng nếu hai sinh thì vì sao không có ba? Ở trên, có lập hai câu. Một, sinh, có thể sinh, đối đãi nhau. Hai, các pháp thành. Nếu vậy, thì lìa, sinh, có thể sinh, lẽ ra có pháp thứ ba được thành mà thật ra lìa sinh có thể sinh, không có pháp thứ ba. Như tướng, sinh, là, năng sinh, bình là, có thể sinh, nên biết ngoài, sinh, có thể sinh, không có pháp thứ ba được thành. Ông đâu được nói là vì, sinh, có thể sinh, nên các pháp được thành ư. Nếu nói, sinh, có thể sinh, đối đãi nhau, thì hai pháp, sinh, có thể sinh, được thành ấy, thì sẽ rơi vào hai cách phá trước kia, không nên lập nữa. Hỏi, cha mẹ sinh ra con là, có thứ ba. Nay vì sao không? Đáp, cha mẹ đồng là, năng sinh, thì thuộc về tướng sinh, còn con thì thuộc về, sở tướng, cho nên chỉ có hai. Ngoại đạo nói rằng nên có sinh vì nhân hư hoại, từ trên đến đây, ba phen đều y cứ ở, môn sinh, để phá sinh. Giờ đây, y cứ theo nghĩa, diệt, để phá sinh. Vì không có diệt, cho nên không có sinh. Lại, ở trên là môn vô sinh, ở đây nói về môn vô diệt, nói về nghĩa bất sinh, bất diệt. Ý bảo chữa rằng nếu không có quả, sinh, thì đâu có nhân, diệt. Đã có nhân, diệt, thì có quả, sinh. Hỏi, phá sinh diệt nào? Đáp sáu đường, ba thừa vốn bất sinh, nay bất diệt, tức biểu hiện nghĩa không sinh tử, không niết bàn. Nội giáo nói rằng vì nhân hư hoại nên sinh, cũng diệt. Nội giáo có ba cách phá. Một, đây là giả sử ngoại đạo có hư hoại, mà được sinh kia, vì ngoại đạo đưa ra sự hư hoại để chứng nói cho, sinh, cho nên nội giáo y cứ vào sự hư hoại nhằm xem xét, sinh. Đối với môn sinh ở trên, tìm, sinh, không được. Ở đây y theo, diệt, để tìm, sinh, không được. Chiếc bình không có thể, dụng riêng, đất sét là bình. Nhân đất sét đã hư hoại, quả bình liền hư hoại. Hai, lại, hai thời quá khứ, vị lai, như chú thích dùng hai thời gian để phá. Lại nữa, vì quả trong nhân nhất định nên thứ hai, là y cứ vào nghĩa nhân quả nhất định để phá sinh. Bốn nhà đều cùng nhất định, đều không sinh. Tăng Khư cho rằng nhất định, có, đã nhất định thì không cần, sinh. Ba, Vệ Thế Sư thì cho rằng, nhất định, không, nhất định chẳng thể sinh, cũng có, đồng với, nhất định có, cũng không có, đồng với, nhất định không có. Chẳng phải có, đồng với nhất định, không, chẳng phải không có, đồng với, nhất định có. Phần chú thích chỉ nói hai trường hợp bất sinh, chia làm ba môn. Một, nhắc lại cả hai. Hai. Đều đi chung trở xuống, là nhắc lại chung về vô sinh. 3. Vì sao trở xuống là giải thích cả hai vô sinh? Giải thích, không, rất dễ hiểu. Trong giải thích, có, nói rằng là quả trong nhân này sinh, việc này không đúng. Vì nhân quả kia đã là một, không được phân biệt rằng đây là nhân, đây là quả, nhân sinh ra quả, chỉ được nói rằng nhân sinh ra nhân, quả sinh ra quả mà thôi. Lại, vì nhân quả nhiều nên thứ ba, là phá nhân quả nhiều. Bốn nhà đều cho là nhiều. Trong nhân có nhiều quả, là trong sữa có lạc. Trong lạc này tức có bỏ. Trong nhất thời có đủ ngay năm vị, cho đến trong năm vị, tức
tức lẽ ra có phân. Trong phân cũng có năm vị, cho nên trong quả có nhiều nhân. Như kinh Niết Bàn nói rằng người nữ có tánh con có tánh cháu. Lại, như người mua ngựa, chỉ đòi hỏi ngựa 2 tuổi khỏe mạnh. Trong nhân không có quả nhiều, như trong sữa không có 5 vị, lẽ ra sinh 5 vị tức khắc. Trong đề hồ không có 5 vị, lẽ ra cũng có ngay. Lại, trong sữa không có một vật mà sinh ra một vật, không có tất cả vật, lẽ ra sinh tất cả. Ngoại đạo cho rằng vì nhân quả không phá, nên, sinh, và, có thể sinh. Thành thứ năm, là nêu nhân quả nhằm chứng nói, sinh, có thể sinh. Văn này có xa, gần, có xa, nghĩa là từ phẩm có quả trong phá nhân xong. Về văn này, ngoại đạo nói dù ông đã dùng mọi cách phá, sinh, có thể sinh, mà về mặt lý nhân quả. Chung quy chẳng thể không có, nếu không có nhân, quả thì thành tà kiến. Kế là sinh gần, từ ba cách phá ở trên sinh ra. Dù ông lập ra, một, nhiều, vân vân để phá. Nhưng không thừa nhận nhất định, có, nhất định, không, và hợp một nhân nhiều quả, nhiều nhân một quả, mà cuối cùng, không phá nhân quả. Nếu có nhân quả thì phải, có sinh, có thể sinh. Nội giáo nói trở xuống là luận chủ đã phá nhân quả sắp xong, rộng bốn môn, gồm thâu tất cả chấp. Nếu có nhân quả, thì sẽ rơi vào bốn môn này. Nếu bốn môn này không có, thì nhân quả không có chỗ nương gá. Văn chia làm hai. Một. Nêu chung bốn trường hợp vô sinh. 2. Giải thích nghiêng về trường hợp đầu là vô sinh. Phần đầu có 2. Nêu bốn trường hợp. Biện không sinh. Nêu bốn trường hợp, nghĩa là vật, nói rõ có không sinh nhau. Chẳng phải vật, là nói, không sinh nhau. Một chữ, lẫn, gồm hai trường hợp chẳng sinh ra, không sinh ra, có. Bất sinh, là thứ hai, nói chung bốn trường hợp bất sinh. Bổn này nhất định, bổn khác đều bác bỏ. Hỏi, ngoại đạo nêu nhân quả, không phá, bào chữa có các pháp, còn nội giáo thì nói bốn trường hợp nhân quả, đều thành bất sinh, tức là phá tất cả nhân quả, đâu chẳng phải tà kiến. Đáp, tất cả kinh luận nói không có nhân quả có ba thứ nghĩa. Một, người ngoài lập nhân quả không thành, vì không có chấp nhân quả kia, nên nói không có nhân quả. Đây là cái, không, ngoài hai đế. Hai, bày tỏ nhân duyên Phật Pháp, nhân quả rõ ràng, tức rốt ráo không. Đây là nói không có nhân quả trong hai đế. 3. Người ngoài lập, có, ở đây chính là phá bệnh, có, luận chủ chẳng nói là, không. Nếu người ngoài chấp không thì lại phải phá, không, như thế là bốn trường hợp. Chú thích có 3. Một nói chung bốn trường hợp vô sinh, đây là không đúng trở xuống, là thứ hai, đều bác bỏ. Vì sao trở xuống, là thứ ba, giải thích phi. Phá bốn trường hợp tức bốn phá. Trong trường hợp đầu, phải nhờ ba việc. Y cứ ở mẹ con. Y cứ vào lão, trang. Y cứ ở gương tượng. Ba việc này đều y cứ vào nội pháp, nói không có nhân quả. Từ trên đến đây, phẩm đầu phần nhiều y cứ vào pháp ngoại để chứng nói về vô sinh xong, nên ở đây y cứ pháp nội. Trong pháp nội, sự có ba, nghĩa có hai. Một, y cứ vào mẹ, con để nói phá khởi đầu của pháp nội. 2. Già, trẻ là điểm cuối cùng của pháp nội. Hai nghĩa này nói không có chân. Một môn gương, tượng, nói về pháp vô ngụy. Pháp vô ngụy cũng có hai. Một, nói trong duyên ngoài không có quả sinh. 2. Giống với mặt trở xuống, là nói trong nội nhân không có quả. Đây là gồm thâu hết việc chân, ngụy của pháp nội, cho nên có bốn thì so với pháp ngoại lẽ ra cũng có bốn. Trong mẹ, còn có hai cách phá. Một, phá rằng. Ông nói mẹ là có con, cũng có nói sinh nhau. Con là chúng sinh từ trước đến nay đã có, gá vào thai mẹ, rồi chào đời, chứ không phải là mẹ sinh ra con. Lại, con có nhân duyên, hành nghiệp là nhân, cha mẹ là duyên, không được theo duyên riêng. 2. Nếu cho rằng, từ phần máu của mẹ là thứ hai, dùng ý để phá, do Vin lấy phần máu là mẹ. Đây là từ mẹ sinh ra mẹ, chứ không phải từ mẹ sinh ra con. Lại. Người ngoài cũng cho rằng vốn không có con, từ phần máu biến đổi thành con, cũng là không biết nhân con, chỉ biết hiện duyên. Lại, văn chính là ý người ngoài cho rằng, từ phần máu của mẹ sinh ra con, rồi nói là phần máu khác với mẹ. Vì vậy, ở đây nói chỉ có máu là mẹ, sao lại nói từ máu mẹ sinh ra con ư? Hỏi, đáp như vậy, lẽ ra không có vua, tôi, mẹ, con thì có khác gì với sáu sư xiển đề?
đáp, như ở trước đã giải thích vấn đề đó. Sinh con có đủ nhân duyên, nay chấp riêng, duyên, không rõ nhân kia, cho nên phá hoại nghĩa mẹ con, chính là ngoài trở thành xiển đề, trong chẳng phải tà kiến. Lại, từ nhân duyên sinh, tức là tánh vắng lặng. Người ngoài vì không rõ nghĩa này nên nghĩa sinh kia không thành, chứ không phải để bà đả phá mẹ con. Ngoài ra đều như văn. Lại nữa, nếu vật sinh ra vật, là thứ hai, lại phá trường hợp đầu, gồm có hai nghĩa. Một, phá trước, so sánh sau. Hai, vì tình, hoặc có nhiều chấp, nên phá riêng. Văn, có ba. Một, nhắc lại. Hai, lẽ ra hai thứ trở xuống, thứ hai là quyết định. Ba, nếu trong nhân có quả trở xuống, là thứ ba, chính phá. Phá hai, tức trong hai cách phá không có ba. Trước là nhắc lại. Đây là không đúng trở xuống, là bác bỏ chung. Vì sao trở xuống, chính là phá. Bên nhân quả khác không thể được, có hai nghĩa. Một, đất sét có thể sinh ra bình là nhân sinh, đồng với quả. Đất sét sinh ra vải, vân vân là nhân sinh ra quả khác. Giờ đây, trong đất sét không có, đồng với quả mà có thể sinh ra đồng với quả. Cũng không có quả khác, lẽ ra sinh quả khác, mà bên nhân thì không có quả khác có thể sinh, cho nên biết chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Hai, người chấp trong nhân không có quả, cho rằng nhân khác quả. Giờ đây, ý cứ phía nhân đất sét kia, để tìm quả bình khác với đất sét, không thể được. Cho nên biết chẳng phải trong nhân không có quả. Đây là ý chính trong hai nghĩa. Làm sao biết như thế trở xuống, là phá trong nhân có quả, đã phá, một kia, thì biết được ở đây phá không có quả là phá, khác kia. Phá của quả cũng có ba. Một, nếu trong nhân trước có quả, là nhắc lại, làm sao phá sinh diệt, vì không khác nên giải thích. Hai, quả không khác với nhân, khi quả sinh nhân không diệt. Nhân không khác với quả, nhân không nên sinh ra bình, vì không khác, nên không có quả, sinh, nhân, diệt. Phần 2. Phẩm thứ 9, phá thường. Phá pháp có 7 phẩm, 2 chương, có 4. 1. 6 phẩm trước phá pháp vô thường xong, ở đây kế là chương 2 phá pháp thường. Về lý do phá, như trước. 2. Dựa vào môn chung, riêng, 2 phẩm, 1, khác, phá cả thường và vô thường. Căn trần, có quả, không quả, phá riêng 4 thứ vô thường. Phẩm này phá riêng 5 thứ pháp thường, hoặc chung, hoặc riêng, tìm thường, vô thường đều không thể được, tức rốt ráo chống không, khiến cho chúng sinh xả bỏ kiến chấp đoạn, thường, ngộ nhập trung đạo, trong nhân phát quán, được giải thoát. 3. Từ phẩm có quả, không quả sinh ra. 2 phẩm trên, phá từ nhân sinh ra quả. Ngoại đạo cho rằng từ nhân sinh ra quả là pháp vô thường, có thể nói là không. Pháp thường không từ nhân sinh, lẽ ra là có. 4. Kế tiếp sinh nhau, 4 câu ở cuối phẩm phá nhân không có quả, tìm nhân sinh ra quả không từ đâu mà có. Tiếp theo đây, khởi luận này, quả từ nhân, có thể nói là, không. Pháp không từ nhân, lẽ ra phải có. Kế là giải thích sinh khởi, các kinh phương đẳng phá pháp vô vi, nói pháp vô vi là, không. Ở đây vì muốn giải thích pháp đó, nên nói phẩm này. Lại như kinh Niết Bàn chính là phân biệt tà thường, chánh thường, nói chấp của ngoại đạo là thuộc về tà thường, Niết Bàn của Như Lai gọi là chánh thường. Sở dĩ gọi tà, là vì tìm nghĩa, thường, của ngoại đạo không từ đâu mà có. Không, mà cho là, có, cho nên gọi là tà, ở đây vì muốn phá tà thường của ngoại đạo để bày tỏ chánh thường không có chỗ sở đắc Phật nên nói phẩm này. Lại căn tánh khác nhau, được ngộ đều khác, tự có nghe các phẩm trên, mà không được ngộ. Nghe phá bỏ thường, thì hiểu ngay, nên nói phẩm này. Luận này từ đầu đến cuối, phá 7 thứ nghĩa thường của ngoại đạo. Trước hết là phá thần thường, kế là phá đại hữu thường. Nay phẩm này phá 5 thứ thường, đó là thời, phương, hư không, vi trần, niết bàn, trước dù phá 2 thứ thường nhưng để thành phá nghĩa thần. Và về nghĩa, một, khác chung, riêng, chẳng phải là chính phá thường. Ở đây, trong phẩm này tránh phá 5 thứ thường. Hỏi, 4 thứ ngoại đạo chấp thường, thế nào là, đồng, khác? Đáp, việc này khó rõ. 10 phẩm của luận được tên có 4. 1. Phẩm, đồng, mà chấp, khác, như phẩm phá thần đồng là một phẩm, gọi là đồng phẩm, mà vì lập thần không đồng nên gọi là chấp khác. 2. Phẩm khác, chấp khác, như hai phẩm, một khác. Đã có hai phẩm, gọi là khác phẩm, mà sở chấp lại khác tên là chấp khác. Trong nhân có quả, không quả cũng thế. 3.
phẩm khác, chấp đồng, như hai phẩm căn tình trần. Đã có hai phẩm, gọi là phẩm khác, mà lập ra tình trần. Lại vì đồng, nên gọi là chấp đồng. 4. Phẩm đồng chấp đồng, tức phẩm thường, đúng. Đồng chung một phẩm, chấp thường, lại đồng, nên gọi đồng phẩm, đồng chấp. Hỏi, ngoại đạo nói về thường có khác gì với pháp Phật hay không? Đáp, pháp Phật có đại, tiểu thừa, gồm có 5 thường, tiểu thừa có 3 vô vi, tức là 3 thường. Đại thừa lớn có chân đế, vì kể cả quả Phật nên gọi là 5 thường. Nói về phẩm này có 2 đồng, 3 khác, đó là hư không, niết bàn, trong ngoài, đại tiểu đồng nói là thường. Thời, phương, vi trần, chỉ là thường mà ngoại đạo chấp. Nội giáo nói 3 thứ này đều là vô thường. Hỏi, phẩm này phá loại thường nào? Đáp, chính là phá 5 thứ pháp thường của ngoại đạo, phụ là phá 5 thứ nghĩa thường của người nội giáo. Đây là 2 trường hợp thâu nhận, đả phá khác nhau. 5 thường của ngoại đạo, chỉ có phá không có thu nhận, 5 thường của nội giáo, có thu, có phá, phá tình, năng mê, thu nhận giáo, sở hoặc. Ngay như 5 thường của ngoại đạo lại vừa có thu nhận, vừa có phá, đối với thí dụ trộm châu mà kinh Niết Bàn nói, ngoại đạo trộm được tên thường, mà không rõ nghĩa thường. Vì phá nghĩa thường đó, để thu nhận tên thường. Y theo phá, thu lại có 2 trường hợp, hư không, Niết Bàn vừa phá, vừa thu nhận. Thời, phương, vi trần chỉ có phá, không có thu nhận. Hỏi, nếu phá thường của Niết Bàn thì vì sao kinh Phật nói Niết Bàn? Đáp, vì đối trị sinh tử, nên Phật nói là thường. Lại, chẳng phải thường, vô thường, khen đẹp là thường, vì muốn dẫn dắt chúng sinh. Lại Niết Bàn có thể, có dụng, thể chẳng phải thường, vô thường, dụng có đủ thường, vô thường. Người thọ giáo vì không biết nghĩa này cho nên chấp thường, rơi vào thường kiến. Hỏi, cựu thập địa sư cho rằng thể chẳng phải thường, vô thường, dụng có đủ thường, vô thường, có khác gì với thể dụng ở đây không? Đáp, ở đây nói hai, phi, hai, thị, đều là dụng của phương tiện. Như phẩm pháp nói 4 trường hợp thật, không thật, đều là môn của nhà thật tướng. 4 trường hợp thường, vô thường, cũng là môn Niết Bàn, mà trên lấy hai, phi, làm thể, hai, thị, làm dụng, đó là vì đối với bệnh chấp nghiêng lệch mà nói lời này thế thôi. Phẩm này có 2. 1. Phá chung thường. 2. Phá riêng thường. Ngoại đạo nói rằng nên có các pháp, vì pháp không có nhân không phá. Trước y cứ có nhân, để bào chữa có nhân. Nay chỉ nêu pháp không có nhân để chứng minh có nhân. Nêu ra vô nhân, để giải thích thành nghĩa thường. Pháp có nhân có thể phá, pháp vô nhân là thường không thể phá, bởi đã có thường, thì phải có vô thường. Lại, diệt vô thường mà được thường. Nghĩa trong, ngoài, đại, tiểu đều đồng. Nhưng nếu vô thường không có, thì biết có thường, có, không, này đối đãi nhau. Nội giáo cho rằng nếu miễn cưỡng cho là thường, vô thường đồng nhau, thì gồm có 3 nghĩa. 1. Vốn có vô thường, có thể nói là thường. Đã không có vô thường, cũng không có thường, mà ông cho rằng có thường, nên gọi là nói miễn cưỡng, nói bừa, nói đại. Nếu miễn cưỡng nói là thường, thì là vô thường. 2. Ông vốn lập vô thường, mà trước đã tìm không từ đâu mà có, ở đây ông lại lập có thường, cũng đồng với không thể được, mà ông cho là có, gọi là miễn cưỡng nói là thường, cho nên đồng với vô thường. 3. Vì có lý do nên nói thường, vì không có lý do nên tha hồ nói là thường ư. Cả 2 trường hợp này đều phá thường. Nếu có lý do thì là có nhân. Ông nói vô nhân là pháp thường. Ở đây đã có nhân thì vô thường. Nếu không có lý do mà nói tản mạn là thường, đã là nói tản mạn thì là vô thường rồi. Hỏi, ở đầu phẩm, người ngoài đã nói rằng, vì pháp không có nhân nên không phá. Nay sao lại hỏi nhân, vô nhân? Đáp, ở trên là nói thẳng không có nhân, còn ở đây là hỏi cái nhân có lý do và nhân không có lý do, cho nên khác với ở trên. Ngoại đạo cho rằng vì liễu nhân nên không có lỗi, để bào chữa vạn hỏi đồng với vô thường ở trên. Nhân có 2 thứ. 1. Sinh nhân. 2. Liễu nhân. Pháp thường không có nhân sinh, cho nên là thường. Vì có liễu nhân, nên chẳng phải miễn cưỡng nói thường, chỉ liễu nhân có 2. Riêng, chung. Hư không lấy diệt sắc làm nhân, thời gian lấy hoa thật làm nhân. Phương, lấy mặt trời hợp làm nhân. Vi trần lấy quả thô làm nhân. Niết Bàn lấy không hệ lụy làm nhân. Nhờ 5 pháp này mà biết có 5 thường, cho nên dùng 5 pháp làm nhân cho 5 thường. Đây là liễu nhân riêng. Liễu nhân chung có 2. 1.
dùng lời nói biểu thị rõ pháp trước để cho mọi người được biết, nên dùng lời nói để làm liễu nhân của thường. 2. Nhân pháp vô thường, vì đối nhau nên biết có thường. Vì vậy, nên lấy pháp vô thường làm liễu nhân của thường. Nội giáo nói rằng nhân này không đúng, gồm có 4 nghĩa. 1. Nói về có thường, không ngoài nhân pháp. Nhân tức là thần, pháp nghĩa là đại hiểu, là thường. Ở trên dùng lời nói để lập ra hai thường này mà tìm đã không từ đâu mà có, ở đây lấy lời nói để chứng minh có 5 thường. Vì so sánh đồng với cách phá ở trước, nên nói là nhân này không đúng. 2. Không có lời nói này, thì lấy gì để chứng minh là thường? Lời nói không ra ngoài nhân pháp, nếu lời nói có từ con người, thì tìm con người, không từ đâu mà có. Nếu nhân pháp có xem xét, vì pháp không thật có nên không thể chứng thường. 3. Xét về hiện sự của ông còn chẳng từ hư không mà có từ lời nói, thì làm sao có pháp? 4. Tìm pháp thường đã nói, thật sự không thể được, ở sau, sẽ nói cụ thể, ông dùng lời nói để chứng minh cho cái gì? Ngoại đạo cho rằng lẽ ra có pháp thường tạo ra pháp vô thường, là ở trên đã dùng lời nói để chứng minh cho pháp, nội giáo đã không nhận, không thừa nhận lời nói, ở đây mặc nhiên không cần nói nữa. Nay, người ngoài chỉ ngay vào chiếc bình vỡ để chứng tỏ rằng không vỡ là thường. Do thấy pháp hữu vi sanh khởi tác dụng là ở vô thường thì biết pháp chẳng sanh khởi tác, dụng gọi là thường. Đây là đối với hữu vi nói vô vi. Các pháp sinh tử, niết bàn, chân vọng, vân vân đều được lập một cách đối nhau. Nội giáo nói rằng, không, cũng cộng hữu, có sự bách luận cho rằng văn này là đối với một vạn hỏi. Ở đây nói rõ là không đúng, gồm có hai vạn hỏi, nói, không, là một trong hai vạn hỏi này. 1. Ông lấy vô thường để chứng minh có thường, việc này không đúng. Vì ở sáu phẩm trên đã tìm pháp vô thường rồi, không từ đâu mà có, thì lấy gì để chứng minh là thường, cho nên nói là không. 2. Dựa vào văn để vạn hỏi, người ngoài đã lập đối nhau. Nội giáo lại đối nhau mà phá. Ông nói tác pháp vì vô thường, nên pháp không tác là thường, lẽ ra cũng có, không, đối nhau. Pháp tác đã, có, thì, vô tác, lẽ ra, không, cho nên tôi nói là, không. Nói cộng hữu, nghĩa là trước kia y cứ hai môn để phá tác khác với vô tác, thì có, không, cũng khác nhau. Pháp tác đã có, thì vô tác lẽ ra không. Ở đây y cứ vào môn đồng để phá. Ông nói pháp thường không có sắc, hương, vị, xúc. Đã là thường, thì tâm pháp cũng đồng với không có sắc, hương, vị, xúc. Vậy thì pháp không tác đồng với pháp tác. Ông vốn cho rằng vì khác với pháp tác, nên gọi là vô vi thường. Ở đây đã đồng với pháp tác thì đồng, với đều vô thường. Ở trước là mượn, khác, để phá, khác. Ở đây là mượn đồng để phá, khác. Văn chính là như, không chấp nhận giải thích khác. Thế phá ở đây, là trước, y cứ vào môn, khác, để phá, ở đây pháp tác đã có, vô tác lẽ ra không? Lẽ tất nhiên, người ngoài không chấp nhận vạn hỏi này. Tác, vô tác, là, khác, mà đồng, có, này tự có, pháp tác có thì pháp vô tác cũng có. Như nhất thiết hữu bộ có ba hữu vi, có ba vô vi. Không thể nghe là vô vi khác, rồi cho rằng, có, không, cũng khác, cho nên ở đây phá rằng. Nếu hữu vi, vô vi đều là có, thì đồng lẽ ra vô thường. Cho nên trung luận nói nếu niết bàn là có là tướng giả chết. Nếu niết bàn là có, thì lẽ ra là hữu vi. Lại, tác, không tác đồng có, thì đều là thường. Lại, đồng là có, mà pháp tác vô thường, không tác là thường, lẽ ra cũng pháp tác là thường, không tác là vô thường. Phần chú thích 2. 1. Giải thích bổn kệ. 2. Từ như thế trở xuống, là kết trước. Phát sau giải thích là bổn kệ phá, đồng, khác, là hai. Trước giải thích phá, khác, lại nữa trở xuống, là giải thích phá, đồng. Khắp thường, không khắp thường như thế, đều đã phá chung. Khắp, không khắp là, khác, nghĩa thường là đồng. Đã phá thường, thì phá khắp, không khắp, ngoại đạo nói rằng nhất định có hư không. Chương 2, phá riêng năm thường, trước chung, sau riêng, thứ lớp quán môn, cũng là cách lập nghĩa. Lại là trước. Phá chung tất cả các thường của nội ngoại, ở đây, lược phá riêng năm thường, tức năm. 1. Phá chấp thường về không. 2. Phá chấp thường về thời. 3. Phá chấp thường về phương. 4. Phá chấp thường về vi trần. 5. Phá chấp thường về niết bàn. Trước là phá hư không, nghĩa là thế gian, ngoại đạo, tiểu thừa, đại thừa đều biết hư không là thường.
vì nghĩa ấy thật rõ ràng, nên lập trước nhất. Kinh Niết Bàn nói như hư không là bậc nhất trong các thường. Đức Như Lai cũng vậy, cho nên trước lập hư không là thường. Y cứ phá hư không có ba. Một, phá thể không. Hai, phá trụ xứ không. Ba, phá tướng không. Ba phá không này, là lược tận. Ở đây trước lập thể của, không, chỉ giải thích thể của, không, là khác nhau. Một, người Tỳ Đàm cho rằng có hữu vi hư không, vô vi hư không. Thành thế giới bên ngoài và thành thân bên trong. Hữu vi hư không tức là sắc pháp. Hai, vô vi hư không, như, không, của thiên hán vân vân. Hỏi, vì sao người số luận lập hư không là hữu vi? Đáp, bà Sa nêu rằng vì có đi, đến nên có thể chấp nhận có. Hỏi, hữu vi không có khác vô vi không hay chăng? Đáp, hữu vi không là sắc, cho nên, không, là một sắc trong 21 sắc. Vô vi không chẳng phải sắc, hữu vi không có thể thấy, còn vô vi không thì chẳng thể thấy. Hữu dị bộ nói rằng, hư không chẳng phải sắc, chẳng phải phi sắc, chỉ vì tùy theo hế tục, nên nói gọi là hư không. Kế là người luận thành thật nói hư không hoàn toàn là pháp không. 3. Ngoại đạo lập không, tức như văn này đã nói. Ý cứ bổn kệ, có hai. Nêu chương môn. Giải thích chương môn. Nêu chương môn có ba. Một, nói hư không là, có, phân biệt khác với thành thật. Lại, phân biệt khác với nhà chấp chẳng có hư không. Hai, về thường thứ hai là nêu chương môn thường, phân biệt khác với hữu vi hư không của Tỳ Đàm. Ba, nói khắp, là thứ ba nêu chương môn khắp, phân biệt khác với không khắp thường khác. Lại, phân biệt khác với chấp hư không là không khắp. Không có phân biệt rõ thể không là, một, không thể chia làm nhiều phần. Phân biệt khác với người chấp có nhiều hư không. Tất cả chỗ trở xuống, là thứ hai, giải thích ba môn. Một, tất cả chỗ theo gần, là giải thích nghĩa khắp, nghĩa không phân chia. Hai, tất cả thời, giải thích về nghĩa thường ở trước. Ba, vì tin, có, nên giải thích trước là quyết định có pháp hư không. Lại, có, nghĩa là giải thích trung thường, khắp đáng tin. Nội giáo nói rằng phần giữa, phần hợp vì phần không khác phá hư không ở trên là thường, khắp. Hỏi, vì sao phá, không? Đáp, một, vì phá bệnh, đại, tiểu, trong, ngoài, người có sở đắc, nghĩa là bình, vân vân là có, hư không là, không. Vì có, không, này mà sinh ra phiền não, nghiệp, khổ. Cho nên, luận này phá, nói chẳng có, hữu vô, này. Hai, vì muốn giải thích kinh, các kinh phương đẳng mượn, không, làm dụ. Nếu như, không, của ngoại đạo thì pháp cũng đồng với ngoại đạo. Ở đây, phá trừ tà không, của ngoại đạo, vì bày tỏ nghĩa, không, nên phá, không. Phần giữa, là hư, không, trong bình. Vì phần kết hợp, nghĩa là, không, trong chiếc bình này là một phần của nhà, không, có phần, kết hợp với bình. Phần chia không khác, là hai câu trên, nhắc lại nghĩa của ngoại đạo, đây là phá. Hư không, trong bình là, phần có, một phần hư không từ ngoài đến kết hợp với bình, thì, không, có thể phân chia, tức là không khác với các phần. Nếu vậy, thì không nên nói là không có phần, cũng không nên nói là khắp thường, ba nghĩa này đều hoại. Trong chú thích được có bốn. Một, nhắc lại cả hai. Hai, quyết định cả hai. Ba, vặn hỏi cả hai. Bốn, kết thúc cả hai. Nếu trong bình hướng về hư không ở giữa, đây là nhắc lại cả hai. Bình hướng về hai hư không tức giải thích hai chữ, phần chung, của bổn kệ. Hư không trong đây trở xuống. Thứ hai, quyết định cả hai. Quyết định cả hai là ý cứ, hư không, trong bình để quyết định bên ngoài. Đại ý quyết định rằng, hư không, trong bình đều là hư. Không, trong mười phương, là có một phần, không. Nếu đều có trở xuống, là thứ ba, phá cả hai, có hai nghĩa. Một, nếu trong bình đều có, hư không, mười phương thì, hư không, mười phương đều ở trong bình, bên ngoài bình, lẽ ra chẳng có, hư không, thì, hư không, không khắp, không thường. Hai, nếu là vì khắp trở xuống, nếu, hư không, trong bình là khắp, thì bình lẽ ra cũng khắp. Hư không, đã thường. Bình lẽ ra cũng thường, câu trước được bình không khắp, mà, không, rơi vào, không khắp. Giờ đây được, hư không, khắp, mà bình mất đi, không khắp. Nếu có phần trở xuống, là thứ hai, phá hợp phần, là chính là nhắc lại hai chữ, phần hợp, trong bổn kệ. Hư không chỉ là phần trở xuống, là giải thích về phần của bổn kệ không khác.
Cho nên, hư không trở xuống, là thứ tư, kết thúc cả hai chẳng phải khắp, chẳng phải thường. Trích gia văn chính là như, ở đây lại phá nghĩa. Hỏi, hư, không, trong bình và hư, không, bên ngoài bình là, một, hay, khác. Nếu là, một, thì tất cả hư, không, đều ở trong một bình, hóa ra, không, chẳng khắp. Nếu hư, không, ở khắp thì bình cũng khắp. Nếu hư, không, trong bình khác với hư, không, ở ngoài bình, thì có hai hư, không, sẽ rơi vào hữu phần. Vì hữu phần nên vô thường. Lại hỏi, hư, không, và, bình, là, một, hay, khác. Nếu hư, không, và, bình, là, một, thì hư không, thường, bình, cũng, thường. Bình, vô thường, thì hư, không, cũng vô thường. Nếu, bình, khác với hư, không, thì hư, không, thường, bình là, vô thường, bình lẽ ra cũng thường, hư, không, là, vô thường. Khắp, không khắp cũng. Hư, không, và bình là, một, thì đều khắp, đều không khắp. Nếu hư không là thì, bình, không khắp. Lẽ ra bình khắp thì hư không chẳng khắp. Nếu bình và hư, không, khác nhau, thì chỗ bình chẳng có hư, không, thì hư, không, chẳng khắp. Không khắp thì không thường, phá chân tục một thể, hai thể, đều áp dụng theo cách nói này để trách cứ. Luận thành thật nói rằng hư không là pháp vô pháp không thật có, nhưng lại có hư, không, này, là vì pháp trần khác với sừng thỏ. Nếu bác bỏ chẳng có hư không thì thành tà kiến. Nay hỏi nếu hư, không, là pháp không có. Thì lẽ ra chẳng phải pháp trần, mà đã là pháp trần, tức là pháp có. Lại bổn cũ rằng hư không chẳng có trượng, thước, trượng, thước, là y theo hư không gọi trượng, thước. Nếu vậy, hư không chẳng phải không có dụng thường. Vô thường y cứ hư không rồi ghi nhận hư không tạo ra vô thường, kết luận cách ẩn khuất có thể biết. Lại hỏi hư, không, trong cây cột và, không, bên ngoài cột là, một, hư, không, hay, hai, hư, không. Nếu là một, thì hư, không, ở ngoài cột đã dung nạp cột, hư, không, ở trong cột sao không dung nạp cột. Người kia giải thích rằng cột tự ngăn cách cột, chứ chẳng phải hư, không, làm ngăn cách. Nay xin hỏi tôi không đặt cây cột trong cây cột. Về lý, chỉ để yên cột trong hư, không, của cây cột. Vậy thì tại sao trong hư, không, của cây cột lại không dung nạp cột ư? Nếu nói là vì cột ngăn ngại, nên không dung nạp, thì chỗ trở ngại lẽ ra chẳng có hư, không. Nếu chỗ trở ngại có hư, không, tức lẽ ra dung nạp cột. Lại chỗ trở ngại lại còn có hư, không, thì không trở ngại, vừa có trở ngại vừa không trở ngại, lẽ ra vừa dung nạp, vừa không dung nạp. Nếu trong cây cột chẳng có hư, không, thì hư, không, sẽ không khắp. Ngoại đạo cho rằng nhất định có hư không, tướng khắp cũng thường, vì có tạo tác. Ở trên, một phen phá thể của hư không đã xong. Ở đây là thứ hai, phá dụng của hư không. Trong thành lập có hai. Một, ba câu đầu, là nhắc lại thể, một hư không là có khắp, là thường. Hai, vì là hữu tác trở xuống, là thứ hai, nêu dụng để chứng minh cho thể. Hư, không, vì hư không có công dụng dung nạp nên được có nêu trở xuống, là qua lại, thi vi, tạo tác. Nếu không có công dụng nạp thì sẽ khiến cho không được có chỗ tạo tác. Nội giáo cho rằng không đúng. Vì chỗ hư không vị trí hư không, trong hư không có hai cách phá, đều trách cứ ở chú xứ của hư không. Sở dĩ trách cứ chú xứ là vì người ngoài nói rằng có pháp trụ trong hư không được tạo tác, thì không là chú xứ có vật. Nhưng kế đây, là hỏi về hư không đã là một pháp, thì lẽ ra cũng có chỗ ở. Nếu hư không không có chỗ ở thì pháp có cũng không ở trong hư, không. Lại có hai thứ pháp. Một, pháp ngại. Hai, pháp vô ngại. Pháp ngại còn ở trong pháp vô ngại, thì pháp lẽ ra cũng có chỗ của nó. Cho nên văn ở đây trách về chỗ ở. Y theo trách cứ chỗ ở, chia làm hai khác nhau. Ở trước trách cứ hư, không, trở lại trụ trong hư, không, tức là có hai, không, một, không, là, năng trụ, một, không, là, sở trụ, đã có hai, không, thì có phần. Vì có phần, nên vô thường, không khắp. Hỏi, vì sao ở trước trách hư, không, trụ ở trong hư, không? Đáp, người ngoài cho rằng hư, không, chẳng có ngăn ngại, có thể dung nạp, có, thì biết hư, không, cũng chẳng ngăn ngại, lại có thể dung nạp hư, không. Vì vậy trước hết y cứ chỗ, không, để trách cứ, không. Cũng trụ trong không thật trở xuống, là thứ hai, phá. Thật trụ ở trong thật kia, thì sự đầy lấp chẳng dung nạp hư, không. Vì vậy, hư,
không, chẳng dừng lại trong thật. Ở trước nói hư, không, được dung nạp hư, không, mà rơi vào hai, không. Giờ đây tránh khỏi hai, không, lại rơi vào chỗ vô trụ, cho nên phạm phải lỗi tiến lùi. Lại, chẳng có, không, trong thật, thì, không, sẽ không khắp có, không, trong thật, thì lẽ ra dung nạp, không, nếu thật dung nạp không thì chẳng gọi là thật. Lại nữa trở xuống, nghĩa của ngài thiên thân phá ở trên nêu lên chỗ ở để chứng minh, không. Trong hư, không, được có sở tạo tác, có thể được có, không. Vô tác trong thật, lẽ ra chẳng có hư, không. Vì ông lấy hữu tác, cho nên có hư, không, vì vô tác cho nên lẽ ra chẳng có hư, không. Lại nữa, vì không có tướng trở xuống, là thứ ba, phá tướng hư không, văn, có ba, một. Phá, hai, bào chữa. Ba, phá bào chữa. Phá rằng, hữu vi, vô vi đều có tướng, cho nên có pháp. Nếu hư, không, chẳng có tướng, tức lẽ ra không có pháp. Lại năm thứ là, có pháp, có tướng. Nếu hư không chẳng có thì lẽ ra chẳng có tướng, tức chẳng có, không. Ngoại đạo nói rằng thứ hai, là bào chữa, hai tướng, vô không, vô hữu. Nêu tướng, thể tướng. Một, nhờ có năm thứ, nên biết, không, chủng là chẳng. Có nhân hữu vi là, có, biết vô vi là, không, gọi là nêu tướng. Hai, diệt có, được, không, là thể tướng của nhà chấp không. Hư, không, có hai tướng, mà ông không biết, cho là chẳng có tướng. Nội giáo nói rằng trở xuống, là thứ ba, phá bào chữa, chỉ phá thể, tướng, tức thành ba khác nhau. Một, lập ra vô thể để phá, vô sắc, là nói về sắc chẳng có, chẳng phải lại có pháp. Vì tự lập là, không, nên không có vật thể này, lấy gì để làm thể tướng của, không, ư. Hai, lại nữa trở xuống, là thứ hai, nói về chẳng có tướng, vốn lấy diệt sắc làm tướng, không. Nếu sắc chưa sinh, thì chẳng có thể diệt, cho nên chẳng có tướng. Ba, lại nữa, sắc vô thường, trở xuống, là thứ ba, y cứ thường để phá, sắc là vô thường thì mới sinh, hư, không, là pháp thường, xưa nay đã có. Đã có thì biết xưa nay là vô tướng. Hỏi, thứ ba phá có khác gì với thứ hai hay không? Đáp trước nói tướng chưa có, cho nên vô tướng. Này đây nói, có thể tướng, có thể biểu hiện, vì xưa nay, có, cho nên xưa nay vô tướng, qua lại thành lẫn nhau. Hỏi, phá, không, có ba. Vì sao hai phá trước thì có bổn kệ, còn phá tướng sau lại không có bổn kệ ư? Đáp, vì lẽ phá tướng sau, đều là thể hiện theo nghĩa của ngài thiên thân, cho nên không có bổn kệ. Hỏi, vì sao ngài đề bà không phá tướng? Đáp, vì sao hai luận chủ chế tác lại khai mở, lẫn nhau? Phẩm lục trùng của trung luận đã rộng phá về tướng, cho nên ngài đề bà không phá nữa. Chỉ có ngài thiên thân muốn phá ba nghĩa hư không là thể, dụng, tướng. Vì đối với phá hai nghĩa trước, nên phá tướng của nghĩa sinh. Ngoại đạo cho rằng có tướng thường của pháp thời gian. Vì có, cho nên thứ hai kế là phá thời gian là thường, tiếp theo hư không là phá thời gian. Tình gồm của ngoại đạo với người đời, đồng đã thấy. Thường có bốn thời, rồi cho là thời thường. Đây cũng vì thô thiển nên tiếp theo là phá hư, không. Giải thích thời gian có hai, trong, ngoài. Trong, ngoài đều có hai, trong ngoại có hai. Một, chấp thời gian là thường, vì là liễu nhân của muôn vật, nên luận chí độ rằng thời gian là nhân không biến đổi. Thể của thời gian vì là thường nên gọi là không biến đổi. Vì liễu xuất muôn vật nên gọi là nhân. Lại gọi không biến đổi, nghĩa là vật tự đi đến. Mà thời gian không thay đổi, nên gọi là bất biến. Thời gian trong chín pháp của vệ thế sư là một trong các pháp của chủ đế. Hai, chấp thời gian là nhân của sinh, có công năng sinh ra muôn vật, cũng gọi là nhân của sinh sát, nghĩa là vì thời gian nên muôn vật diệt. Nội pháp có hai. Một, số luận nói rằng, nhân pháp giả gọi là thời gian. Lìa pháp không có thời gian riêng. Hai, thí dụ bộ có thể của thời gian riêng là phi sắc, phi tâm. Như loại ba tướng, dựa vào luận trí độ có hai thời gian giả, thật. Thời gian kala, nghĩa là thời gian của pháp thật, phần nhiều được áp dụng trong luật tiểu thừa, vì thời gian chế giới, thời gian ăn, mặc tất nhiên cần phải nói thời gian thật sự có, thì nghĩa kiết giới mới thành tựu pháp Phật được tồn tại lâu ở thế gian. Tamaja là thời gian giả gọi, được dùng trong kinh, kinh đã giáo hóa trung đạo, tục xuất gia, tại gia. Nếu nói là thời gian thật có, thì ngoại đạo khi nghe nói đến thời gian sẽ nảy sinh tà kiến.
Vì vậy, nên nói giả gọi thời gian. Nghĩa này khó sáng tỏ, nếu vì kiết giới, nên nói thời gian có thật, vì kiết giới sát, lẽ ra phải nói chúng sinh thật có, vì kiết xứ giới, lẽ ra thật sự có phương hướng. Bổn kệ của ngoại đạo có lập ba. Một, nói về thời gian thật có, nghĩa là khác với thời gian của số luận, nhà không có tự thể riêng. Thường nghĩa là dị chấp thời gian là vô thường, vì tướng có, nghĩa là thời gian vi tế, không thể trông thấy, vì tướng giả ngụy, nên biết được tức là ngăn ngừa đối với vạn hỏi của người. Hai, lại, ở trên lập thể của thời gian, ở đây lập tướng của thời gian. Trong giải thích trước là theo gần để giải thích vì tướng có. Từ chẳng phải không có thời gian, kế là giải thích về thường. Phần đầu lại chia làm hai, trước, ý cứ thời gian nêu tướng để chứng minh có thời gian. Pháp có dù không thể hiện trông, nhưng dùng tướng chung so sánh mà biết, nói người, mặt trời cũng có tướng đi, thấy người đi từ hướng đông sang tây, đã có pháp đi. Dù không thấy mặt trời đi, nhưng nếu đem con người để so sánh với mặt trời thì mặt trời cũng có đi. Cũng vậy, thời gian dù vi tế, không thể thấy, nhưng kết hợp với mặt trời đi, do thời tiết, khí hậu vân vân kết hợp với người đi. 3. Lại nữa, một thời, không một thời, là nêu thể, tướng để chứng minh rằng, có thời gian. Một sát na là một thời. Sát na thứ hai, do đi, đến vô lượng kiếp, chẳng phải một thời. Một ngày là gần, một kiếp là lâu xa. Nội giáo cho rằng trong quá khứ, vị lai không có, cho nên không có vị lai. Bổn kệ này phá thời gian ba đời là thường, mà chính là nắm cả quá khứ của ngoại đạo là thường, nhằm phá không có vị lai. Thời gian quá khứ đã thường, thì quá khứ nhất định dừng lại ở quá khứ, vì không trở thành vị lai, cho nên trong vị lai không có quá khứ. Vì vậy, mới nói trong quá khứ, vị lai không có. Do quá khứ dừng lại ở quá khứ, không chuyển biến thành vị lai, cho nên không có vị lai, đoạn văn này còn thiếu hai câu. Cũng nên nói trong quá khứ, hiện tại không có, cho nên không có hiện tại. Nên nói rằng trong hiện tại, vị lai không có, cho nên không có vị lai. Đây là nêu lên cùng tột thủy, đầu tột cuối để làm đầu mối cho lời nói. Chú thích có hai. Một, nắm quá khứ để phá vị lai. Hai, so sánh phá hiện tại. Trong phá vị lai, có hai. Một, trong quả không có nhân để phá vị lai. Hai, trong nhân không có quả để phá về vị lai. Trong quả không có nhân để phá lại có hai. Một, cứ theo môn vô tác để phá. Hai, cứ theo môn tác để phá. Phần đầu lại có hai. Một, nói quá khứ không tạo thành vị lai. Hai, nói quá khứ không tạo thành hiện tại. Phần đầu lại có hai, một, chính là phá. Hai, gạn kinh để phá. Văn đầu, trước là nêu tướng của thời gian ba đời. Đây là vì tướng thời gian thường, nghĩa là ngoại đạo nói thể thời gian là thường. Nhưng thể không lìa tướng, tướng được thể chế ra, nên thể thường thì tướng cũng thường. Lại, tướng là tướng của nhà chấp thường. Vì thể là thường, nên tướng cũng thường. Cho nên nói rằng vì tướng của thời gian là thường. Thời quá khứ không tạo ra thời vị lai, nghĩa là chính thức phá. Thể của thời quá khứ đã thường, không chuyển thành vị lai, tướng là tướng của thời gian. Tướng cũng không chuyển thành vị lai. Kinh của ông nói thời gian là một pháp, nghĩa là phần thứ hai, gạn kinh để phá. Sở dĩ phải gạn kinh để phá là vì muốn nói hai nghĩa. Một, ý cứ kinh thì có lỗi không bất tác. Hai, nếu nói tác thì có lỗi trái với kinh. Là một pháp thường. Dù bốn thời và ba đời khác nhau, nhưng về thể của thời gian chỉ là một pháp thường. Lại, quá khứ chỉ quá khứ, không xen lẫn đương lai, hiện tại, nên gọi là một pháp. Cũng không trở thành thời gian hiện tại, nghĩa là trên nắm quá khứ thường, không tạo thành vị lai, nghĩa là trên ý cứ tông nghĩa kia thì có lỗi bất tác. Ở đây, nới lỏng gút, cứ theo sự tạo thành để phá. Nếu quá khứ tạo thành hai thời đương lai, hiện tại, thì sẽ có lỗi lẫn lộn. Trước kia được tông thì mất hai thời, nay được hai thời, thì mất tông. Lại, trên được tông và ba đời không lẫn lộn mà mất hai thời đương lai, hiện tại. Giờ đây được hai thời đương lai, hiện tại thì ba đời hóa ra lẫn lộn. Lại, trong quá khứ không có thời vị lai. Ở trên dựa vào trong vị lai không có quá khứ, là vì trong quả không có nhân, nên không có vị lai. Ở đây, ý cứ trong quá khứ không có vị lai. Trong nhân không có quả, cũng không có vị lai. Hiện tại cũng phá như vậy, nghĩa là Pháp Sư Phùng nói rằng văn này dườm già. Ở trên đã nói không tạo thành hiện tại, nay lại phá hiện tại, cho nên là dườm già.
Ở đây cho rằng không đúng, vì luận chí độ cũng có cách hành văn này, cho nên không phải rườm rà. Ở đây nói rằng, từ trên đến đây, nắm quá khứ làm đầu mối, để phá vị lai có hai cặp. Một, trong đương lai không có quá khứ, trong quá khứ không có đương lai. So với đây lẽ ra cũng tại trong đương lai không có hiện, trong hiện tại không có đương lai. Hai, ở trên nói rằng quá khứ không tạo thành đương lai và quá khứ tạo thành đương lai. Này cũng nói hiện tại tạo thành đương lai, hiện tại không tạo nên đương lai, cho nên nói rằng hiện tại cũng phá như vậy, chẳng phải là rườm rà hay sao? Ngoại đạo cho rằng vì tiếp nhận quá khứ, nên có thời gian. Trước kia nội giáo nói rằng, quá khứ trụ ở quá khứ, vì quá khứ không tạo nên đương lai, nên trong đương lai không có quá khứ, vì vậy không có đương lai. Ở đây người ngoài nắm phá làm lập, ông chỉ không thừa nhận có đương lai, chấp nhận có quá khứ, đã có quá khứ, thì sẽ có vị lai. Nội giáo cho rằng không phải quá khứ của tướng vị lai. Có người nói chẳng phải, nghĩa là không có. Đã không có vị lai, làm sao có quá khứ, cho nên nói rằng không phải quá khứ của tướng vị lai. Có người nói trước tôi nói chẳng phải tướng vị lai rồi. Không phải, là chấp nhận quá khứ của ông, cho nên nói rằng không phải quá khứ của tướng vị lai. Nay, nói đây là hai cách phá. Các sự bách luận kết hợp thành một phá để giải thích, gây ra sự sai trái về văn. Nói hai cách phá, nghĩa là không phải tướng vị lai, đây là một phá. Nghĩa là cõi nước quá khứ trụ quá khứ, không tạo thành vị lai. Cho nên, không có vị lai. Quá khứ, đây là phá thứ hai, dù quá khứ của ông trở thành vị lai, thì sẽ mất quá khứ. Sở dĩ lập ra hai cách phá này là vì ở trước nói quá khứ không tạo nên đương lai sẽ không có đương lai. Ở đây nói nếu quá khứ tạo thành đương lai, thì sẽ không có quá khứ. Trước đã được quá khứ, mất đương lai. Nay được đương lai thì mất quá khứ. Cho nên cả ba đời đều phá. Lại trước kia là trụ tông để phá. Nay thả gốt để phá. Trụ tông để nói rằng không tạo thành nhau thì mất vị lai. Nếu ngoại đạo kia cho rằng tạo thành nhau thì mất quá khứ. Hỏi, làm sao biết văn này là văn lập ra hai cách phá? Đáp, ở đây, không dám tự suy luận mà chuyên xem xét luận chí độ và thiên thân. Mà văn này biết được có hai cách phá. Ngài thiên thân giải thích hai phá tức là hai. Ông không nghe ở trước tôi nói là đất của quá khứ không tạo thành bình vị lai. Đây là giải thích bổn kệ, chứ không phải tướng vị lai, vì tướng của đất quá khứ tự bám trụ ở quá khứ, không tạo thành tướng của bình vị lai. Nếu rơi vào tướng vị lai, là giải thích chữ quá khứ, trong bổn kệ, trước nói quá khứ vì không tạo thành bình vị lai, nên chẳng phải tướng vị lai. Giờ đây, nói quá khứ tạo ra vị lai, thì vì là tướng vị lai, nên không có quá khứ. Ngoại đạo nói rằng lẽ ra có thời gian, vì tự tướng riêng. Từ trên đến đây là hai lần hỏi đáp đầu, là phá vị lai. Hỏi đáp tiếp theo, phá quá khứ, thì ba đời đều phá hết vậy, mà người ngoài không có lời lẽ nào có thể bào chữa. Nói thẳng hiện thấy có tướng của ba đời khác nhau. Lại, hỏi đáp lần đầu là ý cư môn bất tác để phá ba đời, lần hỏi đáp tiếp theo, dựa vào môn tác để phá ba đời. Hai lần hỏi đáp này đã cùng tụt thì trụ ba đời đều hư hoại. Giờ đây họ không biết phải bào chữa bằng cách nào, chỉ đành hỏi ngài luận chủ nên có thời gian. Sở dĩ biết có thời gian là vì hiện thấy tướng ba đời khác nhau. Nếu không có ba đời, thì sẽ không có nhân quả. Lại, nếu không có ba đời, thì sẽ không có ba đạt chí. Lại nữa, từ trên đến đây là phá riêng thời gian của ngoại đạo là nghĩa thường. Từ đây trở xuống là phá chung trong, ngoài. Nói ba đời có, bốn tư nghĩa, sự khác, tướng khác vân vân của Tát Bà Đa, đều nói rằng, ba đời có tướng, hơi giống với ngoại đạo. Sư Luận Thành thật nói nếu Thái Hư không có, thì sẽ không nói qua lại, dùng nghĩa từng này để nói qua lại, là vì từng sẽ có, cho nên khác với Thái Hư, thì biết được ba đời đều có tướng kia. Nội giáo nói rằng nếu vậy, thì tất cả đều là hiện tại. Ở trên, nói ba đời tác và bất tác, tạo tác và không tạo tác, có lỗi mất lẫn nhau. Nếu không tạo tác thì được quá khứ, mất đương lai. Ngược lại, nếu tạo tác thì sẽ được đương lai, mất quá khứ. Cho nên có lỗi lẫn nhau. Giờ đây, nếu ông lập ba đời đều có tự tướng, thì ba đời đều ở hiện tại, tức là mất qua lại. Đã mất qua lại, cũng mất hiện tại. Đây là chính phá nghĩa của số luận. Người số luận cho rằng ba đời đều có. Nếu ba đời đều có, thì ba đời đều hiện. Có hiện, không hiện có hữu, không có hữu. Được tông hữu thì rơi vào ba đời đều hiện, được ba đời không hiện thì mất đi tông hữu.
luận sư luận thành thật cho rằng nếu ba đời đều có, thì lẽ ra đều hiện. Nếu qua lại là không thì sẽ chẳng khác với thái hư, tức là mất qua lại, cũng phạm lỗi tiến lui. Ngoại đạo nói rằng quá khứ, vị lai vì là tự tướng của hành, nên không có lỗi, nhằm bào chữa cho vạn hỏi, tất cả hiện tại, ở trên. Ở trước, tôi nói tự tướng có, nghĩa là không nói quá khứ, vị lai đồng có tướng hiện tại. Nhưng quá khứ tự hành quá khứ, vị lai tự hành vị lai, vì hai đời không đồng hành hiện tại. Như số luận nói rằng hiện tại vận hành đối với tướng của sự có, quá khứ, vị lai, vận hành đối với tướng của tánh có. Như luận thành thật chép, quá khứ, vị lai vận hành tướng, từng, sẽ, hiện tại vận hành tướng hiện khởi. Cho nên không được ba đời đều hiện tại, nội giáo nói rằng quá khứ chẳng phải quá khứ. Ở trên nắm cả có tướng để nói ba đời đều hiện. Giờ đây nắm cả hành tướng, nói quá khứ chẳng phải quá khứ. Nếu pháp ở quá khứ, vẫn không bỏ tự tướng không bỏ, lẽ ra gọi là hiện tại, không gọi quá khứ. Cho nên nói rằng quá khứ chẳng phải quá khứ. Nếu quá khứ, hiện tại mà bỏ đi tự tướng, thì sẽ không có tự thể. Đã không có pháp, thì không được gọi là quá khứ, đây cũng là quá khứ chẳng phải quá khứ, văn trước là đúng. Lại, đây là hai nạn, quá khứ là một nạn. Ông bèn nói quá khứ, hiện tại mà đi, như đất sứt, diệt thì sẽ không còn quá khứ. Chẳng phải quá khứ, là vạn hỏi thứ hai, nếu đất không đi, thì là hiện tại không gọi quá khứ. Văn chú thích, hiện, tại nói phần nhiều sư bách luận đều lập ra một vạn hỏi, nên không đích xác. Chú thích có hai. Một, giải thích riêng bổn kệ, cho nên, pháp thời gian, trở xuống là tổng kết không có thời gian. Phần đầu lại có hai. Mở ra hai gút để phá quá khứ. So sánh với vị lai. Hai môn phá quá khứ tức là hai, môn đầu có bốn. Nhắc lại. Vạn hỏi. Giải thích. Nêu thí dụ để làm rõ. Nếu quá khứ, là nhắc lại. Đất là quá khứ, là một quá khứ. Đất này lại lui diệt, không còn tướng đất nữa, lại là một quá khứ, nên nói rằng quá khứ. Hai, không gọi là quá khứ, là vạn hỏi thứ hai. Đất đã dứt diệt, không còn có đất, cho nên không gọi là quá khứ. Vì sao lìa tự tướng, là giải thích thứ ba. Đất đã dứt diệt, cho nên lìa tự tướng của đất, thì không còn quá khứ. Như lửa bỏ nóng trở xuống, là thứ tư, nêu thí dụ để hiển bày rất dễ hiểu. Nếu quá khứ không quá khứ, nghĩa là cửa thứ hai, chính giải thích bổn kệ. Lại có hai, nêu và phá. Nhắc lại rằng quá khứ không quá khứ, là nói đất quá khứ trụ đất quá khứ, vì không dứt diệt, nên nói rằng quá khứ không quá khứ. Ở đây không nên nói là thời quá khứ vận hành tướng quá khứ, là thứ hai là phá. Nếu đất quá khứ không tàn diệt thì cũng là hiện tại. Vậy thì ông không nên nói là quá khứ vận hành tướng tàn tạ, tiêu diệt. Vị lai cũng phá như vậy, là thứ hai, so sánh để phá vị lai. Lẽ ra cũng chia ra hai cửa để hỏi họ, một là nếu vị lai thì không có tướng bình, vì bình là vị lai, gọi là một vị lai. Lại nữa, lúc chưa có bình này, còn gọi là vị lai. Nếu vậy thì không có vị lai. Nếu vị lai không vị lai, đã có tướng bình thì tức là hiện tại. Vì vậy, ông không nên nói là vị lai vận chuyển tướng chưa có. Ngoại đạo nói rằng thật sự có phương, vì có tướng thường. Kế thời, là phá phương, tướng của phương hướng rất thô, rõ ràng. Vì đạo, tục ai cũng đều nhận biết nên phá sau thời. Luận chí độ chép, trong bốn pháp tạng của ông không có phương. Trong sáu pháp tạng của ta thì có. Bốn pháp tạng đã không có thì bốn đế không thuộc sáu đế kia. Phương là một trong chín pháp, nên nói rằng sáu pháp tạng có. Ở đây nói thật sự có phương, nghĩa là phân biệt rõ cái, không, trong bốn đế, chính là cái, có, trong sáu đế. Thường được nói trong đại thừa của nội pháp, có giả danh là mười phương, là pháp vô thường. Ở đây, vì phân biệt với, khác, nên nói là thường. Hai câu này xuất xứ từ thể của phương, vì tướng có nên thể của phương là thường, mà không thể thấy. Vì mượn mặt trời làm tướng nên biết có phương. Nội giáo nói rằng vì phương đông không có chỗ bắt đầu, nên ở đây phá phương. Luận chí độ chép, đại, trong pháp thế gian, gọi là phương. Đại, trong pháp xuất thế gọi là niết bàn. Vì phá, đại, của pháp thế gian, nên 18, không, được gọi là, đại không. Ở đây nói phương đông không có ban đầu. Nghĩa là đã phá mặt trời mới mọc là phương đông. Bốn thiên hạ đều có mặt trời mới mọc, thì bốn thiên hạ đều là phương đông. Nếu vậy, thì
thì phương đông này đâu phải là nhất định ban đầu. Cũng bốn thiên hạ đều có mặt trời lặn thì không nhất định có phương tây. Bốn thiên hạ đều có mặt trời lại, không nhất định có lặn, đều có hướng, về mặt trời không nhất định có hướng. Ở đây vì nêu sơ lược một bên, nên gọi không có khởi đầu. Lại, ở cõi Phất Vô Đãi là giữa trưa, thì ở Diêm Phù Đề là mặt trời mới mọc, cho nên sáng sớm của phương Nam là giữa này của phương Đông. Vậy thì nhất định từ phương nào mà phán quyết là khởi đầu ư? Cho nên nói không có ban đầu. Chú thích có ba. Một là giải thích bổn kệ. Lại nữa, chỗ mặt trời không hợp trở xuống. Thứ hai là người ngoài cho rằng, tướng, có, nên phương, có. Ở đây, nói tướng, không, cho nên phương không. Như trong Thiết Vi, luôn không thấy mặt trời, lẽ ra không có phương. Lại nữa, vì không nhất định trở xuống, là thứ ba, y cứ vào không nhất định để phá. Ở trên y cứ bốn thiên hạ để nói về không nhất định có ban đầu. Ở đây tùy thuộc y cứ ở một chỗ, nhằm chứng tỏ rằng phương không nhất định. Cũng như một cây cột, ta nhìn từ phía bên này là đông, ngắm về phía bên kia là tây. Ở phía trên cột là dưới, ở phía dưới cột là trên. Vì vậy, nên cột không có phương hướng nhất định. Lại, ở trên nói thẳng phương đông không nhất định là ban đầu, còn ở đây thì nói không nhất định đông hay tây. Lại ở trước nói không có ban đầu và sau, nên ban đầu và sau không nhất định. Ở đây nói không có đông, tây, đông tây không nhất định. Lại ở trước là phá tướng của phương, còn ở đây thì phá thể của phương. Ngoại đạo nói rằng tướng của phương này là một thiên hạ, nói để cố bào chữa cho ba vạn hỏi trên. Nếu bốn thiên hạ trở xuống, là nói có thể được phương đông không có ban đầu. Ở đây y cứ ở một thiên hạ để nói, cho nên mặt trời mới mọc, nhất định ở phương đông chẳng phải có lỗi không có ban đầu. Chống chế lần thứ hai rằng nếu bốn thiên hạ nói, hoặc có thể có nơi không có mặt trời, ở đây y cứ một thiên hạ để nói về tướng của phương. Một thiên hạ đều có mặt trời, vì kết hợp nên thường có tướng của phương, thì biết được có phương. Lần thứ ba, bào chữa rằng, một thiên hạ vì nói tướng của phương, nên phương của một thiên hạ nhất định. Vì vậy nên chẳng có lỗi không nhất định. Nội giáo nói rằng nếu như vậy thì hữu biên, là tránh khỏi cả ba vạn hỏi, nhưng lại rơi vào hữu biên, mà hữu biên thì vô thường. Vì vô thường nên không có phương. Ngoại đạo nói rằng dù không có khắp, thường trở xuống, là thứ tư, phá vi trần là thường, vi trần đến tế, thế gian không biết, chỉ vì ngoại đạo chấp, nên kế sau ba thường, là phá vi trần. Lại ở trước phá ba thứ khắp, thường, nay kế đây, phá không khắp. Dùng nghĩa khắp để nói thường, nói hiển, cho nên ở trước phá, không khắp là nói nghĩa thường, vì tối tăm, nên phá sau. Giải thích vi trần không đồng nhau, ở đây lược nói tám thứ. Một, Vệ Thế Sư nói rằng vi trần rất nhỏ, không có 10 phương phần, vì bốn tướng không rời đổi, nên gọi là thường. Hai, người Tỳ Đàm nói rằng vừa có 10 phương vừa không có 10 phương, vì cực vi kia không thể phân thành 10 phương. Ở phía đông của trần thì trần là phía tây. Nên cũng có 10 phương. Hỏi, lần hư trần là ngăn ngại hay không ngăn ngại? Đáp, vừa ngăn ngại, vừa không ngăn ngại. Không ngăn ngại đối với thô, mà ngăn ngại đối với tế. Nếu tế và tế không ngại nhau, thì nhiều cũng không ngại, tức là rốt ráo không ngăn ngại. Lại nếu không ngăn ngại, nặng thì không cao, đồng thời không lớn, mà thật ra thì không như cho nên biết ngăn ngại. Số luận sư đáp vạn hỏi của Thích Luận rằng, vì không có phần vị 10 phương nên gọi là vi trần. Bởi vì thể là ngăn ngại, nên gọi là sắc. 3. Người Kinh Bộ nói có phần vị 10 phương, nghiên cứu rõ về phần vị của 10 phương này. 4. Đạt Ma Quất Lê nói không có phần vị 10 phương, mà cộng tướng của 8 vị hợp với nhau. Trần cực tế này cũng xung động thì đều cùng có, không mà vẫn có, bị 3 tướng làm rời đổi. 5. Ngài Đại Ca Chiên Diên soạn luận Côn Lặc, Hán dịch là giả danh luận. Nói rằng lân hư trần cũng có 8 vi, nhưng không dính vào nhau. Nếu dính với nhau thì thành, 1, và dù có 8 vi, nhưng không ngại nhau. 6. Ngài Khai Thiện nói rằng vì phân tích vô cùng, nên có phần vị 10 phương, dẫn Thích Luận rằng nếu có cực vi sắc thì có phần vị 10 phương. Nếu không có phần vị 10 phương thì sẽ không gọi là sắc. Thích Luận thật sự là phá nghĩa vi trần, mà lại dẫn chứng lầm giải thích vi trần. 7. Luận Trang Nghiêm nói không có phần vị, 10 phương, rất đồng với nghĩa của số luận ở trước nói. 8. Kiến Sơ nói có phương của lân hư, chỉ có 1 phương, không có 10 phương. Kế là luận Duy Thức nói rằng không có vi trần này. Như cá và người thấy nước, nước có đủ 4 vi.
Ngạ quỷ thấy lửa chỉ có sắc xúc, xúc chạm với sắc. Vì vậy, nên biết không có chất của một phi trần. Pháp sư La Thập đáp Pháp sư Uông Sơn Viễn Sư rằng, Đức Phật không nói có vi trần rất nhỏ, chỉ nói tất cả sắc hoặc thô, hoặc tế đều là khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, với mong muốn cho con người đắc đạo. Do các sư luận nghĩa tự suy luận, bác bỏ rồi nói là có lân hư trần đó thôi. Trong thành lập của ngoại đạo có hai, dù không có khắp, thường, như ba ở trước. Có không khắp, thường, thành lập nghĩa sau. Lại, trên ý cứ ở khắp để bào chữa cho khắp. Ở đây nêu không khắp, nhằm bào chữa cho khắp. Vi trần là người, xuất xứ từ thể, không khắp thường. Vì tướng của quả có, nên nêu tướng để chứng minh có. Cho nên nêu quả để chứng minh nhân, như phẩm trần chép, ngoại đạo nói rằng vi trần không thể nhìn thấy. Ở đây vì chỉ nhìn thấy quả thô của vi trần kia, cho nên nêu quả để làm chứng cho nhân. Chú thích có hai, trước là theo gần, giải thích tướng của quả là có. Phần đầu nêu hai chương môn. Như thấy răng, vân vân, là chương môn giải thích thấy quả, biết nhân. Pháp thế giới trở xuống, là chương môn giải thích thấy nhân, biết quả. Có thể biết hai vi trần trở xuống, lấy thấy quả biết nhân trong hai nghĩa. Hỏi, quả cực vi khởi từ hai trần, sao lại là quả rất thô? Đáp, ngoài thì rất thô, như thế giới. Trong rất thô như thân của trời đại tự tại thiên, cao đến một muôn sáu ngàn do tuần. Cho nên có vi trần hình tròn mà thường giải thích có không khắp, thường của bổn kệ. Vi trần là vì không có phần vị mười phương, nên gọi là tròn. Vì nó rất nhỏ nên không từ nhân sinh, tròn là nói về thể của nó, không có nhân là giải thích về tính chất thường của nó. Nội giáo nói rằng hai vi trần chẳng phải kết hợp tất cả trần, vì quả không tròn, ở đây có năm cách phá. Sở dĩ phá trần là vì tỳ đàm vân vân biết, nhân không, cũng biết, pháp là không, chỉ vì không biết trần là không nên gọi là tiểu trí. Ở đây muốn biết trần, không, tức tất cả pháp, không, hồi tâm tiểu thừa, thể nhập đại thừa, gọi là đại trí. Phẩm tam tuệ trong kinh đại phẩm nói rằng phá hoại tất cả pháp cho đến vi trần, gọi là ma ha bát nhã. Ở đây thứ nhất là dùng quả gạn nhân để phá, mắt nhìn thấy quả của hai trần không tròn, phải biết rằng chẳng phải tất cả thân kết hợp lại, không là tất cả thân kết hợp thì không tròn, hoặc một phần hợp, nếu một phần hợp thì vô thường. Lại, hễ có phần, thì có thể phân tích, không gọi là cực vi. Nếu tất cả thân hợp lại, thì quả lẽ ra tròn. Lại nữa, nếu tất cả thân hợp, thì hai trần cũng đều hoại. Ở trước là nêu quả không tròn, xét nhân không hợp, ở đây. Dù nhân của vi trần kia hợp thì cả hai cũng đồng hoại. Cả hai đồng hoại, nghĩa là phải hoại cả hai vi trần, hòa hợp thành một thể, sau đó, mới tròn. Nếu vậy, thì vi trần là vô thường. Môn trước, phá nghĩa tròn của vi trần kia, văn luận này phá nghĩa, thường, của vi trần kia. Văn này là tu đố lộ. Từ, nếu trần lại hợp, trở xuống, là giải thích của Ngài Thiên Thân. Lại nữa, vì vi trần vô thường, khác với hư không là thường. Không có phần vị mười phương. Nếu vi trần không có phần vị mười phương thì cùng hư không là một. Ở đây đã, khác, với hư không chẳng có mười phương, thì trần có mười phương. Lại nữa, vì sắc, vân vân là khác, ở trước nói sắc khác với hư không. Ở đây nói sắc khác với pháp hữu. Vi trần đã, khác, với hương, vị, vân vân nếu năm trần, mỗi trần đều khác thì trần này có phần vị. Nếu trần kia không có phần vị, thì không khác với năm trần. Tức là một trần. Nếu là một trần thì sẽ mất năm trần. Vì nhiều không có, nên cũng không có một. Lại nữa, pháp có hình, vì có tướng, đây cũng là bổn kệ. Ở trước nói vi trần khác với năm trần. Ở đây nói vi trần là sắc, tất nhiên có vuông, tròn, dài, ngắn. Có vuông, tròn, dài, ngắn, thì là có phần. Nếu không có dài, ngắn, thì không phải sắc. Cách giải thích này đồng với luận trí độ. Nếu có sắc cực vi, thì sẽ có phần vị mười phương. Nếu có phần vị mười phương thì không gọi là cực vi. Nếu không có phần vị mười phương, thì sẽ không gọi là sắc. Ngoại đạo nói rằng có pháp niết bàn thường không có phiền não, vì không khác niết bàn. Phần thứ năm sau cùng, là phá niết bàn. Bốn phần trên nói về, thường, của thế gian. Phần này là, thường, của xuất thế. Vì rằng người thế gian không biết, chỉ người xuất thế mới biết được nghĩa rất ẩn kín, cho nên sau mới phá thường này. Lại niết bàn là pháp rốt ráo, chỗ quy thú cuối cùng của phàm, thánh nên phá sau cùng. Cũng như phẩm đại thừa quán hạnh của trung luận, sau cùng mới phá niết bàn. Lại nữa,
Ngoại đạo nói rằng trong, ngoài dù khác nhau nhưng đồng nói về Niết Bàn. Nếu không có Niết Bàn thì thuộc về tà kiến, cho nên sau cùng mới nói. Giải thích Niết Bàn khác nhau, Trung luận sớ có nêu ra cụ thể. Hỏi, vì sao hai luận chung, bách đều nói về Niết Bàn sau cùng? Đáp, Đức Thích Ca và thân thường ứng hóa vân vân của chư Phật ba đời, đều nói về Niết Bàn sau cùng. Hai luận vì giải thích xuất kinh, nên cũng nói về Niết Bàn sau cùng. Hỏi, hai luận đồng nói về Niết Bàn sau cùng, có khác gì nhau không? Đáp, nói về đại ý thì đồng, nhưng kể về thế chuyển y thì khác nhau. Phẩm thứ nhất của Trung luận có nói rộng, một chương này chỉ nói sơ lược. Trung luận phá bốn câu Niết Bàn về thời gian, ở đây phá chấp về phương diện không gian, mà về đại ý đều phá tà Niết Bàn, bày tỏ tránh Niết Bàn. Chỗ này không khác. Hỏi, hai luận đều bày tỏ tránh Niết Bàn không có khác, lẽ ra không có hai luận khác mới phải. Đáp, chẳng những chỉ hai luận không khác, mà tất cả các kinh đều vì nói Niết Bàn. Tất cả kinh không có nói khác, cũng không khác nhau, vì đạo lý, sở luận, đã là, một, thì giáo, năng luận, không hai. Những gì mà Trung luận sớ chưa nói cùng tận, thì luận này sẽ nói lược cho rõ ràng hơn. Kinh Lăng Già tách ra khỏi nghĩa của ngoại đạo để nói bốn thứ Niết Bàn. 1. Niết Bàn tự thể tướng. Nói về bổn tướng mà có. Bổn tướng này giống như Niết Bàn bổn hữu của Đại Thừa. 2. Niết Bàn, trùng trùng tướng hữu vô, nói Niết Bàn thật có, không có các sự khổ. Thuyết này giống với, hữu, không, và chẳng, không, của thể Niết Bàn trong nghĩa nội giáo. Không, vô sinh tử, bất không lạc thường, lạc, ngã, tịnh. 3. Niết Bàn tự giác, thể hữu vô, nói Niết Bàn này vì có tánh linh trí, nên gọi là có, vì không có các xà, hoặc, nên gọi là không. Thuyết này giống với thuyết của luận thành thật nói về viên trí Niết Bàn của Đại Thừa. 4. Niết Bàn chư ấm tự tướng, đồng tướng đoạn tương tục, nói chứng đắc Niết Bàn, không còn thọ sinh, tử nữa, cho nên nói rằng cắt đứt sự nối tiếp nhau. Đây cũng là nghĩa của Đại, Tiểu Thừa. Hỏi, ngoại đạo chấp sinh tử là Niết Bàn, đó là thuộc kiến nào trong năm kiến? Đáp, là độc đầu kiến thủ, vì không có lạc tịnh, chấp có lạc tịnh. Hỏi, chấp sinh tử là Niết Bàn, đó là mê sinh tử, hay mê Niết Bàn? Đáp, là mê sinh tử, như cho rằng chiếc ghế là con người, là mê chiếc ghế. Hỏi, ngoại đạo chấp vô tưởng, phi tưởng là Niết Bàn, là thuộc ấm nào trong năm ấm ư? Đáp, ngoại đạo kia tu được định vô tưởng, phi tưởng, không còn hơi thở ra vào, tức là, xả thọ, nên chấp xả thọ là Niết Bàn. Người số luận chấp có pháp vô vi riêng là thiện, là thường, ở ngoài vòng sinh tử, bị phiền não che lấp, tu giải, đoạn hoặc, khởi chứng đắc, đắc vô vi, thuộc về hành nhân đó, so với nghĩa Niết Bàn bổn hữu của địa luận sư đại khái là đồng. Hỏi, vì sao người số luận lập Niết Bàn là có? Đáp, 1. Vị đế thứ 3. Nên có. 2. Vì được diệt chi biết, nên có. 3. Được tên vô vi, vì có tướng nên có. 4. Vì vô vi là thường, nên có. Văn luận thành thật đả phá Niết Bàn đó. Kinh của ông nói Nê Hoàn, gọi là vô tướng. Nếu là có, thì phải có tướng. Lại, chiếc áo rách gọi là không có áo, lẽ ra có pháp vô y riêng là có. Luận thành thật cho rằng Niết Bàn của Tiểu Thừa là hoặc sự mê lầm không có chỗ. Không có pháp riêng, không thích hợp ba tánh, vì từ nhân thiện mà được nên gọi là thiện. Người số luận phá rằng, nếu Nê Hoàn là không có, thì lẽ ra không có Nê Hoàn. Đáp rằng chẳng phải không có Nê Hoàn, chỉ là Nê Hoàn là pháp vô. Địa luận nói có bốn thứ Niết Bàn. Tánh tịnh, phương tiện tịnh, viên tịnh, như tịnh. Nhiếp Đại Thừa nói cũng có bốn thứ. Bổn tánh tịnh. Hữu dư, vô dư, vô chú xứ. Như văn của luận ấy nói phá Niết Bàn có hai. 1. Niết Bàn phá, sở đắc. 2. Phá người, năng đắc. Phá Niết Bàn, sở đắc, lại có bốn thứ khác nhau. 1. Phá Niết Bàn không khác với vô phiền não. 2. Phá Niết Bàn là không có nhân phiền não. 3. Phá Niết Bàn là không có quả phiền não. 4. Phá đoạn vô để làm Niết Bàn. Ba chấp đầu trong bốn chấp, là phá hữu dư kia. Thứ tư, là phá vô dư của ngoại đạo. Phần đầu lại có hai. Một trước, là nói Niết Bàn không khác với vô phiền não. Hai phần sau, là nói Niết Bàn khác với vô phiền não, không khác với vô phiền não. Đây là nghĩa của Tiểu Thừa luận thành thật,
khác với vô phiền não, là nghĩa của Tỳ Đàm và là nghĩa của người Đại Thừa. Cho nên trong đây phá bốn thứ Niết Bàn trong, ngoài, Đại Thừa, Tiểu Thừa, tất cả đều cùng tận. Trung luận phá tà Niết Bàn, nêu tránh Niết Bàn, cho nên vừa phá, vừa lấy. Nếu ngoại đạo chấp sinh tử cho là Niết Bàn, thì chỉ phá, không thu nhận. Nếu y cứ trộm được tên Niết Bàn mà không nhận biết nghĩa Niết Bàn, thì nhận danh, không nhận nghĩa. Cho nên vừa phá, vừa thu nhận. Y cứ trong lập có ba trường hợp. Một, nói có Niết Bàn, Niết Bàn là pháp thường xuất thế, ở trên, nêu đời, để bào chữa đời. Ở đây nêu xuất thế, để bào chữa thế gian, nên nói là có. Hai, lại phân biệt khác với người bác bỏ không có Niết Bàn. Cho nên nói có. Ba, bác bỏ ngài để bà chấp tất cả, không. Cho nên nói có. Thường nói về thể của Niết Bàn, không khác với Niết Bàn không có phiền não, là giải thích về nghĩa thường. Có phiền não thì có sinh tử, cho nên vô thường. Nếu không có phiền não, thì không có sinh tử, cho nên gọi là thường, chính là nghĩa của luận thành thật. Nội giáo nói rằng vì tác pháp của Niết Bàn, phá lời nói Niết Bàn của ngoại đạo không khác với không có phiền não. Lúc có phiền não, chưa có, vô phiền não. Vì tu đạo nên dứt trừ phiền não, mới được không có phiền não. Không có phiền não, này xưa, không, nay, có, là pháp khởi tác. Đã xưa, không nay có, bây giờ, có, thì, đã có, trở lại, không. Vì thể là pháp khởi tác, cho nên chẳng phải là pháp thường. Lại nói tác pháp, nghĩa là được đạo đế tạo nên, vì tạo tác, nên gọi tác pháp. Trong giải thích có hai. Một, nói Niết Bàn là pháp tác. Hai, nói không có Niết Bàn. Trước là buông ra để bác bỏ, sau là nắm lấy để bác bỏ. Lời văn dễ hiểu, kế là nói về nghĩa của Tỳ Đàm và luận thành thật. Người Tỳ Đàm nói rằng vốn có thiện, thường, Niết Bàn ngoài sinh tử, phiền não. Vì bị phiền não ngăn che, nên chúng sinh không chứng đắc Niết Bàn. Cho nên không đắm văn này phá. Ở đây, xin hỏi sư luận thành thật, đã lấy không có phiền não làm Niết Bàn, là xưa có nay không, hay là xưa không có, bây giờ không có? Nếu xưa có, giờ đây không thì đồng với số luận. Nếu vốn không có, giờ đây không có, nhân tu đạo đối trị, dứt trừ, hoặc, mà chứng đắc Niết Bàn, thì đồng với pháp khởi tác của ngoại đạo. Ngoại đạo nói vì nhân tạo tác, nên có chấp thứ hai này. Nói Niết Bàn khác với không có phiền não, chưa quán Niết Bàn, sau đó sinh kiến giải, dứt trừ, hoặc, được không có phiền lụy. Như trong nhân phát quán, quán sinh, thì, hoặc diệt, nên gọi là nhân tạo tác. Cũng như hội chân, sinh kiến giải, và người số luận nhân cảnh, phát cảnh của trí, là nhân của vô phiền não. Đây là pháp vốn có của luận thành thật và tánh tịnh của địa luận. Vô vi của người số luận đều là pháp có, vì ở ngoài sinh tử, nên tu giải đoạn, hoặc rồi về sau mới chứng đắc Niết Bàn. Nội giáo nói rằng, năng phá, chẳng phải phá, phá Niết Bàn trên là nhân của không phiền não. Năng phá, nghĩa là nhắc lại nghĩa của ngoại đạo. Ngoại đạo, cho rằng Niết Bàn là nhân không có phiền não. Vì Niết Bàn nên có khả năng được giải thoát, vì Niết Bàn nên năng được ở phá, phá giải thoát không có phiền não. Ba pháp này đều là tên khác, ở đây vì muốn đơn giản hóa, nên gọi là phá. Chẳng phải phá là luận trụ vạn hỏi. Niết Bàn là đối với phá nhân, tức là nhân giải thoát, lẽ ra chẳng phải giải thoát. Nhưng Niết Bàn là tên khác của giải thoát, thì đâu được nói là chẳng phải giải thoát ư. Lại, Niết Bàn là tên quả, giải thoát cũng là tên quả. Ở đây nếu nói Niết Bàn là nhân giải thoát thì sẽ mất đi nghĩa quả, vì lấy quả làm nhân thì gọi là điên đảo. Lại, nếu Niết Bàn là nhân, thì đạo đế tức lẽ ra là quả, cũng là điên đảo. Và trái lại điều nếu Niết Bàn là hay giải thoát thì chẳng phải giải thoát. Cũng như sinh tử ràng buộc, không phải ràng buộc. Chú thích cũng có hai. Một, buông nhân phá. Hai, lại nữa trở xuống, là đoạt nhân phá. Ngoại đạo nói rằng không có quả phiền não, đây là chấp thứ ba, cũng lập Niết Bàn khác với không có phiền não. Gọi là vì dứt, hoặc, mà chứng đắc, nên là quả không có phiền não. Đây là nghĩa, thì hữu, của luận thành thật. Nên sư thành thật dứt trừ hết năm trụ, hoặc, diệt hai sinh tử, sau đó mới chứng đắc đại Niết Bàn, tức nghĩa phương tiện tịnh của địa luận. Vì dứt vọng, nên về sau hiển chân, gọi là quả không có phiền não. Trong chú thích có ba trường hợp. Một, chẳng phải lập ban đầu. Hai, cũng chẳng phải là nhân của không phiền não, trở xuống, không phải lập thứ hai. Ba,
Chính giải thích bổn kệ. Nội giáo nói rằng phương tiện trói buộc, có thể trói buộc, khác với vô dụng này, phá quả không có phiền não ở trên. Trong phá có hai, nhắc lại và phá. Trong phần nhắc lại có hai, trói buộc, có thể trói buộc, là nhắc lại sự ràng buộc. Phương tiện nghĩa là nhắc lại phương tiện cắt đứt ràng buộc. Khác với vô dụng này, nghĩa là phá nội giáo. Ý phá rằng, có phiền não là ràng buộc, không có phiền não là được giải thoát. Cho nên giải thoát này tức là hữu dụng. Nếu niết bàn là quả không có phiền não thì tức là vô dụng. Lại, vì niết bàn chẳng phải phiền não, cho nên dụng không thể ràng buộc. Vì chẳng phải chúng sinh, nên dụng không thể tu đạo. Vì không phải tám chánh, nên dụng không thể đoạn diệt. Vì khác với ba pháp này, nên gọi là vô dụng. Ý chính nói rằng khác với trói buộc, có thể trói buộc, tức niết bàn chẳng phải là sinh tử trói buộc. Vì khác với chánh quán, cho nên niết bàn chẳng phải là dụng giải thoát. Đây đâu phải tà. Trong chú thích có hai. Một, trước túng là quả, nói lỗi vô dụng. Hai, đoạt nói không có phiền não. Đã không có nhân nên niết bàn không gọi là quả không có phiền não. Ngoại đạo nói rằng có niết bàn, nếu không có, thứ tư là lập, đoạn niết bàn vô vi, tức là lập niết bàn vô dư. Ngoại đạo nói rằng vì có thân, chí nên gọi là hoạn. Nếu nguội thân, bạt chí thì đây tức không có hoạn. Pháp sư Tăng Triệu Thành lập nghĩa niết bàn của tiểu thừa nói rằng hoạn lớn không gì bằng có thân. Cho nên tiêu diệt thân để trở về với, không, nhọc tâm không gì trước hơn là có chí. Nên dứt trí để chìm vào hư vô. Nếu vậy, tức là dụng lớn ở trên, đâu được nói rằng lìa ba pháp là vô dụng ư. Lại với ý lập này thật là sâu sắc, nghĩa là giống với nghĩa của ba bộ luận. Người ngoài nói rằng niết bàn của tôi khác hẳn với hai thứ trên, tức là dụng lớn, khác với nghĩa trói buộc, có thể trói buộc, chẳng phải trói buộc, khác với phương tiện, không phải là nghĩa cởi trói. Cho nên chẳng phải trói buộc, chẳng phải cởi trói, không phải vọng, chẳng phải chân. Chẳng phải chúng sinh, chẳng phải Phật, gọi là niết bàn sâu màu, là dụng lớn. Vì sao? Vì chỉ có thể bỏ đi trói buộc, không thể loại dứt cởi trói. Chỉ có thể trừ vọng, không thể dứt chân, đây là chẳng phải dụng. Ở đây, vì có thể hai thứ đều quên nên là dụng lớn. Nội giáo nói rằng chỗ sợ thì đâu có nhiễm, không có thân, không có tâm là cái hầm của sự chết hẳn, chỗ thật đáng sợ hãi. Ngoại đạo các ông vì sao tham, nhiễm? Chính là lời của trách nghĩa niết bàn nguội thân, bạt chí của số luận. Đáp về nghĩa hai thứ quên sau, không có vọng, không có chân, không trói buộc, không cởi mở của ông là tà kiến lớn. Hiện đời cắt đứt điều thiện, đời sau sẽ đọa vào địa ngục, thật đáng sợ hãi, làm sao đắm nhiễm không có ư. Chú thích có hai. Một, phá đoạn không có niết bàn của ngoại đạo. Từ, danh từ niết bàn lìa tất cả mê đắm, trở xuống. Là trình bày sơ lược về chánh niết bàn để phá tà niết bàn. Ở trước là dựa vào duyên để giả phá. Ở đây là đối với duyên để đả phá. Lìa tất cả mê đắm, nghĩa là ngoài không có chấp mắc. Tiêu diệt tất cả nhớ tưởng, là bên trong không có tâm. Tức Pháp Sư Triệu nói rằng bên ngoài không có tâm sở bên trong không có tâm. Tâm và tâm sở kia đã vắng lặng mới gọi là niết bàn. Chẳng phải có, chẳng phải không, nghĩa là chẳng phải cái, có, của ba nhà trên. Chẳng phải cái, không, của nhà thứ tư. Lại, chẳng phải là niết bàn đoạn diệt của tiểu thừa, mà đều niết bàn diệu hữu của đại thừa. Lại nữa, ở ngoài không có tâm sở, ở trong không có tâm, gọi là niết bàn, tức có niết bàn này. Cho nên nói rằng chẳng phải có tức sự chấp mắc, không. Lại nói rằng chẳng phải không, chẳng phải vật, chẳng phải không phải vật, đã nghe chẳng phải có, chẳng phải không, cuối cùng nói là có ở tất cả. Cho nên nói rằng chẳng phải vật, đã nghe chẳng phải vật, liền cho rằng chẳng phải vật, cho nên nói cũng chẳng phải không phải vật. Vì chẳng phải vật, không vật, thì chỗ tâm hành diệt. Thí như đèn tắt, là nói đường ngữ ngôn dứt. Ngoại đạo nói rằng ai chứng đắc niết bàn, từ trên đến đây, là phá, pháp, sở đắc. Ở đây phá, nhân, năng đắc, câu hỏi có hai ý. Một, nêu người năng đắc, để chứng minh bốn pháp sở đắc nói trên. Hai. Hỏi luận chủ về chánh niết bàn, nếu nói rằng niết bàn là ngôn đoạn, tâm vong, thì ai chứng đắc niết bàn? Nội giáo cho rằng không có chứng đắc niết bàn cũng có hai ý. Một, trước phá pháp không có sở đắc, ở đây, phá không có, người, năng đắc, nếu do thần mà chứng đắc, thì tìm thần không từ đâu mà có. Lại, giả thiết cho có thần, thần là thường, khắp, lẽ ra không có chứng đắc. Nếu năm ấm được, tìm năm ấm không từ đâu mà có.
Nếu có năm ấm vô thường, mất, diệt, lẽ ra cũng không được. 2. Nếu đáp người ngoài hỏi luận chủ ai được tránh niết bàn, trên là nói, pháp, sở đắc, dứt của bốn trường hợp. Giờ đây nói, người, năng đắc, ý nghĩa cũng như. Đây là không có, năng đắc, sở đắc, như trung luận nói niết bàn dứt cả bốn trường hợp xong, sau nói Đức Như Lai cũng dứt cả bốn trường hợp. Ở đây cũng. Hỏi, nếu vậy, thì lẽ ra không có chứng đắc niết bàn. Đáp, nếu không thấy, có năng đắc sở đắc, thì chính là đắc niết bàn. Cho nên Pháp Sư Triệu nói rằng hình tượng to, ẩn ở nơi vô hình, nên lấy không thấy để thấy hình tượng đó. Đạo huyền vi vẫn tồn tại ở cõi dứt, cho nên lấy cái không được để được. Như Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, nói không có sở đắc, tức là đắc, thế nên đắc vô sở đắc. Hỏi, vì sao trong văn lại phá thần và năm ấm? Đáp, thông thường nói về đắc, không ngoài, người, và, pháp, do đó, người, pháp, đều phá. Lại, phá, người, là phá sở đắc của ngoại đạo, phá, pháp, là phá sở đắc của người nội giáo. Lại, phá, người, thì nói về thường, bất đắc, phá ấm, thì nói về vô thường, cũng bất đắc. Ở đây nói vì nghe huân tập nên được báo Phật, chứng pháp thân, nghĩa là không ngoài thường, vô thường, vân vân nên đều hiểu rõ văn này là phá. Hỏi, nếu vậy, không phải theo Phật nghe Pháp mà được thành Phật hay sao? Đáp, ở đây nói theo Phật nghe Pháp do huân tập mà được, nghĩa là dứt chấp thường, vô thường, dứt các kiến chấp về năng đắc, sở đắc, báo, pháp, vân vân mới được thành Phật. Phần 3. Phẩm thứ 10, phá không? Phẩm này chẳng những là huyền tông của luận này, mà cũng là cốt lõi của phương đẳng. Lời nói đơn giản mà nghĩa rõ ràng, từ khéo léo mà rất sâu sắc. Dùng lời lẽ này để giải thích chánh thì chánh đều thông suốt. Mượn ngôn từ này để dẹp tà, thì tà đều chịu khuất, có công năng hàng phục thiên ma, phá dẹp ngoại đạo, chiết phục tiểu thừa, bẻ gãy các kiến chấp nguy hiểm. Dựa vào phẩm này để dẹp, hoặc, thì các phiền lụy đều tiêu tan. Áp dụng phẩm này để hành đạo, thì các quán đều soi chiếu. Có khả năng phát tuệ cho người mù, sinh hùng biện cho người nói chậm chạp, là phương châm thiết yếu thật sự điều phục tâm mình. Cũng vừa là phương tuật sáng tỏ của pháp sám trừ hối dứt. Năm tôi còn là sa di, xét tìm về sự ít có này. Sắp tới tuổi 60 luôn giữ vững để làm tấm gương soi tâm. Tôi chỉ ghi sớ những điều rời rạc, nay vẫn còn được đại cương. Về đại ý không đồng, xin lược nói 10 nghĩa. 1. Nếu dựa vào 3 đoạn để phân tích thì phẩm phá thần, nói về chúng sinh không. Từ phẩm phá, 1, về sau song, đến phẩm phá thường, là nói các pháp không. Phẩm này nói bịnh, không, cũng, không. Kinh Tịnh danh lấy 3 môn này làm phương pháp điều phục tâm, nên trình bày sơ lược ở trước. Ngài Đề Bà cũng dùng 3 môn này để làm phương pháp luyện thần, giảng nói rộng về sau. 2. Nếu phân tích 2 đoạn, thì phẩm xả tội phước có 2. Nói về xả tội. Nói về xả phước. Phẩm phá tà cũng có 2. Pháp chấp, hiểu. Phá chấp, không. Từ phẩm phá thần xong, đến phẩm thường. Là phá chấp có. Một phẩm kế này là phá chấp, không, có, không, là gốc của các kiến chấp, ngăn che gốc trung đạo, cho nên phải phá. Một khi gốc rễ của các kiến đã nghiêng ngã, thì trung thật liền hiển bày. 3. Phân tích về chủ thể phá, đối tượng bị phá, thì từ đầu luận đến nay, phá về, sở phá. Ở đây phẩm tiếp theo này phá, năng phá, vì muốn cho, năng, sở, đều diệt, phá, lập đều tiêu tan thì thản nhiên không căn cứ. Sự không mất chân, rỗng rang không ký thác, lý tự lãnh hội u huyền. 4. Nếu dựa vào duyên quán để phân tích, thì từ trên đến đây, nói, duyên, tận cùng ở quán. Ở đây chương này nói quán tận cùng ở duyên. Duyên tận cùng nơi quán, nếu tội, hoặc phước, hoặc pháp, hoặc người, sinh tử, niết bàn, phàm, thánh, giải, hoặc, tìm kiếm đều không từ đâu mà có. Vì tận cùng ở trong quán nên gọi duyên tận cùng ở quán. Quán tận cùng ở duyên, nghĩa là ở duyên đã tận, chánh quán liền dứt. Duyên tận ở quán, đây là không duyên. Quán tận cùng ở duyên, thì chẳng phải quán. Cho nên chẳng phải duyên, chẳng phải quán, không biết phải lấy gì để gọi. Ngượng gọi chánh quán, cũng giả gọi là bát nhã, Phật tánh, pháp thân, nên tùy theo nghĩa mà gọi tên. Như nói bát nhã là một pháp mà Đức Phật nói nhiều thứ tên, tùy theo năng lực của các chúng sinh, mà đặt ra chữ khác nhau. 5. Khách. Chủ nói, từ phẩm phá thần xong, về phẩm phá thường, ngoại đạo lập nghĩa, ngài Đề Bà luận nghĩa.
Phẩm này nói về ngài để bà làm sáng tỏ tông chỉ, còn ngoại đạo thì luận về nghĩa. Ngoại đạo lập nghĩa, ngài để bà luận về nghĩa, thì không có vạn hỏi nào không bị bẻ gãy, đều bị khuất phục. Ngài để bà nói tông chỉ, ngoại đạo luận nghĩa, thì mọi vạn hỏi đều giải đáp thỏa đáng, giải đáp của ngoại đạo đều bế tắc. Vì sao? Vì ngoại đạo chẳng dựa vào, không, để hỏi đáp. Cho nên hỏi không thành hỏi, đáp không thành đáp, luận chủ nương vào, không, mà hỏi, cho nên mọi vạn hỏi đều bẻ gãy. Dựa vào, không, mà đáp, đáp của ngoại đạo đều bế tắc. Dùng phẩm này chỉ bảo cho chúng sinh đời mạt, nói về hỏi đáp của thế gian, còn phải dựa vào, không, huống chi muốn lìa khổ để cầu đạo vắng lặng mà còn chấp mắc cái có ư. 6. Từ trên đến đây, gọi là phá tà. Nay phẩm này gọi là phá chánh. Nhưng vì đối với tà của ngoại đạo, nên có chánh của nội giáo. Vì tà đã không thành được, nên chánh cũng không giữ lại. Như vậy, sinh từ niết bàn, chân, vọng, cho đến lý ngoại, lý nội, có sở đắc, không sở đắc đều giống nhau. Một thời kỳ giáo hóa của Đức Thích Ca cũng, lần đầu tiên từ vườn Nai, theo các ngoại đạo, sau cùng đến Song Lâm, tà đạo của sáu sư đã tiêu tan, chánh pháp của Đức Thích Ca cũng chấm dứt. Ngài Đề Bà cũng vậy, cho nên phẩm trước, phá trừ tà ngoại, này dứt nội chánh. Như thuốc của Hồ Công đã ẩn, tức Hồ Công cũng giấu, về sự cũng thế. 7. Từ trên đến đây, phá riêng các sư, phẩm này phá chung tất cả ngoại đạo. 8. Y theo người để luận, ở trên phá ngoại đạo chấp hữu. Ở đây phá ngoại đạo chấp, không. Ở trên phá Tát Bà Đa, ở đây phá Phương Quảng. Phẩm trước phá nặng về ái, phẩm này phá nặng về chấp. Nên luận trí độ chép, người nặng về ái thì chấp mắc chấp, hữu, người nặng về kiến thì chấp mắc, không. 9. Từ trên đến đây chính là phá ngoại đạo, nay phẩm này gọi là phẩm giải thích phá. Giải thích phá, nghĩa là phá vọng kiến, vì dừng lại về tưởng nước, nên gọi là phá. Thật ra vì không có nước để phá, nên gọi là giải thích phá. 10. Từ trên đến đây là chính phá, nay phẩm này ở đây gọi là phân biệt phá. Vì sao? Vì 96 thứ ngoại đạo cũng phá lẫn nhau, 500 luận sư của tiểu thừa cũng phá lẫn nhau, cho đến người đại thừa có sở đắc cũng phá lẫn nhau, mà người có trí lực mạnh thì hơn, còn kẻ trí lực yếu kém thì thua thiệt. Ở đây, Ngài Đề Bà cũng phá ngoại đạo, nhưng khác với các sư kia. Các sư đều với tâm có, sở đắc, nói có, sở trụ. Cho nên, phá họ, Ngài Đề Bà nói tâm không có, sở y, lời nói không có, sở trụ. Cho nên chẳng phải phá. Không phá, chỉ vì vọng cho rằng điều mà họ mong cầu không từ đâu mà có. Cho nên, nói là phá. Thật ra thì do không có gì để phá, nên khác với các sư kia. Vào niên hiệu đại nghiệp năm thứ tư, vì đối với ba hạng luận sư ở Trường An. Đó là ba luận sư nhiếp luận, thập địa, địa trì, nói về lý hai vô ngã và ba vô tánh để làm đại tông của luận. Ở đây lập phẩm này, chính là vì phá các pháp đó. Nên gọi là phẩm phá hai vô ngã và phẩm phá ba vô tánh. Làm sao biết, vì phẩm phá thần, nói về lý nhân vô ngã. Phá một trở xuống, là nói về lý pháp vô ngã xong. Ở đây nói phá, không tức là phá người không, pháp không, đâu chẳng phải phá lý hai vô ngã hay sao. Đây là ngài Đề Bà tự ý phá như vậy, đừng đổ lỗi cho người giảng. Nói phẩm phá lý ba vô tánh, ông lấy sinh tử, trần, thức vân vân làm hai tánh phân biệt và y tha. Cho niết bàn là tánh chân thật. Ở trên phá cả ba tánh này rồi. Ở đây lại phá, không, đâu không phải là phá ba vô tánh ư. Cũng là luận chủ tự nói, chẳng phải tôi tạo ra một cách ngang trái. Hỏi, hai vô ngã và ba vô tánh đều phá, là muốn nói vật gì? Đáp, đạo há là ngã, tánh, vô tánh. Năm trường điểm như thế tự có thể hiểu. Lại. Sở dĩ nêu lên ý của phẩm này chẳng những kết thành ý nguyện xuất thế trong một thời kỳ của Ngài Đề Bà, mà còn kết luận giải thích về ý xuất thế của Tổ Long Thọ. Bởi vì người giảng nói bốn luận của Tổ Long Thọ, không hiểu ý luận. Cho nên sau khi Ngài Đề Bà phá ngoại đạo xong, lại soạn luận này để nói về ý Ngài Long Thọ ra đời là để đả phá. Đã nêu ý xuất thế của Ngài Đề Bà và ý của Tổ Long Thọ, và giải thích một thời kỳ của Đức Thích Ca cùng đại ý của chư Phật ba đời mười phương là như thế. Nếu đại ý của phẩm này là chính là nói về nghĩa giải, hoặc tất cả người đại, tiểu thừa đều nói là dùng, không, để giải thích, dứt, hoặc tức là, sở phá, giải là, năng phá, cho nên vô ngại, chính là đoạn giải thoát. Chứng phá lại vô ngại, chính là phá giải thoát,
ngăn phá, cho đến nói là chí Phật dứt chướng. Cho nên ở đây lập phẩm này để nói không lập, không phá, tức là nói không có, hoặc, để dứt, không có kiến giải nào để phá, cho nên nói một phẩm này. Lại nữa, phân biệt các kinh phương đẳng, để nói về ý nghĩa sám hối. Người thế gian đều nói rằng từ vô thủy đến nay, đã tạo ra các tội, giờ đây muốn sám hối, tức tội là, sở phá, sám hối là năng phá. Người sám hối như vậy gọi là sám hối tội lỗi. Làm sao biết, vì hễ có, năng phá, sở phá, thì đã là ngoại đạo rồi. Nhưng ở đây lại nói rằng có sám hối là năng phá, tội là để phá, đâu chẳng phải ngoại đạo ư. Lời này đúng ra có thể là lời người chứng nhập chân lý nói. Xưa, Đại sư Sơn Trung nói rằng, bước ra khỏi giảng đường, không chấp nhận lời nói của người. Ý chính là ở đây, nhưng e rằng người nghe rồi khởi niệm ngờ vực, chê bai. Lại, mục đích của phẩm này là vì muốn giải thích về nghĩa bản tánh thanh tịnh không sinh diệt của các kinh đại thừa. Nói bất sinh nghĩa là vốn không có, nhân, sinh, vốn không có, pháp, sinh, thì đâu có lập. Hoàn toàn không có diệt thì đâu có, sở phá. Cho nên không lập, không phá, tức là nghĩa bất sinh, bất diệt. Lại giải thích các kinh phương đẳng, không dứt trừ phiền não, cũng không đi chung vì không lập, cho nên không đi chung, vì không có, sở phá, nên không dứt trừ. Với tất cả nghĩa như thế, so sánh có thể biết. Xưa kia, ở Giang Tả, các tạng tôi đã tự trình bày phẩm này gồm có 17 điều. Nay vì tuổi già hay quên, nên lược nói một vài điều. Nói phẩm phá không gồm có hai nghĩa. Một, các ngoại đạo vân vân chấp muôn hóa là, có, trên đã tìm chúng không từ đâu mà có, cho nên, người, pháp, đều là không, tức là rơi vào chấp, không. Ở đây phá người ngoài, chấp ngang trái cho là, không, nên gọi là phá, không. Kinh Niết Bàn chép, chúng sinh khởi chấp gồm có hai thứ, đoạn và thường. Lại nói rằng chủ yếu là nhân đoạn, thường. Sở dĩ như thế là vì phải do thường khởi chấp, đoạn, do đoạn, mà khởi, thường kiến. 2. Ở phẩm đầu, luận chủ đã nói dựa vào phước để xả tội, dựa vào, không, để xả phước. Từ phá thần xong, là phá thường, tìm, người, pháp, không từ đâu mà có, là giải thích thành nghĩa, không. Nghĩa, không, đã thành, xả phước liền hiển hiện. Nếu ngoại đạo lợi căn thì từ, không môn, này liền nhập chánh đạo. Nhưng người độn căn lại chấp mắc, không, thì, không, chẳng phải môn. Nay phẩm này phá trừ, không, này, vì muốn cho chúng sinh được ngộ nhập, nên nói rằng phá, không. Hỏi, không, là pháp vô thì cái gì là, sở phá. Vì vậy nên ngoại đạo của ngài Kỳ Bà rằng ví như người ngu muốn phá hư không, chỉ luống nhọc công vô ích. Ở đây vì sao nói là phá, không, ư? Đáp, vì phá bệnh chấp, không, của ngoại đạo kia, nên nói là phá, không, thật ra chẳng có cái, không, nào để phá. Hỏi, nếu vậy, thì phải nói rằng phẩm phá bệnh, chứ không nên nói rằng phẩm phá, không. Đáp bệnh là, năng chấp, không, là, sở chấp. Nếu nói là phẩm phá bệnh thì 10 phẩm đều là phá bệnh. Ở đây dùng cái, không, sở chấp để chỉ rõ bệnh, năng chấp, cho nên nói là phẩm phá không. Hỏi, trước kia, luận chủ đã phá cái có của người ngoài. Người ngoài đã chịu khuất phục, nay phẩm này, ngoại đạo lại bắt bẻ cái, không, của ngài để bà. Vậy ngài sẽ giải thích ra sao? Đáp, người ngoài có cái hữu để phá, thế nên họ chịu khuất phục. Luận chủ chẳng có cái, không, để trách, cho nên thản nhiên. Hỏi, phẩm này chỉ phá, không, hay cũng phá của 4 trường hợp? Đáp, không có 4 trường hợp đều phá, nhưng đối với 8 phẩm trước phá, hữu, nên phẩm này nói về phá, không. Lại, có, không, hữu, có, hữu, vừa, không, vừa, hữu, chẳng phải, không, chẳng phải, hữu, đều gọi là hữu. Không có 4 trường hợp này mới gọi là không. Soạn ra phá, không của luận này tức 4 trường hợp nội giáo, ngoại đạo đều phá. Hỏi, nếu 4 trường hợp nội, ngoại đều phá thì lẽ ra không có sự chỉ bày. Đáp phá các kiến chấp của nội, ngoại đạo này, tức là thể ngộ thật tướng của các pháp, tức là chỉ bày. Hỏi, nếu vậy, chỉ bày thật tướng, lẽ ra không chỉ bày giáo môn. Đáp giáo vốn giảng nói về lý, đã được thấy mặt trăng, thì đâu cần ngón tay. Hỏi, nếu vậy, thì về sau, lẽ ra không nói hai đế. Đáp, nếu liễu ngộ, thì cũng không cần hai đế. Lại, từ trên đến đây đã phá 4 trường hợp của ngoại đạo không sót, sự che lấp bắt đầu loại trừ, mới được chỉ bày nói về hai đế.
Phẩm chia làm hai. Một, phá cái, không, đoạn diệt của ngoại đạo. Hai, chỉ bày trung đạo của hai đế, kết luận chỉ quy. Sở dĩ có hai phần này là vì từ trên đến đây, là phá bịnh, hữu, của ngoại đạo. Nay phẩm này kế là phá bịnh, không, nhưng tưởng này cho rằng vì, không, hữu, ngăn che hai đế của Phật, nên phải phá sự che lấp trước, mới được chỉ bày, hai đế. Lại, ở trước đã phá, không, hữu, nói phi không, phi hữu, tức là nghĩa trung thật. Do chẳng phải, không, chẳng phải, hữu, sau đó mới được giả nói, không, hữu. Giả gọi, không, hữu, này là vì muốn chỉ rõ đạo bất nhị phi không, phi hữu, nên nói hai đế trung đạo. Lại, ở trước phá, không, hữu, người ngoài liền khởi đoạn kiến. Nên kế là nói hai đế để tiếp nối đoạn tâm. Lại, ở trước nói bốn trường hợp như, không, hữu, vân vân rốt ráo không thật có, tức là bậc nghĩa đế nhất. Kế là nói hữu của vô, sở hữu, gọi là thế đế. Cho nên Đức Như Lai y theo hai đế để nói pháp. Luận chủ học Phật, cũng y cứ hai đế. Nếu lìa hai đế mà nói ra điều gì đều là huống dối. Cho nên trước nói đệ nhất nghĩa đế, sau nói thế đế, chỉ nên xét kỹ văn, đừng tin vào lời người, nhưng tổng quát một bộ luận, có năm tiết ý. Từ trên đến đây, là phá, sở lập, của ngoại đạo, đó là một tiết ý. Phần đầu của phẩm, là phá tiết thứ hai, kế là phá pháp người khác, nên ông là người phá, trở xuống, nói không thành, không phá, là ý của tiết thứ ba. Kế, nên có các pháp, vì đối đãi nhau có, trở xuống, phá ngoại cho là nội, cuối cùng có cái tồn tại, là ý của tiết thứ tư. Kế, nếu là không thì không nên có thuyết, trở xuống, ngoại đạo mất ở đoạn, nhận biết hai đế, là ý của tiết thứ năm. Năm tiết này chẳng những là luận này áp dụng, mà còn quan sát bốn oai nghi động, tịnh, đối tượng của sáu căn trong tất cả Phật Pháp, đều phải dùng đến. Sở dĩ có năm tiết này là vì phải tinh tế, cẩn mật mà nhận lấy, mới xa lìa được tướng ngại vi tế của Bồ Tát. Vừa khởi một mảy may kiến chấp về, người, Pháp, sinh tử, niết bàn, vân vân thì tâm hành ngoại đạo, gọi là ngoại đạo, tức là lập. Từ trên đến đây, vì luận đã phá lập như cho nên gọi là phá lập, tức ý của tiết đầu. Kế cho rằng có một vô sinh chánh quán là phá sở lập từ trên đến đây. Nói sở lập từ trên đến đây là, sở phá. Vô sinh chánh quán là, năng phá. Khởi lên tư tưởng này mà nói thì rơi vào kiến chấp, năng, sở, tâm phá, lập khởi lên cho nên tiết thứ hai, nói vốn không hề sinh tử, niết bàn vân vân là, sở phá. Cũng chưa hề có vô sinh chánh quán là, năng phá. Vì, năng phá, sở phá, đã vượt ngoài cái gọi là tình cho nên có ý của tiết thứ hai. Người ngoài lại cho rằng nếu không có sinh tử, niết bàn là, sở phá, thì cũng không có, vô sinh chánh quán, là năng phá. Đây là không có chánh, không có tà, không có nội, không có ngoại. Phá diệt tất cả pháp, là người đại tà kiến. Chính vì vậy, nên nói các pháp vốn không hề thành thì đâu được nói về đến phá. Ông ngang bướng cho rằng thành, ngang bướng cho là phá, để đổ lỗi cho nội pháp, thì trái lại ông là người phá pháp. Đó là lý do có tiết thứ ba ý không thành, không đả phá. Người ngoài lại cho rằng nếu nói là đều không có thành và phá thì sao lại có thể không có vạn hỏi nào không thông suốt, không có sự thông suốt nào không vạn hỏi. Đã không có vạn hỏi nào không thông suốt, không có sự thông suốt nào không vạn hỏi, thì phải có một phương cách màu nhiệm, thì chung quy vẫn có cái tồn tại. Hoàn toàn không có một pháp nào không tồn tại, sao lại có một pháp có thể tồn tại ư? Cho nên có thêm ý của tiết thứ tư. Ngoại đạo lại nói rằng nếu nói không được, có, một mảy may tồn tại, lại chẳng được, không, một mảy may được tồn tại, thì chư Phật ba đời làm sao nói 12 bộ kinh, 8 môn pháp tạng để giáo hóa con người ư? Cho nên kế là nói dù chẳng hề, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không có, vì chúng sinh nên tùy theo thế tục mà nói, nên có tiết thứ năm, nói về hai đế. Theo trong ý của năm tiết, tiết đầu thuộc về 9 phẩm trước. Tiết thứ năm thuộc về đoạn thứ hai trong phẩm này. Ba tiết còn lại, ở trong đoạn ban đầu, tức là ba ý. Luận này vốn là cựu nghĩa của Trường An. Xưa ở Giang Tả thường nói rằng, quan hà truyền thừa nhau muộn màng, người có sở đắc không học luận này, vì thường chấp mắc nhau. Ở đây, vì đối trị bệnh này, cũng lập ra 4 tiết để sinh khởi. Tiết thứ nhất chính là phá hai vô ngã và ba vô tánh. Tiết thứ hai, người ngoài liền nói rằng phẩm, không, thì trước phá ba tánh, phẩm, không, phá ba vô tánh. Nếu ba tánh, ba vô tánh, hai ngã,
tất cả đều phá, thì đây là người phá pháp và người diệt Phật pháp. Cho nên đáp rằng, ông thấy có pháp thành và pháp phá, pháp sinh với pháp diệt. Vậy chính ông mới là người pháp phá. Ta không hề nói pháp thành, cũng không pháp phá, vì không hề sinh pháp, cũng không diệt pháp, nên ta chẳng phải là người phá pháp. Tiết thứ ba nói rằng, nếu ông nói là tôi có thành, phá và sinh diệt, thì nghĩa của tôi là sai. Ông không có thành, phá và sinh diệt, thì nghĩa của ông là đúng, thì cuối cùng, có sở đắc, sở y, sao lại nói là không có y, không có đắc? Cho nên, đáp rằng, ông tự cho rằng ta có sở y, sở đắc. Ta chưa hề có mảy may pháp nào có thể y, có thể đắc. Tiết thứ tư nói rằng, nếu không có sở y, sở đắc, không y, không đắc, thì vì sao kinh nói từ pháp thân có ra 12 bộ kinh, 8 muôn pháp tạng, giáo hóa chúng sinh, tập nhân thành Phật? Cho nên đáp về rằng, đó là Đức Phật tùy thế tục mà nói, thật ra chí đạo không hề có một lời, huống là có 8 muôn pháp tạng. Kinh Tương Pháp Quyết Nghi nói từ lúc mới thành đạo, cho đến Niết Bàn, ta không hề nói một câu, cũng không hóa độ một người, mà chúng sinh tự thấy tu nói pháp độ người mà thôi. Đây là dùng cựu nghĩa của Trường An để đáp muộn mà người của Nhiếp Luận Sư. Ý cứ hai lần hỏi đáp đầu tiên để nói phá đối với phá, tức là gồm hai ý. Một, phá người ngoài cho rằng, luận chủ đã dùng, không, để phá, hữu, cho nên phá ngoại, phá, không. Hai, kế là hỏi đáp phá, người ngoài rằng, luận chủ đã dùng, hữu, để phá các pháp, nói rằng không có phá này. Lại lần hỏi đáp đầu để phá, ngoại đạo rằng, nội giáo dùng ý cứ duyên giả để phá. Kế là hỏi đáp phá ngoại đạo rằng, nội giáo dùng đối duyên để giả phá. Lại lần hỏi đáp phá ngoại đạo lúc đầu, rằng nội giáo dùng chánh để phá tà. Lần hỏi đáp phá, ngoại đạo rằng, nội giáo mượn tà để phá tà, nay nói tất cả, năng phá, sở phá, đều không ngoài ba cặp này, nay nói thật sự không hề có, sở phá, này, cũng không hề có, năng phá, này. Lần đầu, trước hỏi kế là đáp, hỏi có hai ý, ngoại đạo nói rằng lẽ ra có các pháp, phá có. Đây là ý cư hữu môn để phá năng phá, gồm có năm nghĩa. Một, đã có, năng phá, thì có, sở phá. Cho nên tất cả pháp có, chẳng nên nói không. Hai, ông có, năng phá, ta có, sở phá, cả hai đều là có, sở phá của ta, đã bị, năng phá của ông. Phá, năng phá của ông cũng bị phá. Nếu vậy, thì ngài Đề Bà và mọi người không khác nhau, sao lại cho rằng ngoại đạo là, sở phá, còn nội giáo là, năng phá. 3. Năng phá, sở phá, cả hai đều là, có, vì vậy nếu dùng năng phá sở, thì cũng lẽ ra dùng sở để phá năng, thì nội giáo là sở phá, ngoại đạo là năng phá. 4. Năng phá, sở phá, cả hai đều là, có, nên đều là, sở phá, thì sẽ không có, năng phá. Đã không có, năng phá, thì không có, sở phá, nếu vậy thì không có năng, không có sở, đâu có co vào duỗi ra. 5. Nếu năng sở đều có thì giả dối lập ra ba không, nghĩa xả phước hư hoại. Nếu xả phước hư hoại, thì tất cả đều không thành. Nếu không thì phá pháp hữu khác, kế là y cư môn, không, để phá, năng phá, cũng có năm nghĩa. Nếu không có, năng phá, thì dùng cái gì để phá, ngã, đã không có, năng phá, thì nghĩa, ngã, lại thành. Nếu không có, năng phá, thì có, không, đối nhau. Đối đãi với không có, năng, thì tức là có sở. Nếu không có năng phá thì ngã sẽ có sở phá, ngã đã có sở phá thì ngã là có kiến chấp. Ông không có năng phá, tất nhiên ông chấp, không, thì ta là Tát Vê, ông là Phương Quảng, nếu cả hai đều có lỗi. Ta có sở phá thì không mất nhân quả, ông không có năng phá, thì không có tội phước, thế nên thả khởi thân kiến, chứ không nếu chấp không một cách sai lầm, không do chấp này mà rơi vào đường ác. Cho nên nghĩa của chấp có, thì nhẹ, mà lỗi chấp, không, rất nặng. Nếu không có năng phá, thì cũng sẽ không có năng thân, làm sao ông lập ba bộ luận, muốn chỉ bày chánh giáo ư. Nội giáo nói rằng phá như để phá, là đáp lại vạn hỏi, có, không, ở trên. Nay không tạo tác thì đáp mà không đáp, nếu chấp có đáp thì lại dính mắc nạn, có kia. Nếu chấp đáp là, không, thì lại chấp mắc vào vạn hỏi, không kia. Cũng không đáp chẳng phải có, không. Vì rơi vào biện luận ngu si, lại vì căn độn, cũng không mặc nhiên đáp, vì người ngoài hễ thấy im lặng, thì cho là không có đáp. Này đáp, nghĩa là ngược lại người ngoài. Từ trên đến đây, ông chấp lập, ở đây thấy có phá, cho nên bỏ cái phá, lập lại người ngoài. Ở đây nói như, có hai thứ như, chấp như, phá như.
Chấp như, ở trên ông chấp để phá, giờ đây chấp năng phá. Phá như, nghĩa là trên y cứ ông tìm kiếm, để phá, không từ đâu mà có. Ở đây y cứ ông tìm, năng phá, cũng không thật có. Lại, lỗi ở đây nhiều hơn lỗi ở trước kia ông chấp, có, để phá, ta y cứ ông tìm kiếm không từ đâu mà có. Này ông chấp, năng phá, là ông tự dùng, có, không, để phá. Vì vậy nên, năng phá, này tự là không có thì không cần phá của ta. Lại, ông dùng, có, không, chính là phá nhà thành, năng phá, không hỏi ta. Ta lập, năng phá, có thể chấp nhận câu hỏi của ông. Vì ta không lập, năng phá, nên không chấp nhận câu hỏi của ông. Như trong thập nhị môn quyền cấu trách nói. Lại ông hỏi là có, năng phá, hay không? Này đem, có, không để, hỏi lại ông có sở phá hay không? Nếu có sở phá, thì vì sao ở trên tìm không từ đâu mà có? Nếu không có sở phá, thì chỉ có ông là sở phá. Sở phá đã không thì đâu hỏi về năng phá. Lại nếu năng phá là có thì lại là ông, có, nếu năng phá không thì ông lại là, không. Ông có sở phá đã bị phá, năng phá là, có, lại là sở phá, thì ông không có năng phá, cũng không có sở phá, là hỏi cái gì ư? Lại, từ trên đến đây, thật là bất thành, ở đây đâu có phá. Ông vốn không thành, ta đâu hề phá. Này bỗng nhiên ông hỏi, có, không, của năng phá. Như người ta nói ông lấy sừng thỏ làm dao để cắt dứt sừng ngựa của tôi, đã mất sừng thỏ, nay ông hỏi han, tìm kiếm sừng ngựa. Lại phá như để phá, nếu năng phá, hữu như để phá có. Nếu là năng phá không thì như để phá, không. Năm môn này, đều như để phá. Lại, phá như để phá, nghĩa là ông chấp có, phá, để phá, đều là chấp của ông thì đều là để phá. Cho nên nói rằng phá như để phá. Lại, vốn có vật, sao mới nói về phá, để phá. Không hề có vật thì nói cái gì để phá. Như hoa đốm trong hư không thì nói vật gì phá để phá ư. Hỏi, là pháp, vô để phá nhưng ông phá bịnh thì phải là bị bịnh mới phá được. Là không có nước để phá, mà dừng ở tường nước thì lẽ ra có phá. Đáp, ông nói tường nước là không có tường nước là có nên mới đặt ra câu hỏi này. Chỉ vì tường nước của ông trở lại như nước tường, thì nói phá cái gì để phá. Chú thích có hai. Một, nêu lên tình của ngoại đạo. Hai, đáp vặn hỏi của ngoại đạo. Vì ông chấp trước ở phá, nghĩa là nói về người ngoài. Từ đến đây, thật, không, để phá, mà chấp để phá. Cũng thật không thể phá, nay lại chấp trước phá, tức là độn căn tội nặng. Lại, giải thích, nói ngoại đạo có bốn si. Một, không có lập, cho là lập. Hai, phẩm này không có phá mà cho là phá. Ba, hai người lại đem hai phá, có, không, muốn phá cái phá này. Bốn, ba si này đều là ngoại đạo tự nói mà nay lại đặt trên luận chủ, đây là bốn si. Bốn si này, đều đáp ngược lại. Kế là ngài thiên thân lại dùng hai vặn hỏi của ngoại đạo, tức là luận chủ đáp cả hai. Đây là không đụng đến thước binh, tắc dao, mà khiến cho quân của ngoại đạo, đất phải tan vỡ như ngói gạch, là ở văn chú thi chia tại. Vì có pháp, vô nên muốn phá là phá, nói người ngoài tự chấp, có phá. Lại tự đem, có, không, lại phá lối phá của ngoại đạo. Đây là sự sai lầm trong sai lầm, khởi ngược ngạo trong ngược ngạo. Là hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Ông không biết ư, trở xuống, là thứ hai, đáp vặn hỏi của ngoại đạo. Từ đầu đến cuối, có sáu ý chuyển. Một, nếu có, năng phá, để đáp, là nói về nghĩa phá đã thành thì tất cả đều không. Vì sao? Vì đã gọi là phá, thì, năng phá, sở phá, tất cả đều không, vì phá là tên khác của không. Hai, phá này nếu có là câu thứ hai. Người ngoài liền nói, nếu phá mà thành, tức là đã có cái phá này thì sẽ chấp mắc ta có vặn hỏi, cho nên ở đây nói. Ba, phá này nếu có thì đã rơi vào, để phá, sao lại hỏi có ư? Nếu phá này là không, là ý thứ ba, người ngoài liền nói rằng nếu, năng phá, đã rơi vào, để phá thì không có khả năng phá, sẽ chấp là ta không vặn hỏi. Cho nên nay nói, năng phá đã không thì sở phá cũng không, cho nên không có ngoại đạo. Không có nội giáo, thì ai muốn vặn hỏi. 4. Câu, như nói không có cái đầu thứ hai, là ý thứ tư. Người ngoài nói nếu nói, năng phá, sở phá, đều, không, thì vì sao từ trên đến đây ông đã phá thần ngã của tôi, cho đến phá pháp của tôi. Đã phá người và pháp của tôi, thì
thì biết có, người, pháp, để phá, tức là có, năng phá, sao ông lại nói tướng phá và để phá đều là, không, cho nên ở đây nói. 5. Như nói không có cái đầu thứ hai, vì không dùng phá, nên bèn nói là có đầu. Cái đầu thứ hai xưa nay tự là, không, thần và pháp của ông cũng thế. Vì không do phá nên liền có thần, pháp thần pháp xưa nay là không. Đã xưa nay không có, giờ phá, thì đâu có, năng phá. Như người nói không, là ý thứ năm. Người ngoài nói nếu cái đầu thứ hai xưa nay là không, thì, năng phá, cũng xưa nay là không. Nếu vậy thì không nên nói là, không. Ở đây lại nói, không, tức có cái, không, của năng, không, do không có vật ở trước. Nếu vậy, thì có các pháp có thể, không, lại có cái, không, của năng, không. Cho nên có, năng phá, để phá. Vì thế nay nói, như người nói, không, đây là thật, không, vì không có, năng, không có, sở, nên gọi là, không. Chẳng phải dùng một cái, không, để, không, vật ở trước. 6. Phá và có thể phá cũng như thế, là thứ 6, trung đáp, kết hợp với nghĩa trên. Ngoại đạo nói nên có các pháp, vì chấp có đây và kia. Từ trên đến đây, một lần phá, người ngoài cho rằng luận chủ dùng, không, để phá, hữu. Phần thứ hai này là phá người ngoài cho rằng ngài luận chủ dùng, có, để phá, có. Trước hỏi, kế đáp, phần hỏi có hai. Lẽ ra có các pháp, đây là lập, sở phá. Vì chấp đây kia, nên lập, năng phá. Ta cho rằng ông dùng, không, phá, hữu. Ông bèn nói là chẳng có cái, không, vì từ trên đến đây, dùng, có, để phá, có. Lại, ta nói là ông đã dùng nghĩa của ông để phá ta. Ông vội nói không có nghĩa của ông để phá ta. Nếu vậy, thì lẽ ra lại dùng nghĩa của ta để phá nghĩa của ta. Như thế, có sở đắc, không có sở đắc, nội giáo, ngoại đạo, vân vân cũng giống như thế. Lại có hai cách phá. Một, tựa duyên giả, nghĩa là ý cứ ngoại đạo tìm kiếm ngoại không từ đâu mà có, tức lần hỏi đáp đầu tiên. Hai, đối duyên giả, tức văn luận này là đúng. Hỏi, vì sao không nói là chấp, một, phá. Khác, chấp, khác, phá, một, mà nói là chấp đây, kia ư. Đáp, vì lời nói, một khác, vẫn còn hạn chế, nói kia, đây thì mang tính cách bao gồm. Chẳng hạn, đây là thường, kia vô thường, đây là sinh tử, kia là niết bàn. Như thế là bao gồm tất cả. Trong chú thích, chỉ nói chấp riêng, một khác, vì, một khác, là đại tông của ngoại đạo kia. Nội giáo nói, một, không phải sở chấp đối tượng chấp khác cũng. Phẩm trước, nói chẳng lấy, không, để phá, hữu, mà ông tự cho là, không. Phẩm này chẳng lấy, có, để phá, có, cũng xuất xứ từ ông cho là tình. Phẩm trên không dùng tránh để phá tà, phẩm này không dùng tà để phá tà. Lại, ta ý cứ ở chỗ ông tìm kiếm, một, khác, không được, thì chấp cái gì? Lại, nếu ta chấp, một, thì đồng với tăng khư, còn chấp, khác, thì đồng với vệ thế, và chấp, vừa một vừa khác, lại đồng với lạc sa bà. Chấp, không phải một không phải khác, thì đồng với nhã đệ tử, vì chẳng phải là bốn sư, nên không có, sở chấp. Hơn nữa, ngài đề bà vì không đồng với bốn sư, nên nói là, không phải một, vì không khác với bốn sư, nên nói là, không phải khác. Tìm bốn sư được, thì có thể nói là, đồng, khác. Nhưng vì tìm không từ đâu mà có, thì làm sao nói là, đồng, với, khác. Lại, vốn không phải, một, khác, do luống dối thấy là, một, khác. Từ trên đến đây, ta vì muốn ngưng ngay vọng tình, nên mượn vọng để phá vọng, thật ra không có luống dối nào để mượn, cũng không có luống dối nào để phá. Hỏi, nếu nói mượn luống dối để phá luống dối, thì ai là người mượn vọng? Nếu có năng dùng, thì phải có bị dùng. Đáp, nếu đặt ra câu hỏi này, thì nên nói rằng năng dùng cũng như sở dùng, vì ông cho rằng nghĩa của ông là bị dùng, cho rằng ta là năng dùng, là đều xuất phát từ cái mà ông gọi là tình, ta không hề có năng dùng. Hỏi, nếu vậy thì ở trên đâu được nói là mượn? Đáp, tâm sinh ở có tâm, hình tượng hiện ra ở chỗ có hình tượng. Mượn thấy ở chỗ có dùng. Chú thích được có hai, trước giải thích về nội giáo thông suốt. Một, lại nữa trở xuống, là giáo lập ra vặn hỏi. Nếu có người nói ông không có, sở chấp, nghĩa là giả thiết có người chứng minh người khác không có chấp. Ta chấp pháp, một khác, nghĩa là người ngoại đạo kia tự lập, một khác. Nếu có câu hỏi này thì nên phá như thế, nghĩa là nên dùng, một, khác, để phá người chấp có. Đây là ý muốn nói luận chủ không chấp, một khác,
vì vậy không nên dùng một khác để vặn hỏi luận chủ. Nếu người khác chấp một khác thì có thể dùng một khác để phá họ. Lại giải thích, nếu có người nói ông không có chấp, tôi chấp một khác là giả thiết giả đặt ra. Ngoại đạo hỏi nội giáo rằng, ông có chấp không? Tôi không có chấp. Tôi e rằng ông chấp pháp phá, ngã. Nếu ông không chấp, ngã, mà tự chấp, một, khác, thì đâu sợ ông phá ngã ư? Nếu có ai hỏi như trên, thì nên phá như thế, là nội giáo đáp ngoại đạo. Dù ta không chấp, nhưng chẳng phải không mượn, một, khác, để phá ông. Ông đâu được không sợ. Ngoại đạo nói, vì phá pháp của người khác, nên ông là người phá pháp. Từ trên đến đây, thứ nhất, là phá người ngoài cho rằng có năng phá. Hai, đây là thứ hai, phá người ngoài cho rằng luận chủ là người phá pháp. Ý hỏi rằng từ biện luận đầu tiên đến nay, là phá về sở phá. Hai lần đầu của phẩm, lại phá về, năng phá. Đây là phá năng, phá sở. Pháp xúc ở đây là không, phá pháp không có đạo, nên là người phá pháp. Lại, thế thì trước phá, sở phá, là nói không có nghĩa tà giáo ngoại đạo. Từ đầu phẩm, về sau là phá về, năng phá, là phá nghĩa chánh của nội giáo. Hoặc tà đạo, hoặc chánh đạo, có sở đắc, không có sở đắc, tất cả đều phá, nên gọi là người tội phá pháp. Nội giáo nói ông là người phá pháp, đủ chứng tỏ rằng như vì trong tâm ta không có phá để phá, cho nên chẳng phải là người phá. Còn ông vì chấp có phá, nên ông là người phá. Lại, ông tự đặt ra chấp này để phá thật tướng. Nếu phá thật tướng thì tam bảo, bốn đế, tất cả đều phá. Vì vậy, ông là người phá. Ta không có chấp, vì tương ưng với thật tướng, cho nên không phá thật tướng, thì vì tất cả không phá, nên chẳng phải là người phá. Lại vì ông muốn tự thành để phá người khác, nên là người phá, còn ta không tự thành, và lại vì không phá ông, nên ta không phải là người phá pháp. Về nghĩa của ông vốn đã thành, có thể nói là ta phá, gọi là người phá pháp. Nếu nghĩa của ông vốn không thành thì ông không thành, nên ông là người phá pháp. Lại nữa, các pháp chẳng có phá, không phá, mà là vì ông tự thấy có phá, không phá, cho nên ông là người phá, ta không thấy phá, không phá, cũng chẳng phải vì thấy, không thấy, nên chẳng phải người phá. Ngoại đạo nói vì phá pháp của người, nên pháp của mình được thành ở trên luận chủ có nói rằng thành mình, phá người khác, gọi là phá người, vì tôi không có chỗ thành, nên chẳng phải người phá. Ngoại đạo nay hỏi nội giáo hơn, thì đối lập với thua, co vào thì đối lập với duỗi ra. Tôi đã thua sút thì ông phải vượt hơn. Nghĩa của tôi đã bị phá, nghĩa của ông tự thành. Ông đã phá người và tự thành, cho nên là người phá. Còn tôi chỉ bị phá, chứ không thành, nên chẳng phải người phá. Ông phá người khác, là không nói là nghĩa của ông thành, nhưng nếu pháp của người hoại thì pháp của ông về lý tự thành. Lại, chính miệng ông phá nghĩa của người, mà tâm lại thành nghĩa của ông. Nếu tâm ông không tự thành cho nghĩa của mình, thì vì sao miệng lại phá người? Lại nữa, từ trên đến đây, cả ba lần hỏi đáp đều nói luận chủ có phá, mà luận chủ đều nói rằng không có phá. Nay người ngoài nói nếu không có phá thì có thành, đây là đối với vô minh mà có. Hỏi, ở trước, nói rằng nội giáo không có phá, thì ngoại đạo có lập, so với đây có khác gì không? Đáp, ở trước là nội giáo không có phá, ngoại đạo có lập. Ở đây là nội giáo nếu không có phá, thì nội giáo có lập, vì vậy nên khác với ở trên. Lại đều phá tha, tự không thành, lẽ ra bóng tối phá ánh sáng không thành. Ánh sáng không thành thì bóng tối đâu còn phá. Nếu giải không sinh, hoặc, thì, hoặc, do đâu mà diệt. Lại nữa, người ngoài xoay lỗi trở lại cho luận chủ. Ở trên, luận chủ nói rằng ông là người phá. Ông đã đinh ninh rằng ta là người phá pháp, thì ta là quấy. Lý của ông thường là phải, thì mình phải, người khác quấy. Sinh ra vì tâm phải, quấy, nên chính ông là người phá pháp. Ta thấy ông phá người khác, nên thuật lại những gì mà ông đã nói, thì sao ta là người phá pháp? Lại từ trên đến đây, ông nói về nghĩa nhân duyên, hễ nói không thì gọi, có, nói, có, thì gọi là, không. Ông đã nói không thành, thì gọi là thành, nói không phá thì gọi là phá. Nếu nói không thành thì không gọi là thành, nói không phá, thì không gọi là phá, lại rơi vào lỗi tự tánh. Lại, ông phá là có đối tượng bày tỏ hay không có đối tượng bày tỏ? Nếu không có đối tượng bày tỏ thì lẽ ra không có đối tượng cung kính. Đâu có kính trọng tam bảo. Nếu có đối tượng bày tỏ thì có, sở thành, đối tượng được thành. Một, nội giáo nói thành,
là phá không phải một. Trong đây từ đầu đến cuối, có ba lời đáp. Đây là lời đáp thứ nhất, nếu ông nói nghĩa của ông đã phá, thì nghĩa của ta thành, thành và phá là, một hơn, thua, co, duỗi lẽ ra phải, một, mà thành và phá không là, một, đâu được nói nghĩa của ông đã phá, nghĩa của ta liền thành. Cho nên người ngoài vặn hỏi ngược lại gây bế tắc cho luận chủ về thành, phá là, một, mà luận chủ đã lìa lỗi tự chấp, nếu thành phá là, một, thì sẽ phạm bốn lỗi. Đều là phá, đều là thành. Nếu thành, và phá là một, mà thành là thành, phá chẳng phải thành, thì lẽ ra phá cũng là thành mà thành chẳng phải thành. Có thành, có phá thì chẳng phải, một. Lại theo thư lớp đáp các vạn hỏi trên. Ông ở đầu nói rằng nghĩa của người nếu phá, thì lý của mình thường thành, thì thành, phá là, một. Ông đã lập nghĩa thành và phá là, một, ông phá ta, tức phá, vì sao ông phá mà ta thành. Ta thành, ông liền thành. Sao ta thành, ông phá. Lại hiện thấy một vật, lúc thành thì không phá, khi phá thì không thành, sao ông nói phá tức thành. Ông nói là, hoặc hoại, giải, liền thành, thì hễ, hoặc hoại là, giải thành, còn vướng mắc vạn hỏi thành và phá là, một. Nếu nói là, hoặc tự hoại, giải, liền thành, như bóng tối diệt, thì có đèn sinh, thì thành, hoại là, khác, sao ông hoại, ta liền thành ư. Lại hiện thấy bóng tối mất, đèn sáng, việc này không bao giờ có. Vì nghĩa của ông hoại bất thành, đến bao giờ mới cc nghĩa của ta thành. Lại bóng tối mất, đèn sáng, ở trên cũng phá là không có, sao lại dẫn dụ nữa. Ở trên ông đã nói ta đã không có phá, lẽ ra phải có lập. Ấy ở phá đã không có, thì đâu có lập ư. Lại, phá bất hữu thì bất vô lập, bất vô thì bất hữu đâu có đối đãi. Ở trên ông vặn hỏi rằng nếu có đối tượng bày tỏ, thì sẽ có đối tượng thành. Nếu không có bày tỏ, thì lẽ ra không có người được cung kính, chính là vì, một, không, được thành, cho nên không có, năng bày tỏ. Lại cũng được so sánh để đáp lại, vốn vì đối với tà, nên bày tránh, mà không hề có tà để phá, thì đâu hề có tránh có thể bày. Các vạn hỏi khác đều sai sót, các giải đáp trên đều thông suốt. 2. Lại nữa, thành có sợ hãi lớp thứ 2, chỉ rõ thành, và phá không phải, một. Thành thì có sợ, còn phá thì không có sợ. Vì sợ, không có sợ khác nhau nên biết thành và phá không phải một. Hỏi, đây là nói về nghĩa gì? Đáp, là bác bỏ ngoại đạo. Từ trên đến đây ông muốn thành pháp mà không thể thành thế nên ông cảm thấy sợ hãi, không dám lập nữa. Đối với pháp của ta, vì không sợ, nên ông muốn phá ta. Cho nên biết thành và phá không phải, một. Chính vì vậy nên ta dùng lời này để chê bai ngoại đạo, chứ không phải là luận chủ thành pháp có sợ phá hay không sợ. 3. Nếu phá pháp của người trở xuống, là thứ 3, về nghĩa của ngài thiên thân sinh ra lời nói trái để phá. Ngoại đạo nói rằng, nói lỗi chấp của người khác, ở trên thì chấp của mình được thành. Hỏi, sự thành này so với vì phá pháp của người khác, nên pháp của mình được thành có khác gì nhau chăng? Đáp, sự thành ở trước là thành, còn thành ở đây là thành phá. Cho nên khác nhau, ông bèn nói thành và phá không phải một, nên không tự lập pháp mà cuối cùng phá người. Nếu vậy cuối cùng lẽ ra là thành phá này. Nếu thành phá này thì đó là tự thành pháp. Lại còn một nghĩa nữa, ông nói thành và phá không phải một, chẳng nói là không có thành pháp. Nếu vậy cuối cùng vẫn có thành, phá. Nếu ông không thành phá, thì sẽ không phá người. Đã phá người thì cuối cùng là thành. Nội giáo nói vì phá pháp người, nên pháp của mình được thành, còn tất cả đều không thành. Ngoại đạo cho rằng nội giáo là thành ở phá. Ở đây nội giáo hoàn toàn thừa nhận. Vì phá pháp người khác, tất nhiên nghĩa phá được thành, phá này nếu thành, thì tất cả không thành. Sở dĩ như thế, vì luận về phá, thì mình, người, tất cả đều phá, nên gọi là phá. Phá này nếu thành thì mình, người, nội giáo, ngoại đạo, tất cả đều không thành. Đã gọi tất cả không thành thì nghĩa của ta đã ở trong tất cả, làm sao được thành riêng một mình ư? Phá này là tên khác của rốt giáo, không, cho nên tất cả đều không thành. Lại như dùng cái bất bình của ta để phá cái bất bình của ông, khiến cho ông được bình, thì là ta bình, cho nên tất cả bình. Lại, còn một nghĩa nữa, phá người là nói người không thành, tức là mình không thành. Ta lấy ông làm người, ông lại lấy ta làm người, cho nên tất cả đều là người. Đã nói rằng người không thành, thì tất cả không thành. Đây là thế phá, không phải ý của chánh văn. Lại đây là y theo môn, đối đãi nhau, để phá. Vì phá pháp người nên pháp mình được thành,
nghĩa là chứng tỏ rằng người lập bị phá, thì nghĩa phá được thành. Cho nên phải thành phá này chính là ngoại đạo có sở đắc, vì người đại, tiểu thừa bị bệnh mà lập. Tất cả không thành, nghĩa là vì trước kia đối đãi nhau để lập, nên có phá. Nay lập đã không thành thì không có lập có thể đối đãi. Vì cho nên không có phá, cho nên nói rằng tất cả không thành, đây mới là ý văn chính đáng. Ngoại đạo nói không đúng, vì trái với thế gian, nếu ông nói thành, là phá không, tất cả không thành, thì sẽ mâu thuẫn với thế gian. Ai tin pháp này, vì nội, ngoại đạo chỉ có hai nghĩa, thành, và phá. Thành, là lập ra nghĩa của mình, phá là phá nghĩa của người. Chẳng hạn như tăng khư thành, một, để phá, khác, vân vân người thành thật thì thành, không, để phá, hữu, của tỷ đàm. Đại thừa thành đại để phá tiểu. Lại nữa, thành chánh của mình, đả phá tà của người. Ông không có thành, phá thì trái với tất cả. Ai tin pháp này, nội giáo nói thế gian tin pháp này. Đáp, một câu hỏi này gồm nhiều thứ hình thế. Có khi nói rằng đạo và tục trái nhau, đâu là niềm tin của người thế tục. Tin ở người tục thì không tin ở đạo, còn tin đạo thì không tin thế tục. Như tin bát nhã thì không tin tất cả pháp, còn tin tất cả pháp thì không tin bát nhã. Lại đáp lý do tại sao ta trái với thế gian, vì trí thế gian nông cạn, thấy, có, mà không thấy phá và lập. Vì cái thấy này không thấy được những gì mà Bậc Thánh đã thấy, thấy những gì mà Bậc Thánh không thấy. Không làm những điều mà Bậc Thánh đã làm, và làm những điều mà Bậc Thánh không làm. Lại, đáp ta không đồng với thế gian, cũng không thể khác với chúng sinh. Đâu là người đời, đâu là ta, mà nói là đồng, khác. Ngoại đạo liền vặn hỏi rằng, chính cái không đồng, không khác này là điều trái ngược với người đời. Liền đáp rằng, đem vật gì để làm trái ngược ư, ai trái ngược? Trái ngược với ai ư? Mà ở đây, luận chủ lại không có giải đáp khác để chứng minh là người đời tin ấy. Đây là phá không tin để nói về tin. Ngoại đạo nói, luận chủ nói lời này không có đạo lý, không đáng tin. Cho nên ở đây nói pháp do nhân duyên sinh rõ ràng mà rốt ráo, không. Dù rốt ráo, không, mà nhân duyên, rõ ràng đáng tin. Cho nên trung luận nói rằng vì thế gian hiện thấy nên mắt thế gian thấy. Cho nên nói thế gian tin. Chú thích có 4. 1. Nói pháp đáng tin. 2. Nói pháp không đáng tin. 3. Kết luận không đáng tin. 4. Kết thành đáng tin. Phần đầu như văn, ông cho rằng trở xuống, là thứ hai, chỉ ra pháp không đáng tin, nói nghĩa của năm nhà đều không đáng tin. 1. Nói về nghĩa của tăng khư. 2. Lại trừ giường cột trở xuống, là thứ hai, nêu ra nghĩa của vệ thế. 3. Hoặc nói trong nhân có quả trở xuống, là thứ ba, nghĩa của lạc sa bà. Hỏi, làm sao biết được là nghĩa của sư thứ ba này? Đáp, vì trước kia đã nói rằng trong sữa có lạc, là xuất xứ từ nghĩa trong nhân có quả rồi. Nay lại nói nữa, nên biết là nghĩa của sư thứ ba. 4. Hoặc nói là, lìa các pháp nhân duyên sinh, là thứ tư, không có nhân là nghĩa của ngoại đạo. 5. Thật ra không, chẳng nên nói lời thế sự, là thứ năm, là nghĩa của ngoại đạo tà kiến, như người tà kiến bác không có các pháp. Các lối chấp của những người này, ai sẽ tin thọ, là kết luận đối tượng không tin. Pháp của ta không như, là kết luận đối tượng tin. Ngoại đạo nói ông không có đối tượng chấp, sở chấp thì pháp thành. Từ trên đến đây, tìm một mảy may nghĩa của luận chủ không được, mà nội giáo lại nói rằng pháp nhân duyên của ta đồng với thế gian. Nếu vậy tức là không chấp tự tánh mà là chấp nhân duyên, thì biết có nghĩa nhân duyên, đã bị ngoại đạo nắm bắt được. Nếu ông nói là không chấp tự tánh, thì cũng không chấp nhân duyên, đều không có đối tượng chấp sở chấp. Nếu vậy thì ông vì sở chấp nên giữ lấy vô chấp. Đây là không chấp đối với chấp, lại là chấp đối với không chấp, cho nên biết có chấp. Nếu ông nói là không có chấp, thì sẽ không đồng với thế gian, cũng không khác với thế gian, tức là không khác với thế gian mà đồng với thế gian. Thế gian đã chấp, thì lẽ ra ông cũng chấp. Nội giáo nói rằng vô chấp, không gọi là chấp, như vô, trong đáp có hai, pháp thuyết, thí thuyết. Không có chấp, không gọi là chấp, là pháp thuyết. Ta nói chấp vô nên nói vô chấp, nói vô chấp là nói không có chấp, chứ không phải cho rằng chấp có, không. Cho nên không chấp đối với chấp, cũng không chấp, vô chấp. Như vô, là thí thuyết, như người miệng nói không có vật, thật ra không có vật. Ở đây nói vô chấp, thật ra là không có chấp, chứ chẳng phải trong miệng nói không có vật, tức là có vật, cũng chẳng phải vô chấp, tức là chấp. Lại,
cái chấp đã không, thì không có chấp cũng không. Như vì đối với, có sở đắc, nên mới có, vô sở đắc. Có sở đắc, đã không, thì vô đắc cũng không. Đáp câu hỏi về nhân duyên ở trên, nghĩa là có nhiều thứ hình thế. Dùng ngay nhân duyên để đáp, là nói về pháp nhân duyên sinh, tức là tánh vắng lặng, nên không có dấu vết, nơi trốn. Có đối tượng chấp trước, thì chẳng phải nhân duyên. Có lúc đáp rằng, vì vốn có tánh đối đãi, nên có nhân duyên. Đã không có tánh, cũng không có nhân duyên, vừa tánh, vừa nhân duyên, năm trường hợp như thế. Ngoại đạo nói rằng, ông nói là pháp vô tướng, nên là người diệt pháp. Ông nói không chấp đối với chấp, cũng không chấp, vô chấp, thì chấp, không vô chấp, tất cả đều diệt, gọi là người diệt pháp. Hỏi, lối phá chấp này có khác gì với người phá pháp ở trên không? Đáp, ở trên, nói phá, lập đều phá, gọi là người phá pháp. Ở đây, nói không chấp phá, lập không có đối tượng chấp mắc, lại không có cái, không chấp, này, là sâu hơn một bậc. Cho nên là khác nhau. Nội giáo nói phá người diệt pháp, ở đây gọi là người diệt pháp, phải là chẳng có diệt, không diệt trong tâm tôi, nên không phải là người diệt pháp. Ta thật sự chẳng diệt, không diệt không có đối tượng chấp mắc, mà ông cho rằng ta có, sở diệt, muốn phá ta thì chính ông là người diệt pháp, văn chánh là như thế. Lại, ta nói về pháp nhân duyên. Pháp nhân duyên tức là trung đạo, cũng là giả danh, nay ông muốn diệt pháp nhân duyên, tức phá trung giả, cho đến tam bảo, bốn đế, nhân quả, tội phước, gọi là người diệt pháp. Lại nói nay ta là người diệt pháp, vì sao? Vì ta tiêu diệt tất cả các pháp hí luận, gọi là người diệt pháp. Lại, ta gọi là người đoạn kiến, vì dứt tất cả kiến chấp. Lại ta gọi là xiển đề, vì rốt ráo không tin pháp tà kiến. Lại ta gọi là vô tâm, vì tận cùng tất cả quán. Ta gọi là người câm, vì diệt tất cả lời nói, cho nên ta gọi là người diệt pháp. Đây đều là phá thế. Ngoại đạo nói lẽ ra có các pháp, vì có đối đãi nhau. Đoạn thứ ba của phẩm này phá người ngoài cho rằng luận chủ có pháp tồn tại, ý văn này có gần, có xa. Nếu là người từ xa đến, thì tùy thuộc vào điều mà luận chủ nói, đều là pháp có. Nếu nói tất cả không có chỗ nương thì có chỗ nương lại. Nếu luận chủ không nói, thì có nói đối lại. Nếu chẳng im chẳng nói thì có nói nín đối lại. Nếu có nói nín thì có chẳng nói nín đối lại. Nếu nói là chưa hề có việc như thế, thì sẽ có sự kiện như thế đối lại. Câu hỏi này thật đáp lại vạn hỏi. Kế nếu là người đến từ gần, thì luận chủ như trên nói rằng ngoại đạo là người diệt pháp, nội giáo không phải là người diệt pháp. Nếu vậy, thì có người diệt pháp đối đãi với người không diệt pháp. Đã có được đối đãi, thì tức là có pháp, sao lại nói là đều không có, sở chấp, ư? Nếu đều không có, sở chấp, thì sẽ đối với ai để nói về diệt pháp ư? Đã không có đối đãi, thì sẽ không có, bất diệt, của ông, không có sự diệt pháp của ông. Ở trên, ông không nên cho rằng ta là người diệt pháp, còn ông chẳng phải người diệt pháp. Nội giáo nói đâu có đối đãi nhau vì, một phá. Có người nói, có, khi là một bên, ở trên đã phá xong, đâu còn đối đãi ư. Này nói chẳng phải không có ý này. Này nói có một mảy may pháp đầu không từ đâu mà có, lấy gì để đối đãi. Lại nữa, ông có một mảy may pháp để nói về sự đối đãi ấy, nghĩa là một vật thể này nếu nó ở trong, một, thì trong, một, đã phá xong. Nếu nó ở trong, khác, thì trong, khác, đã phá. Lại, một, là pháp số mà ở trước đã phá là, không. Đã không có, một, thì làm sao có muôn pháp để nói đãi nhau ư. Lại, tất cả đều là, một, như hai lần một là hai, ba lần một là ba. Như thế, đều là, một, thì tức là không có nhiều. Vì không có, nhiều, nên cũng không có, một, đâu là, một, ư. Ở đây đáp chẳng phải là luận chủ nhắm về phía trước để trốn chạy, chỉ người ngoại đạo là rút lui về phía sau, hòng tìm câu giải đáp. Ông nói hễ có đối đãi, thì phải có vật, rồi sau đó, mới nói đối đãi. Này rõ ràng chưa biết sao là một vật mà đặt ra câu hỏi về đối đãi, cho nên có lỗi. Một, ngoại đạo nói, ông cho rằng không có thành là thành, nếu dựa vào một bên, có, của lời đáp trước thì ở trên đã phá xong, tức là ông đã không vì thành mà, có, thì lẽ ra sẽ thành lập, không. Cho nên ông nói rằng, không thành là thành. Hai, ông nói là một mảy may pháp đều đã phá xong, thì đều không vì thành tất cả pháp. Như thế thì vì thành rốt ráo, không, cho nên nói rằng, không thành là thành. Ba, ông nói tất cả không có thành, mà ở đây cuối cùng có thành,
như nói rằng tất cả pháp bất sinh thì không trụ bát nhã, tất cả pháp thì trụ nơi bát nhã, tức là có bát nhã để trụ, đâu được đều không có sở trụ, vô sở trụ. 4. Nếu nói rốt ráo không có, sở y, thì ông đâu thể vặn hỏi những thứ mà tôi thông suốt, khiến cho tôi thông suốt cái không thông suốt, đâu thể thông suốt các thứ vặn hỏi của tôi, khiến cho tôi vặn hỏi không thành vặn hỏi. Đã có khả năng vặn hỏi thông suốt, tất nhiên ông đã ôm ấp một phương thuật màu nhiệm rồi. Vì vậy nếu có thuật màu nhiệm này thì là thành. 5. Ông đã có sự thể ngộ màu nhiệm này rồi thì cuối cùng sẽ có một pháp được tỏ ngộ. Có một pháp này vì có thể học, nên mới có được khả năng này. Lại, không có thành là thành, nghĩa là không thể nói là thành, không thể nói là không thành, thì là thứ thành nhiệm màu. Cho nên kinh nói rằng chẳng phải thành, chẳng phải không thành, mới là khéo thành. Chẳng phải khổ, chẳng phải vui, mới là vui lớn. Lại, do chẳng phải thành, chẳng phải không thành, mới biết được thành, không thành. Lại, không có thành là thành, nghĩa là ông vừa nói không có đối đãi nhau, thì lẽ ra có cái thành dứt đối đãi. Chú thích rằng, như nói nhà không có ngựa, luận chí độ chép, như trên miếu, đường, không có ngựa, thì có, pháp không có ngựa. Dù ông không có thành, thì có cái thành của, không có thành, này. Vì vậy nên người ưa thích, không, nghe nói, không, thì cảm thấy vui mừng, người ghét, không, thì đâm ra lo sợ. Cho nên biết có pháp, không, này có khả năng sinh ra tâm người. Lại, nếu không có pháp, không, này, thì tin nó, không được phước, chê bai nó, lẽ ra không có tội. Đã năng sinh tội phước thì phải có pháp, không, này. Nội giáo nói không đúng, vì có, không, tất cả là không, nghĩa là nếu đáp là thành, không, thì hỏi, có, không, tất cả đều không. Đã không thành, có, thì đâu có thành không ư. Đáp câu hỏi về sinh ra tâm, nghĩa là đã, có, không, đều không, thì lấy gì để sinh ra tâm. Như Trung Luận nói, có, không, đã là không, thì người biết có, không, là ai. Cho nên, có, không, đều là không, vì duyên quán đều vắng lặng. Đáp câu hỏi về cuối cùng có, sở thành. Đã không có gì không thành thì làm sao có thành, cũng thành, không thành, chẳng thành, bất thành. Đã không có không trụ các pháp thì đâu thể trụ bát nhã. Đáp câu hỏi dứt bật đối đãi, nếu có đối đãi nhau thì có thể có dứt đối đãi. Nếu hoàn toàn không có đối đãi nhau thì đâu có dứt đối đãi. Đáp câu hỏi về cuối cùng có phương thuật màu nhiệm, hoàn toàn không thấy phương thuật về vô của ông thì đâu có thuật màu nhiệm của tôi, cho nên nói rằng có, không, tất cả là không. Ngoại đạo nói rằng phá không đúng, vì tự không. Vạn hỏi này ý có gần, xa, ý đến từ xa, thì vạn hỏi chung về, ba không, của luận chủ. 1. Ngã, pháp, không, và bản tánh tự, không, thì không nên phá. Nếu phá thì chẳng phải vốn không. 2. Nếu bất không mà phá, thì trái với pháp tướng, nếu không mà phá, thì là người si. Lại nếu bất không mà phá, thì dù có phá, cuối cùng, cũng chẳng thể không. Như dù không mà chẳng thể phá, nếu chống không mà phá có, thì lẽ ra không phá. Ý đến từ gần, nghĩa là từ có, không, ở trên, vì tất cả là không cho nên sinh. Nếu có, không, vốn là không thì việc gì phá, có, không, ư. Nếu vốn không là bất không thì sao ông nói, có, không, đều là không. Bất không mà phá thì sẽ có cái thua trái với lý. Nếu không mà phá thì sẽ có cái tệ hại là luống nhọc. Nội giáo nói dù tự tánh, không, nhưng vì chấp tướng, nên bị trói buộc. Đáp lại vạn hỏi tiến lùi. Dù tự tánh, không, là đáp lại một vạn hỏi của ngoại đạo kia. Nhưng các pháp bản tánh tự, không, thật ra không có bị phá, chỉ vì ngoại đạo các ông chấp lấy tướng của chúng, cho nên phải phá. Dù phá tưởng đảo, nhưng thật ra không có, sở phá. Cho nên dù phá mà không, dù không mà phá, nói về nghĩa thì không trái nhau. Phần chú thích có ba, đó là pháp, thí, hợp. Về pháp thuyết, như văn. Trong thí thuyết, nêu lên người ngu, ngoại đạo ở trên, của luận chủ nếu không mà phá, đó là người ngu si. Cho nên nay nói, người ngu thấy ánh nắng, nghĩ là nước. Ngoại đạo điên đảo, không có thần mà chấp là thần, không có pháp, mà chấp có pháp, chẳng có không, mà chấp là không. Ở đây muốn ngăn dứt tưởng nước của họ, thật ra không có nước để phá. Đây là chỉ trừ bệnh của ngoại đạo kia, mà không trừ pháp, nghĩa là vì bệnh nên thấy có pháp, thật ra không có pháp để trừ, gọi là không trừ pháp. Một lần hỏi đáp này nói về ba nghĩa. 1. Nói về đạo, bản tánh của tất cả pháp là vắng lặng.
Tánh không là tên khác của chánh đạo, ý quan trọng của các kinh. Pháp sư Tăng Duệ khen Thích Đạo An, đào con đường bỏ hoang để khai thông cho xe qua, tiêu biểu chỉ thú u huyền ở tánh, không, chỉ có tông của tánh, không, mới được cái thật trên hết kia. Nay lần hỏi đáp này chính là nói về tánh không, ngoại đạo cho rằng nếu tánh vốn không thì không nên phá. Vì phá nên không phải vốn tánh không, là chưa hiểu gì về ý nghĩa của tánh, không. Luận chủ đáp dù tánh, không, nhưng phải phá, dù phá mà là tánh không. Đây là giải thích về ý thành tánh không. 2. Giải thích về 6 đường người ba thừa, khởi lên ý mê. Cho rằng tánh, không, này thật sự không có 6 đường cũng không có ba thừa. Không có 6, cho là 6 mà không có 3 mà cho là 3, nên có sự khác nhau của 9 đường, tức là giải thích về ý khởi mê. 3. Kế là giải thích về ý nguyện ra đời để phá bệnh của chư Phật, Bồ Tát trong ba đời khắp 10 phương. Xưa phá 6 đường, nay phá ba thừa, nghĩa là thật ra, không có 6 đường, ba thừa để phá, chỉ dứt ý nghĩ của ngoại đạo kia, nên nói là phá. Cho nên ở đây giải thích về ý phá bệnh của chư Phật, Bồ Tát. Hỏi, không có cái gọi là 6 đường, ba thừa, có thể gọi là tánh hay không? Đáp, có thể cho là tánh, nếu có, không gọi là vọng. Kể cả điên đảo, đã gọi là vọng, thì không có một mảy may, cho nên năng vị đồng với sở vị. Hỏi, năng vị, sở vị, là, không, phải chăng? Đáp, vốn không có, làm sao, có, không, năm trường hợp như thế. Ngoại đạo nói không có nói pháp, vì đại kinh không có. Từ trên đến đây, y cứ nội giáo để vặn hỏi nội giáo. Một lần này dùng ngoại đạo để vặn hỏi nội giáo. Ý vặn hỏi có hai. Một, nhắc lại chín phẩm của nội giáo, để phá có, là nói chẳng phải có. Hai, phẩm, không, phá, không, nói về, chẳng phải không. Chẳng phải không, không thể nói là, không, chẳng phải có, không thể nói là, có, gọi là, không nói. Hỏi, bốn trường hợp về thật tướng, không thể nói, vì sao lại nói là, chẳng phải có, chẳng phải không có, không thể nói. Đáp các ngoại đạo, vân vân phần nhiều dính mắc vào hai bên. Không, và, hiểu. Ở đây vì muốn phá hai bên, không, hiểu, đó nên nói, phi không, phi hiểu, mà ý là ở chỗ bỏ cả hai, là không còn, hai phi, khiến cho chúng sinh ngộ nhập thật tướng. Vì đại kinh không có nên dẫn ngoại đạo để vặn hỏi nội giáo. Ba thứ đại kinh, đây là nghĩa cũ, không có pháp này cho nên không đáng tin. Một, nội giáo nói có thư lớp, nhưng đáp lại câu hỏi này của ngoại đạo, phần nhiều có hình thế. Nếu trong phẩm Đức Vương của Kinh Niết Bàn nói về nghĩa nghe, không nghe, cho rằng đại kinh của ngoại đạo không có pháp này, chỉ phương đẳng mới có. Cho nên gọi là xưa đã không nghe, nay mới được nghe. Nhưng nay trong đây dẫn kinh của ngoại đạo kia. Hai, có thứ tư, nghĩa là vì các ngoại đạo chấp vào, có, không, chẳng tin, chẳng phải có, chẳng phải không. Ở đây vì muốn giúp họ bỏ cái, có, không, để tin, chẳng phải có, chẳng phải không có, nên lại dẫn kinh của họ. Nhằm nói có pháp này. Nếu ông không tin, chẳng phải có, chẳng phải không, thì chẳng những không tin nội giáo, mà cũng không tin ở ngoại đạo. Như Trung Luận và Kinh Đại Phẩm, vì muốn cho người tiểu thừa tin các pháp, không, nên lại dẫn trong tiểu thừa, nhằm nói về pháp không, để giáo hóa tiểu thừa. 3. Lại muốn sỉ nhục các ngoại đạo, nên nói ngu si, như đứa trẻ, chẳng những không biết về nội giáo, mà cũng tự mê mờ đối với ngoại giáo. Nội giáo, ngoại đạo đều không biết, si mê, không biết gì. 4. Luận chủ vì muốn dứt trừ pháp thứ tư nên nói, pháp không phải tốt là luận của hàng ngu si. Với pháp thô như thế, ông đã có ở trên rồi, vì sao không tin? 5. Muốn nói lên ngoại đạo đã lén trộm được, phi hiểu, phi vô, của Phật Pháp, đặt vào trong sách của mình, giờ đây, ngài đề bà đoạt trở lại. Kinh của ngoại đạo kia có ở thứ tư, giống như Phật nói. Lại dù cho ngoại đạo có được pháp này đi nữa, thì khác nào như con mọt gặm nhấm gỗ mà thôi. Nhưng đạo nho màu nhiệm của Chấn Đán, chỉ có hai trường hợp, có, và, không, chứ không có, phi hiểu, phi vô. Ngoại đạo của Thiên Trúc gồm có ba nhóm ngoại đạo, mà văn của ba đại kinh cũng không có, phi hiểu, phi vô. Ở đây nói là có thẳng lời nói không thể nói. Chữ phi, là, phi hiểu, phi vô, không thể nói. Nếu có. Lời nói này thì tức là tự chấp lấy, tưởng không nên trách cứ luận chủ. Ngoài ba ngoại đạo trên, còn có 62 tà kiến và trong một nạn, có lời nói, hai phi, thứ tư, như, phi thường, phi vô thường,
hai phi này khác hẳn với ý, phi hữu vô, của luận chủ. Hỏi, kinh Niết Bàn nói là ba thứ kinh của ngoại đạo không có. Vậy tại sao ngài Đề Bà lại nói là ngoại đạo có? Đáp, như trước đã giải thích kinh Niết Bàn nói, không, là không có nói rõ ràng về trung đạo phi hữu, phi vô. Luận này nói là kinh ngoại đạo kia có, như âm thanh không gọi là to nhỏ, vân vân. Lại, kinh Niết Bàn nói không có ý cứ vào lý thật sự không có. Ở đây nói, có, là y theo việc trộm mà được. Lại, kinh Niết Bàn nói, không, như con mọt không biết chữ, còn ở đây nói, có, là tình cờ được thành chữ. Chú thích nói rằng âm thanh không phải to, nhỏ, có nghĩa là. Một, giải thích âm thanh to nhỏ đều là cầu na. Cầu na, không tự nương tựa nhau, mà đều dựa vào, đà la phiêu, thế nên nói rằng âm thanh chẳng to nhỏ. Hai, lại giải thích về cái nghe, âm thanh không gọi là nhỏ, lại nghe tiếng người không gọi là lớn. Lại giải thích như tiếng chuông so sánh với tiếng sấm, không gọi là to, sánh với tiếng khánh không gọi là nhỏ. Cục đất sét không phải bình, chẳng phải không phải bình, nghĩa là vì hình dáng đất sét khác với hình dáng chiếc bình, nên nói là chẳng phải bình. Lại, vì nó không có tự thể riêng, nên chẳng phải không phải bình. Tia sáng không phải là ánh sáng, chẳng phải là bóng tối vì ánh sáng mặt trăng so với mặt trời, nên chẳng sáng. Vì sánh với các ngôi sao, nên chẳng phải tối. Lại giải thích tắc lửa là ánh sáng tỏa chiếu khắp phòng, gọi là ánh sáng, mà tia sáng khác với bóng tối, lại khác hẳn với ánh sáng. Ngoại đạo nói nếu không thì không nên có nói. Đây là đoạn lớn của phần thứ hai, nói về hai đế trung đạo, kết hội chỉ quy về phần sinh khởi, đủ như phần đầu phẩm. Ở đây lại chỉ bày một thế. Ý của văn này có gần, có xa. Ý từ xa, phẩm phá, hữu, không, trong chín phẩm. Là phá, không, nói, phi không, phi hữu. Đây là rửa sạch điên đảo, có sở đắc, tánh có, không. Ở đây nói từ, phi hữu, phi vô, mới được, giả nói là, có, không, đều dựa vào hai đế để nói pháp. Giả mượn, có, không, này là vì muốn biểu thị trung đạo không hai, chẳng phải có, chẳng phải không có. Đó là lý do có chương này. Ý đến gần, ở trên phá, có, không, nói, chẳng phải có, chẳng phải không có, người ngoài chấp trước, chẳng phải có, không. Phẩm này phá, chẳng phải có, không, nói giả, có, không, vì muốn hiển dương chánh đạo chưa từng, chẳng phải có, không, cũng không hề có, không. Vì cho nên có chương này. Đại ý ngoại đạo hỏi nếu nói hai kinh nội giáo, ngoại đạo đều lấy, không, để nói pháp là rất cùng tột, thì vì sao thầy của ông lại nói pháp thiện, ác để hóa độ chúng sinh ư? Nếu có nói pháp, thì không nên nói rằng không có nói. Nếu phân biệt không có nói, thì không nên nói. Lại, nếu có nói, tức không nên nói, có, không, đều là không. Như ngoại đạo kia không nói thì nhận lãnh pháp câm. Nội giáo nói vì tùy theo tục, nên không có lỗi. Nghĩa là ngoại đạo không hiểu hai đế. Phẩm trước, ta không nói đó là đệ nhất nghĩa đế. Ở phẩm này mới nói nghĩa là vì tùy theo tục nên nói, tức hội thông với lời nói ở trước. Lại, thể của chư Phật là đạo chẳng phải nói, không nói. Ở đây tùy theo tục mà nói, thì nói đâu có lỗi ư. Vì dù tùy theo tục mà nói, thật ra không có nói, thì đâu hề nói ư. Chú thích rằng thường nương vào hai đế để nói, phàm phu lấy, có, làm thật, nên gọi là đế. Bậc thánh vì thấu rõ, không, là thật, nên gọi là đế. Vì dựa vào hai thật để nói, cho nên cả hai thuyết đều là thật. Hỏi, đâu cần nói dựa vào hai thật để nói ư? Đáp, vì muốn ngăn ngừa vặn hỏi của ngoại đạo, nên ở trước đã nói các pháp không thể nói. Ở đây, lại nói rằng nói tức là nói dối. Cho nên phẩm này mới nói vì dựa vào hai thật để nói, nên cả hai lời nói đều thật, chẳng phải nói dối. Ngoại đạo nói vì tục đế đều là thật, ngoại đạo thông minh xa biết nghĩa của hai đế có trái nhau. Chân có thể được ba nghĩa là đế. Một, không, là chân thật, nên gọi là thật tướng, có thể được là đế. Hai, không, đối với bậc thánh là thật, đây cũng là đế. Ba, đã gọi là chân, vì chân là đế. Thế tục có ba nghĩa không nên gọi là đế. Một, có, là luống dối, không nên gọi là đế. Hai, đối với phàm là thật, không đủ gọi là thật. Ba, trong danh không có chân, không được gọi là đế, cho nên nói rằng tục đế đều là thật. Nếu thế tục là đế, tức là nhập vào chân. Lại, nếu hai thứ đều là đế, thì cả hai đều lẽ ra là chân. Lại, chia ra chân,
tục khác nhau, lẽ ra chia ra đế, không đế khác nhau. Lại, nếu tục phải đế, thì chân không là đế. Lại vặn hỏi rằng, nếu là đế thì không tục, nếu là tục thì không đế, sao lại nói là có tục đế? Nội giáo nói rằng vì đối đãi nhau nên như đại thừa, tiểu thừa đáp lại tục ở trên là nghĩa đế, có thể có hai nghĩa để nói. Một, chân, chỉ là đế, không có chẳng phải đế. Hai, tục, vừa được là đế, vừa chẳng phải đế. Tục đối với phàm, vì là thật, nên gọi đế. Đối với thánh, vì không thật, nên không gọi đế. Cho nên, tục này cũng là đế, không phải đế. Như đại, tiểu nghĩa là như hình dáng quả nại, đối với quả dưa, quả táo, lớn, nhỏ đều là thật. Hỏi, quả nại quyết định thí dụ cho vật gì? Đáp quả nại, thí dụ cho đế hư thật, không đế là quả dưa, táo, thí dụ cho hai duyên phàm, thánh. Lại nói rằng quả nại, dụ cho một sắc, quả dưa, quả táo, dụ cho hai duyên. Ở đây cho rằng nghĩa văn đều không đúng, vì quả nại, đúng ra là dùng để dụ cho tục. Chẳng hạn như quả nại thì trái nhỏ, chắc hơn quả dưa, còn quả táo thì chắc và trái to. Táo thì chắc và to, thí dụ tục ở nơi phàm là đế. Chắc và nhỏ hơn quả dưa, là dụ cho tục đối với thánh thì chẳng phải đế. Ý văn chính là như vậy, không được thay đổi một lời. Hỏi, quả nại dụ cho một sắc, vì sao chẳng phải đế? Đáp, vì người ngoại đạo chính là vặn hỏi về tục, nên chẳng phải đế. Ở đây chính là đáp về tục là đế, chẳng phải đế. Vì thế, nên không được thí dụ là một sắc. Hỏi, nếu quả nại là lớn, nhỏ so với quả dưa, táo, đều là chắc thật, thì vốn do sự chắc thật là gọi là đế. Lớn nhỏ đều thật, nên gọi là đế. Đáp ý của thí dụ thì không hẳn thế, như trước đã giải thích, chính là nhận lấy tục. Đối với phàm, thì thật, là đế, đối với thánh không thật thì chẳng phải đế. Lấy hai thật của đế, không nói là hai thật để dụ cho hai đế. Cho nên văn nói rằng đối với người đời, tục đế là thật, nhưng đối với bậc thánh là không thật. Vì cho nên lấy thí dụ đại, tiểu không được có giải thích khác. Lại, đối với bậc thánh thì không thật, vì không thật, cho nên là không, lấy, không, để làm cái thật của bậc thánh. Ở đây cũng được nói rằng hai việc này đều là thật, tức là nghĩa của hai đế. Hỏi tục đối với phàm là đế, đối với thánh thì không phải đế, cũng được nói rằng chân đối với thánh là thật, là đế. Đối với phàm, vì không thật nên chẳng phải đế, có đúng không? Đáp các sư đều nói đây là một nghĩa so sánh, ở đây nói chung thì có thể so sánh thật của phàm là hư của thánh là hư của phàm. Hư của phàm là thật của thánh là thật của phàm. Còn nói riêng thì không so sánh. Tục thì có nghĩa đế, không đế, còn chân thì chỉ có đế, không có gì không phải đế. Do tục là điên đảo không thật, nên chẳng phải là thật, chỉ ở nơi tục là đế, vì chân là thật tướng, nên là đế. Lại, gọi đế là chân, chính là điều mà thánh đã chứng biết, nên chỉ có đế, không có gì chẳng phải đế. Văn chính là như vậy, không được giải thích theo cách khác. Hỏi, hai đế ở đây nói, khác nhau thế nào với hai đế mà các luận khác đã nói? Đáp, y theo hai bộ luận, nhưng một sắc không hề chân, tục chẳng qua vì đối với hai kiến giải của phàm thánh, cho nên thành hai đế mà thôi. Các luận khác thì về mặt lý có hai cảnh chân, tục, cho nên là khác nhau. Lại nữa đối với hai duyên thì thành hai, sắc không hề là hai, chẳng phải hai, năm trường hợp như thế, cũng không hề là đế, không đế, cũng có năm trường hợp như thế. Hỏi tục đối với phàm, gọi là đế, nhưng là phàm nào ư? Đáp, văn này là nói về tưởng chung, thế tục, phàm phu cho rằng có bình, y, đất, cột. Họ nói là thật có vật dụng này, nên gọi là đế. Hỏi kinh đại phẩm chép, phàm phu không biết thế đế. Nếu biết thì là tu đà hoàn, sao luận này lại nói phàm phu có tục đế? Đáp, văn luận này y cứ ở hai mặt để nói. Đối với phàm phu vì là thật, nên gọi đế, cho nên kinh niết bàn chép, người đời biết, gọi là thế đế. Kinh đại phẩm nói không biết, nghĩa là không biết cái, có, này là, không, hiểu, nên không biết tục đế. Bậc thánh liễu đạt cái, có, không sở hữu, thì biết cái có không có sở hữu, cho nên bậc thánh biết thế đế. Lại, có bốn thứ nghĩa. Một, nghĩa của hai đế. Hai, dựa vào hai đế để nói về nghĩa của pháp. Ba, nói về nghĩa của hai đế. Bốn, nghĩa mà hai đế nói. Nghĩa của hai đế, nghĩa là như trước kia, hữu,
đối với phàm là thật, là đế. Không, đối với thánh là thật, là đế. Dựa vào hai đế để nói. Nếu nói, không, là thật, thì dựa vào chân đế để nói. Nói, hiểu, là thật, thì dựa vào thế đế để nói. Nói hai đế, nghĩa là dựa vào hai đế, trở lại nói hai đế. Hai đế nói, nghĩa là một lần lời nói đối với không có lời nói, gọi là nói về chân đế. Lời nói đối với lời nói, gọi là nói về thế đế. Đây là thế đế nói, được nói là thế đế, được nói là chân đế. Chân đế thì không thể nói, như phẩm tứ đế của Trung Luận nói ngôn thuyết là thế tục. Nhưng thế đế dù nói mà thường dứt bặt, cho nên dù thế đế nói tức là không nói. Chân đế dù không có nói, mà không ngại nói, cho nên được chân đế nói. Hỏi, việc này thế nào? Đáp, chẳng những chân của Sở Thuyên dứt hẳn lời nói, mà ngay cả lời nói giải thích chân cũng thường dứt hẳn. Cho nên lời nói này tức không có lời nói mà nói. Đã được tức là lời nói không có lời nói, thì không có lời nói đâu không được tức là lời nói. Cho nên chân đế được nói. Nếu vậy thì đủ được bốn trường hợp đều nói, đều không nói, nói lẫn nhau, không nói lẫn nhau. Ngoại đạo nói biết là lỗi, sẽ được lợi gì? Luận có ba phần, hai phần trước đã kết thúc. Đây là phần thứ ba, bỏ tà, về chánh, thỉnh cầu lợi ích. Văn, có hai. Một, nói được lợi ích. Hai, nói về tướng lợi ích. Ở đây trước ngoại đạo hỏi, đầu tiên, xả tội, phước cuối cùng phá, không, về mặt không gian, thì phá dẹp muôn pháp, về mặt thời gian thì cùng cực năm trường hợp. Có sự hiểu biết này sẽ được lợi ích gì? Nội giáo nói rằng xả ngã như thế, gọi là được giải thoát, chính là đáp lợi ích. Hỏi, từ trên đến đây, về không gian thi cùng tận, về thời gian, thì phá, không còn một cái gì để tồn tại. Vì sao nói riêng về xả ngã? Đáp, vì ngoại đạo muốn cho xả ngã được giải thoát, nên nói riêng về xả ngã. Lại ở trên nói về ba không, ngã không, pháp không, không không. Ngã đứng đầu trong ba không, nêu phần đầu gồm thâu phần sau. Lại, các ngoại đạo dùng ngã làm đế chủ, nay nêu chủ đề lệ theo đó. Lại, ngã kiến gồm 62 tà kiến, nêu gốc, so sánh với ngọn suy ra ngọn. Lại ngã là chủ của quán, nói ngã có thể tạo ra quán của ba không, cho nên nói riêng về xả ngã. Đại sư Hưng Hoàng mỗi lần lên tòa cao, thường nói rằng không sợ Đại sư Hưng Hoàng mượn lời nói của Lý Nhĩ, vì người học gọi là thêm, vì đạo giả gọi là bớt. Bớt lại càng bớt, cuối cùng đến nơi không có tổn giảm. Nội giáo, ngoại giáo đều dứt bặt, duyên, quán đều vắng lặng, chính là đắc đạo. Ngoại đạo nói vì sao nói là được giải thoát, là thứ hai, nói về tướng được lợi ích. Ngoại đạo cho rằng thật ra nên đắc đạo, sao lại nói là giả gọi giải thoát ư, như tiểu thừa thật dứt kiến, tư, là thật sự được giải thoát. Người đại thừa thật dứt trừ năm trụ, hai chướng, thật được giải thoát, nay ngoại đạo cũng thế. Nội giáo nói vì rốt giáo thanh tịnh, đấy là kệ gốc mà nay không có, vì văn bị rơi rớt, chẳng phải giải thoát, chẳng phải ràng buộc, không, sở, không, năng, không biết phải lấy gì để gọi, ngượng gọi là thoát, cho nên gọi là được giải thoát. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết quyền hạ của bộ Bách Luận Sớ, quyền thượng. Thích Cát Tạng biên soạn, xin đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào sách mới.